chương 661. Vừa rồi trong khi Tần Vũ giết Chu Hiển không chút do dự, Khương Phạm đều đã nhìn thấy tận mắt, trong lòng Khương Phạm đã nghĩ, Tần Vũ cho dù không giết hắn, phỏng chừng cũng muốn làm nhục hắn một phen. Nhưng không ngờ, nghe ý tứ trong lời nói của Tần Vũ, hình như muốn trực tiếp phóng thích mình bình yên rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Tần Vũ, ngươi, Khương Phạm nhìn Tần Vũ, nhưng thật ra không biết nên nói gì cho ổn. Ánh mắt Tần Vũ đảo qua các vị thần vương ở xung quanh, hắn có thể cảm nhận được đáy lòng các thần vương ở đây đều quá sợ hãi rồi liền trực tiếp tuyên bố những người sau tu la thần vương la phàm khương phạm hoàng phủ ngự cùng với huyết yêu nữ vương vũ sát bốn người này có thể an nhiên mà rời đi mười chín vị thần vương ở đây vẻ mặt đều thể hiện rất nhiều vẻ khác nhau tỷ như hoàng phủ ngự này thì vừa vui mừng lại vừa phẫn nộ vui mừng là bởi vì tính mạng của bản thân đã được bảo vệ còn phẫn nộ chính là tần vũ không buông tha cho huynh đệ của hắn hoàng phủ lôi bốn người được tần vũ cho bình yên rời đi đều là có những bối cảnh riêng la phạm là sư tôn của hậu phí khương phạm dù sao cũng là phụ thân của khương lập đại ca của khương lan hoàng phủ ngự lúc trước đối với tần vũ cũng có chút ân tình về phần huyết yêu nữ vương vũ sát tần vũ đã xem qua thủy mạc thấy được cuộc thảo luận của chúng thần vương trong thiên tôn sơn rõ ràng từng lời từng câu một cũng nhớ kỹ một câu nói của huyết yêu nữ vương tử tính nói thật nhé ta không quá tin tưởng rằng tần vũ tiểu huynh đệ sẽ chết đi theo ta đi xem huyết yêu nữ vương vũ sát sở dĩ tìm tới đây căn bản không phải vì muốn giết tần vũ mà vì nàng không tin tần vũ đã chết như vậy nên bản thân muốn đến xem tần vũ vung ống tay lên nhất thời cách đó không xa liền xuất hiện một cái hắc sắc thông đạo mười chín vị thần vương đều hướng về thông đạo này mà nhìn lại bọn họ đều hiểu được sợ rằng thông đạo này chính là thông đạo để trở về thông đạo này đi thông ra thần giới la phạm huynh mấy người các ngươi kia có thể rời đi tần vũ trực tiếp nói tần vũ huynh đệ ta tôn luyện còn có mùi mùi liễu liên nữa tu la thần vương la phạm chưa đi mà nhìn chằm chằm tần vũ hắn không thể bỏ tôn luyện liễu liên lại được khương phạm cũng không rời đi mà nhìn tần vũ nói tần vũ còn khương hình của phiêu tuyết thành thì sao hắn cùng lập nhi cũng có quan hệ huynh muội mặc dù không phải là thân huynh muội khương phạm trong lúc này cũng chỉ cố gợi ra sự quan hệ giữa khương hình và khương lập tần vũ Đại ca hoàng phủ lôi của ta nữa, ngươi sẽ không chết chứ?" Hoàng phủ Ngự nhìn Tần Vũ. Tần Vũ đã thấy những tình huống này, trong lòng càng hiểu được. Nhóm thần vương này, không ít người có liên quan đến nhau, muốn chỉ phóng thích mấy người, sợ là không được. "Ừ, được rồi, La Phạm huynh, hoàng phủ huynh, ta liền nói cho các ngươi, ta sẽ xử trí cho các thần vương kia như thế nào." Ngữ khí của Tần Vũ ngữ đột nhiên lạnh đi. Trong đáy lòng 19 vị thần vương nhất thời đều căng thẳng. Ánh mắt Tần Vũ đảo qua 19 vị thần vương, lạnh lùng nói, ngoại trừ La Phạm, Khương Phạm, huyết yêu nữ vương Vũ Sát, hoàng phủ Ngự 15 vị thần vương còn lại, chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một con đường là chết, một con đường là trở thành người hầu cho Tử Huyền phủ ta. Sắc mặt Tần Vũ không có chút thay đổi nói. 19 vị thần vương ở đây đều ngẩn ra, ngay cả hậu Phí, Khương Lan, Khương Lập cùng một đám người ở bên cạnh đều kinh ngạc. Vừa rồi bọn họ một mực thương lượng giết ai, tha ai, thực không nghĩ tới Tần Vũ lại để cho những người đó trở thành người hầu. Thánh hoàng trở thành người hầu, đúng rồi, đúng rồi. Hầu Phí ở bên cạnh mắt sáng rực lên. Tử Lộ, người hầu thân đồ diêm nhướng mày nhìn về phía tần vũ tần vũ nếu chúng ta lựa chọn thành người hầu của tử huyền phủ của ngươi chúng ta phải làm bao lâu chẳng lẽ là vĩnh viễn cũng không tính là vĩnh viễn chỉ là đợi cho lần thiên tôn sơn tiếp theo hạ xuống các ngươi liền được khôi phục tự do tần vũ cười nhạt nói đương nhiên từ nay về sau thiên tôn sơn có hạ xuống nữa hay không cũng không nhất định nói đơn giản khoảng sáu ngàn vạn ức năm trong mười lăm người các ngươi đại bộ phận đều trở thành người hầu của tử huyền phủ trong sáu ngàn vạn ức năm sau sáu ngàn vạn ức năm các ngươi liền được khôi phục tự do đại bộ phận người Quyết yêu nữ vương vũ sát nhìn tần vũ, tần vũ, trong 15 người này, chẳng lẽ còn có gì khác nhau? Tần vũ mỉm cười mà gật đầu, đúng, trong 15 người này. Hoàng phủ lôi, đoan mộc như phong, thân đồ diêm, khương hình, tử tính, huyết hải nữ vương, sáu người này chỉ cần trở thành người hầu của tử huyền phủ ta trong một ức năm, hết một ức năm, liền có thể được khôi phục tự do. Hoàng phủ lôi, thân đồ diêm và không ít người nhẹ nhõm một hơi. Đối với thần vương cao thủ mà nói, một ức năm cũng không không tính là dài. Dù sao hoàng phủ lôi, thân đồ diêm đã sống rất lâu, khoảng chừng một ức hai ngàn vạn ức năm. Chỉ là làm người hầu một ức năm, cũng không phải không thể chấp nhận được đi chư vị mời theo ta tiến vào tử huyền phủ tới tử huyền phủ rồi từ từ nói chuyện như thế nào tần vũ cười nhạt nói trong tử huyền phủ còn có khung cảnh rất đẹp chúng thần vương theo bọn người tần vũ chậm rãi vào trong tử huyền phủ tần vũ đưa nhóm thần vương này trực tiếp đi tới giữa một viện tử trong tử huyền phủ nơi đây là lưu thủy viên trong lưu thủy viên cũng có hơn mười lầu cát từ nay về sau các thần vương sẽ sống ở nơi này không ít thần vương đột nhiên hiểu ra trở thành người hầu của tử huyền phủ cũng không phải là chuyện khó có thể nhận người hầu tần vũ ngươi muốn chúng ta làm cái gì phổ thai hồng đột nhiên nói phổ thai hồng ta dù sao cũng là đông nam thánh hoàng mặc kệ như thế nào ngươi cũng đừng mơ tưởng vũ nhục được ta nhất thời thang lam một không không ít thần vương đều nhìn về phía tần vũ đối với cao thủ thần vương bậc này mà nói có khi tình nguyện chết chứ không muốn bị người khác vũ nhục tần vũ nhìn các thần vương này cười nhạt nói yên tâm ta sẽ không hèn mọn như vậy một khi các ngươi lựa chọn thành người hầu của tử huyền phủ các ngươi bình thường chỉ cần an cư tại tử huyền phủ tùy ý mà chỉ đạo một ít hậu bối đệ tử của tử huyền phủ tu luyện hoặc là đánh những kẻ khiêu khích sự tôn nghiêm của tử huyền phủ cho chúng phải tháo chạy ngoài các việc này ra các ngươi không cần phải làm thêm chuyện gì cả hơn nữa đối với những người khác trong tử huyền phủ ta chỉ nói các ngươi là một số nhân vật được ta mời tới như thế nào thang lam một khâm cùng các thần vương nhìn nhau trong mắt cùng có sự vui mừng lên nếu tần vũ thực sự làm như vậy thì thể diện của bọn họ có thể được giữ lại những người ở đây biết bọn họ là người hầu của tử huyền phủ nhưng người ngoài thì không biết được bọn người thang lam cũng khẳng định được những người ở đây cũng sẽ không mang việc cực kỳ xấu hổ này nói ra ngoài đương nhiên trong số các ngươi có những người là thánh hoàng có đôi khi cũng phải hiện thân các ngươi khi trở thành người hầu của tử huyền phủ ta cũng không phải hoàn toàn bị trói buộc sự tự do như vậy đi mỗi một ngàn năm các ngươi có một năm được rời khỏi tử huyền phủ ra bên ngoài thời gian còn lại phải ở trong tử huyền phủ tần vũ nói trong lòng thang lam mộc khâm và những người còn lại thấy nhẹ nhàng trong một số tình huống thánh hoàng cũng cần phải hiện thân tần vũ dĩ nhiên đã nói cứ một ngàn năm cho bọn họ một năm tự do thời gian đối bọn họ mà nói như vậy là đủ rồi được ta đáp ứng đoan mộc như phong là người thứ nhất đáp ứng trong mười lăm người có sáu người chỉ là người hầu trong vòng một ức năm thôi đoan mộc như phong là một trong số sáu người đó nàng biết mình với tần vũ đã không có một chút lưu tình Tần Vũ vẫn còn làm như vậy, sợ rằng 10 thì có 8 chín phần là dựa vào sự quan hệ với Đoan Mộc Ngọc mà nhân nhượng. Đoan Mộc Như Phong tự nhiên phải biết tiếng lui. Ta cũng đáp ứng. Mộc Khâm cũng đáp. Đám thần vương liên tiếp đáp ứng, làm cho trong lòng Tu La thần vương, Khương Phạm, Hoàng phủ ngự đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tần Vũ chỉ là làm cho những người đó tại Tử Huyền phủ thành người hầu, nhưng lại không công khai. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đã rất hài lòng. Huyết Hải nữ vương, chỉ còn lại có một mình ngươi thôi. Tu La thần vương nhìn về phía Huyết Hải nữ vương nói, đích xác, thời khắc này chỉ có Huyết Hải nữ vương là kẻ không biểu hiện thái độ gì. Huyết Hải Nữ Vương, bất quá thì cũng chỉ có một ức năm mà thôi. Ngươi ngay cả điều này đều không thể đáp ứng hả? Ma Điền ở một bên nói. Huyết Hải Nữ Vương tiếc vân lại nhìn Tần Vũ, trầm giọng nói, "Tần Vũ, không biết có thể cùng ngươi nói chuyện riêng được không?" "Hả? Nói chuyện riêng?" "Được." Tần Vũ trầm ngâm một chút cuối cùng gật đầu đáp ứng. Tần Vũ, Huyết Hải Nữ Vương hai người tiến vào giữa một tiểu viện u tĩnh ở Tử Huyền phủ, trong phương viên gần ngàn dặm của Tử Huyền phủ, đích xác là một nơi rất u tĩnh trống trải. Huyết Hải Nữ Vương nói đi. Tần Vũ nhìn về phía Huyết Hải Nữ Vương. "Ta không nghĩ trở thành người hầu trong Tử Huyền phủ của ngươi." Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân nhìn Tần Vũ, kiên định mà nói: "Tần Vũ nao nao? Huyết Hải Nữ Vương, ngươi với ta Khải Dĩ đã không có hạ thủ lưu tình, ta bây giờ chỉ là cho ngươi trở thành người hầu của Tử Huyền phủ ta trong một ức năm. Chẳng lẽ điều này cũng không được? Xanh Lộ không chọn, ngươi chọn Tử Lộ." Thanh âm Tần Vũ lạnh đi. Hình như chính mình quá nhân từ rồi. Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân lúc này lắc đầu nói: "Không, không phải là ý này, chỉ cần ngươi không cho ta trở thành người hầu của Tử Huyền phủ. Ta liền nói cho ngươi, nguyên nhân tại sao lúc trước ta vào thời điểm tối hậu trước mắt, lại buông tha mà không đoạt lấy nhất Lưu Hồng Mông linh bảo của ngươi." Tần Vũ nghe thế, đẩy lòng không khỏi có một tia hứng thú. Quyết Hải Nữ Vương lúc trước dùng sinh mệnh của Tử Hà, Hồng Vân để uy hiếp mình, muốn đoạt lấy nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo, rốt cục khi chính mình cũng chịu đáp ứng, thì Huyết Hải Nữ Vương này lại đột nhiên buông tha cho, vì cái gì đây? Được, ta đáp ứng ngươi. Một ức năm làm người hầu, thiếu nàng cũng chẳng sao, Tần Vũ trực tiếp đáp ứng. Trên mặt Quyết Hải Nữ Vương Tiết Vân không khỏi lộ ra một tia vui mừng, nàng chỉ là đinh thử một chút, không nghĩ tới sẽ thành công. Quyết Hải Nữ Vương, ngươi cũng nói mau đi. Tần Vũ nhướng mày, Quyết Hải Nữ Vương Tiết Vân hít sâu một hơi, rồi mới nói, bởi vì vào thời điểm tối hậu trước mắt, có một người trực tiếp dùng thần thức truyền âm với ta, làm cho ta không được uy hiếp ngươi, không được uy hiếp bọn hậu phí. Có người dùng thần thức truyền âm với ngươi, ngươi còn nghe lời hắn như thế, chẳng lẽ hắn là thiên tôn? Tần Vũ một chút liền suy đoán ra, là phiêu vũ thiên tôn. Trong lòng Tần Vũ một chút đã nghĩ tới phiêu vũ thiên tôn, vì trong lòng Tần Vũ, hắn đã có chút suy đoán, phiêu vũ thiên tôn 10 phần thì có đến tám chín phần là kẻ thanh niên bạch phát ngân đồng trẻ tuổi kia. Nếu là hắn, thì hết thảy mọi việc liền có thể giải thích được đúng là thiên tôn bất quá không phải là phiêu vũ thiên tôn mà là kẻ năm đó với ta có chút giao tình là tiêu diêu thiên tôn quyết hải nữ vương lúc này phi thường rõ ràng trực tiếp nói ra tiêu diêu thiên tôn tần vũ nghe xong hơi có chút kinh ngạc không phải là phiêu vũ thiên tôn mà mình vừa đoán mà lại là tiêu diêu thiên tôn tiêu diêu thiên tôn đối tần vũ cũng xem như tương đối chiếu cố lúc trước trong khi tại sơn hải cung tiêu diêu thiên tôn này đã trực tiếp hiện thân cho tần vũ một món đồ linh bảo tiêu diêu thiên tôn này vì cái gì mà trợ giúp ta trợ giúp cho phí phí đây đấy lòng tần vũ liền nghi hoặc huyết hải nữ vương ngươi biết về tiêu diêu thiên tôn được bao nhiêu tần vũ nhìn về phía huyết hải nữ vương liệu có biết hắn trợ giúp ta trợ giúp hầu phí vì nguyên nhân gì không huyết hải nữ vương trầm ngâm nói tiêu diêu thiên tôn trước khi trở thành thiên tôn đã cùng ta có một phần giao tình bất quá từ sau khi hắn trở thành thiên tôn ta cơ hồ không có cùng hắn gặp mặt lại nữa cho nên hắn vì cái gì mà trợ giúp ngươi trợ giúp cho hầu phí ta cũng không hiểu tần vũ hơi gật đầu tiêu diêu thiên tôn trong lòng tần vũ không khỏi nổi lên một nghi hoặc thần giới từ tử huyền phủ trở về lại thần giới cả thần giới hình như vẫn giống như trước vì cả thần giới cũng không có bao nhiêu kẻ biết được các thần vương thuộc về tầng lớp trí cao trên thần giới thế nhưng đã có nhiều người phải trở thành người hầu của tử huyền phủ trong tử huyền phủ đại ca ngươi đành ở đây qua một ức năm vậy một ức năm mà thôi sẽ qua rất nhanh hoàng phủ ngự an ủi hoàng phủ lôi nói tôn luyện liễu liên các ngươi ở lại đây mà tu luyện cho tốt tu la hải có ta thần giới cũng không ai động vào được đâu tu la thần vương la phàm cũng an ủi nói đám thần vương đều an ủi cáo biệt lẫn nhau rồi sau đó bọn khương phạm huyết hải nữ vương theo thứ tự mà bay khỏi tử huyền phủ các thần vương còn lại đều ở lại tử huyền phủ bắt đầu kiếp sống người hầu của tử huyền phủ la phạm huynh hãy chờ một chút đang lúc tu la thần vương rời đi tần vũ lên tiếng ngăn lại tần vũ ngươi có chuyện gì la phạm nhìn về phía tần vũ đối với tần vũ la phạm cũng không có bao nhiêu oán hận dù sao bọn họ đối với tần vũ thực bất lưu tình hôm nay tần vũ có thể làm được đến mức này còn giữ lại thể diện cho các vị thần vương đã rất tốt rồi la phạm huynh ta biết ngươi lúc trước nhận dạy hầu phí là do một người nhắc nhở không biết người đó là ai có thể nói cho ta biết không tần vũ hỏi dồn tu la thần vương ngẩn ra ngươi nói người đó trầm ngâm một lát tu la thần vương gật đầu đáp được rồi ta nói cho ngươi lúc trước ngươi nhắc nhở ta dạy dỗ tốt hầu phí chính là chỗ dựa lớn nhất của phi thăng giả một phương ta lúc này tiêu diêu thiên tôn một trong tam đại thiên tôn tiêu diêu thiên tôn quả nhiên là hắn con mắt tần vũ sáng ngời sau khi cáo biệt tu la thần vương tần vũ trong lòng đã có những suy tư riêng hắn trở về tử huyền phủ lúc này tần vũ đã đoán được tiêu diêu thiên tôn và hầu phí phải có chút quan hệ mặc kệ cuối cùng tiêu diêu thiên tôn và hầu phí có quan hệ qua lại như thế nào ta ở đây có nghĩ loạn lên cũng vô dụng chỉ có để hai người bọn họ gặp mặt nhau mới hy vọng có thể minh bạch được tần vũ hơi hơi cau mày lại tiêu diêu thiên tôn này không phải là thần vương hắn đang ở nơi nào ta muốn tìm cũng khó a à. tần vũ tâm ý vừa động Tần vũ trụ không gian lực như một biển rộng bao trùm cả thần giới hết thảy mọi thứ của thần giới đều nằm trong sự quan sát của tần vũ tam đại thiên tôn một người cũng tìm không được trong lòng tần vũ có chút bất đắc dĩ đột nhiên tần vũ nở nụ cười mặc dù không phát hiện được tam đại thiên tôn nhưng tần vũ lại phát hiện được một đám thần vương đang làm người hầu trong tử huyền phủ kia người nào cũng triển khai thần thức mà liên lạc với một số các cao thủ của gia tộc ở bên ngoài bác đại thánh hoàng thần giới chỉ có vị luôn vọng tưởng trở thành thiên tôn nhạc phụ kia cùng với hoàng phủ ngự là được trở về chu hiển thì đã chết còn lại năm vị thánh hoàng thân đồ diêm và đoan mộc như phong thì phải ở lại đây đến hết một ức năm ba vị còn lại phải hết sáu ngàn vạn ức năm tần vũ nghĩ vậy mà không khỏi mỉm cười lúc trước một đám thần vương tiến nhập vào trong tân vũ trụ tần vũ vì việc xử lý các thần vương mà phải suy nghĩ rất nhiều bất quá sau đó lại nghĩ nếu đem các thần vương đó ra thảm sát dù sao cũng chỉ là giải pháp nhất thời còn nếu tha cho họ cho họ làm người hầu thì ngược lại bản thân mình càng thấy thoải mái hơn lúc này địa vị tối cao là bác đại thánh hoàng thì đã có tới năm kẻ trở thành người hầu cho mình vinh hạnh này ai đã từng có được chứ chu hiển đã chết lúc này lôi phạt thành không còn một vị thần vương nào mà thượng bộ thiên thần của chu gia thì thật ra chẳng có mấy người tốt cả lôi nguyên linh châu này ta đưa cho ai đây tần vũ liền cau mày suy tính kính quan thành kính quan thành lúc này cũng bình thường như kính quan thành mọi khi tuy chỉ có một vị thần vương đoan mộc ngọc bất quá so với thất đại thánh địa kính quan thành lại xem như ổn hơn không nghĩ tới được lúc này bác đại thánh địa lại chỉ có phiêu tuyết thành Huyễn kim sơn và kính quan thành ta là có một vị thần vương trong đó năm thành trì kia cho dù có thần vương còn sống cũng trở thành người hầu cho tử huyền phủ thậm chí lôi phạt thành thần vương còn chết sạch cả đoan mộc ngọc cười khổ rồi thở dài một tiếng lúc này đoan mộc như phong đang thần thức truyền âm cùng đoan mộc ngọc đoan mộc như phong cũng không giấu giếm việc đã phát sinh trong tân vũ trụ nói lại cho đoan mộc ngọc đương nhiên là đoan mộc như phong cũng không biết bọn họ bị tần vũ dẫn vào một nơi là tân vũ trụ đoan mộc như phong cùng đoan mộc ngọc chỉ biết gọi nó là thế giới của tần vũ đoan mộc ngọc tính ra cô cô vận khí cũng tốt tại vì ngươi cùng tần vũ có một phần giao tình nên hắn chỉ để cho cô cô thời gian một ức năm làm người hầu thôi như thang lam mộc khâm phổ thai hồng ba vị thánh hoàng còn phải ở đó đến tận sáu ngàn vạn ức năm thời gian đoan mộc như phong dùng thần thức truyền âm nói các thần vương này mặc dù không được phép vắng mặt khỏi tử huyền phủ nhưng thần thức của bọn họ vẫn bao trùm cả thần giới tuy không trời tử huyền phủ nhưng bọn họ cũng có thể cùng với người nhà tiến hành thần thức truyền âm được Đoan Mộc Ngọc, cô cô ở đây, mọi sự tình của Kính Quan Thành đều giao lại hết cho ngươi." Đoan Mộc Như Phong tiếp tục nói, "Đoan Mộc Ngọc, ngươi cùng Tần Vũ có giao tình là tốt, cố mà duy trì mối giao tình này với Tần Vũ. Tần Vũ này thực lực thật là đáng sợ, hơn nữa thực lực hắn còn gia tăng với tốc độ càng thêm kinh người, từ nay về sau cả thần giới, không ai còn phản kháng được với hắn nữa, chỉ cần cùng Tần Vũ có quan hệ tốt, Kính Quan Thành chúng ta căn cơ càng thêm ổn định." "Ta hiểu được rồi cô cô." Không chỉ có Đoan Mộc Như Phong, mà thân độ Diêm, Thang Lam, Mộc Khâm, Phổ Thai Hồng, bốn vị thánh hoàng này, đồng dạng cũng đang cùng nhân mã của mình liên lạc bằng thần thức truyền âm bất quá thì đối tượng để bọn họ liên lạc đều là các điện chủ của thánh địa một số ít các thượng bộ thiên thần mà thôi dù sao trong thánh địa của bọn họ chẳng còn một thần vương nào phạm nhi phụ hoàng phải bế quan tu luyện một ức năm thời gian trong vòng một ức năm mọi sự tình của hỏa diệm sơn ta giao cho ngươi và mấy vị thúc thúc bá bá phạm nhi có sự tình lớn nhỏ gì hãy cùng với các thúc thúc bá bá mà bàn bạc thương lượng vâng thưa phụ thân thân đồ phạm cũng đang ở hỏa diệm sơn trực tiếp dùng thần thức truyền âm với phụ thân mình thân đồ phạm cũng không biết là giờ phút này phụ thân hắn đối với hắn còn có chút cảm tạ nữa nếu không phải thân độ phạm cùng tần vũ có chút giao tình thì thân độ diêm làm sao mà chỉ phải làm người hầu trong tử huyền phủ có một ức năm thời gian được một ức năm nếu đem so sánh với sáu ngàn vạn ức năm cũng tức là gấp nhau tới sáu vạn lần a à. bác đại thánh địa của thần giới bắt đầu một cuộc sống bình lặng chưa từng có từ trước đến giờ còn trong tam đại thế lực phi thăng giả tu la hải huyết yêu sơn sông vực đảo thì ba phương thế lực này cũng tĩnh lặng phi thường không nhắc gì đến chuyện tranh đấu bởi vì vô luận bác đại thánh địa hay tam đại thế lực phi thăng giả tất cả đều rõ ràng một điều trung tâm của thần giới hôm nay chính là mê vụ thành không ai dám xâm phạm vào uy nghiêm của mê vụ thành được trong đông nam địa để chi thành phụ hoàng và nhị thúc sao lại thế được nhỉ tại sao lại bất quản mọi sự còn nói từ nay về sau sáu ngàn vạn ức năm nữa thì mới hiện thân sự tình của địa để chi thành lại giao hết cho chúng ta phổ thai phân câu mày nói đại ca quá dị nhất là phụ hoàng và nhị thúc lại còn không trở về địa để chi thành trước đã rồi mới một đại hán bên cạnh cũng nhíu mày nói thật không biết phụ hoàng và nhị thúc bây giờ ra sao nữa thần giới đã lâm vào một hoàn cảnh chưa từng có một cục diện mà thần vương rất thưa thớt trong bát đại thánh địa còn có ba tu la hải còn có một huyết yêu sơn cũng chỉ có một duy chỉ có song vực là còn đủ hai người cả thần giới tuyệt đại bộ phận thần vương hơn mười vị thần vương đều đang ở trong tử huyền phủ so với lúc thiên tôn sơn phủ xuống thần giới có tới hơn bốn mươi vị thần vương chênh lệch thực quá lớn số lượng thần vương rất thưa thớt đại bộ phận thượng bộ thiên thần nắm giữ các quyền lợi dần dần giữa thần giới thiên thần càng lúc càng khó có thể nhìn thấy thần vương thần vương giấu giếm tung tích càng khiến cho thần vương trong mắt các thiên thần bình thường càng thêm thần bí trong tử huyền phủ mười vị thần vương đều phi thường tuân theo quy củ mỗi người đều chỉ đạo tần thị đệ tử tu luyện bình thường đều ở ngay tại lưu thủy viên an tỉnh tu luyện hoặc tán gẫu với nhau hắc hắc thiên thần của bác đại thánh địa thần giới còn đang nghi hoặc thần vương đang lưu lạc ở đâu ha ha thần vương đều tụ tập ở đây nè hầu phí đi vào trong lưu thủy viên nhìn thấy hai ba vị thần vương trên mặt không khỏi nở một nụ cười đắc ý phóng nhãn khắp thần giới nơi nào có thể có được thần vương nhiều như vậy tần chính lúc này cũng đang ở trong lưu thủy viên hướng về một vị thần vương hỏi tiền bối hôm qua người nói là sẽ dạy cho ta phải tự mình tập trung suy nghĩ đi vấn đề này không thể nói ra được ngươi cứ chậm chậm tu luyện khắc thành đừng có tới làm phiền ta lúc này phổ thai hồng đang cùng thân đồ diêm đánh cờ không đợi cho tần chính nói xong không nhịn được nói chặn hồng luôn vâng tiền bối tần chính thấy phổ thai hồng như thế liền đứng qua một bên chuẩn bị đợi cho phổ thai hồng chơi hết ván cờ xong mới lại tiếp tục hỏi lúc này hầu phí đi vào lưu thủy viên đã thấy hết mọi sự tình nhất thời hai mắt trừng nộ hầu phí bước ba bước trực tiếp đi tới bên cạnh phổ thai hồng mãnh liệt phát ba chưởng xuống mặt bàn cờ bồng bàn cờ đột nhiên vỡ vụn phổ thai hồng thân đồ diêm hai người chấn động phổ thai hồng không khỏi tức giận ngẩng đầu nhìn về phía kẻ mới đến hầu phí trực tiếp chỉ thẳng vào mặt phổ thai hồng quát giỏi cho phổ thai hồng ngươi ngươi nghĩ là đại ca ta mời ngươi về làm khách hả ừ giữ thể diện cho ngươi ngươi lại còn tưởng rằng mình là ai chứ bàn tay hầu phí nắm lại trong tay liền xuất hiện huyền thanh nhất khí côn phổ thai hồng thân đồ diêm hai người lập tức nhảy lùi lại hầu phí ngươi muốn kiếm chuyện phổ thai hồng cả giận nói hầu phí đối với tiền bối ta cũng nên lễ phép một chút tần chính bên cạnh lại khuyên can hầu phí hầu phí vừa nghe nhất thời càng thêm phát cáu hai mắt trợn lên nhìn về phía phổ thai hồng phổ thai hồng ta nói cho ngươi biết ngươi ở đây chính là làm người hầu cho tử huyền phủ đã làm người hầu phải có tự giác của người hầu đại ca ta cho các ngươi thể diện các ngươi lại nghĩ đại ca ta nhu nhược mẹ kiếp nên sớm trực tiếp đem các ngươi giết chết hết nhất thời tất cả thần vương của lưu thủy viên đều tĩnh lặng lại bọn họ đều hiểu được mình là người hầu của tử huyền phủ bất quá tần vũ nói cho người của tử huyền phủ các thần vương này đều là khách nhân do tần vũ mời tới cho nên bọn người tần chính đối với những người này coi như rất lễ phép chỉ là vì luôn lễ phép như vậy cũng khiến cho phổ thai hồng dần dần có những sự sự kiểu cách như hồi còn là thánh hoàng Ngươi hầu thời khắc này tần chính nghi hoặc nhìn về phía hầu phí ánh mắt hầu phí đảo qua tất cả các thần vương ở đây hừ lạnh một tiếng nói đại ca ta nói dối về hoàn cảnh của các ngươi các ngươi lại thực sự ra vẻ các ngươi đều hiểu biết rất nhanh tốt lắm đại ca để các ngươi lưu lại một phần thể diện trong lòng các ngươi cũng nên tự giác một chút đừng có người nào cũng nghĩ mình vẫn còn là thánh hoàng nữa phổ thai hồng qua mà giảng giải cho tần chính nhị ca tận tình một chút hầu phí lạnh lùng nhìn phổ thai hồng phổ thai hồng nhướng mày một khâm bên cạnh cũng chấp tay nói với hầu phí hầu phí bọn tại hạ mấy ngày nay đích thực là hơi quá đáng từ hôm nay trở đi tuyệt đối sẽ không thế nữa một khâm nhìn về phía phổ thai hồng toàn bộ các thần vương ở đây đều phi thường rõ ràng thực lực của tần vũ so với bọn họ còn cường mạnh hơn rất nhiều hầu phí thật có lỗi thái độ của ta quá đáng rồi phổ thai hồng lúc này cũng nói mềm mỏng như vậy mới đúng chứ hầu phí hừ lạnh một tiếng trong tử huyền phủ người biết các ngươi là người hầu rất ít cho nên nếu các ngươi không tự giác còn tự cho mình là nhất thì đến lúc đó không chỉ cả người trong tử huyền phủ biết mà ngay cả mọi người trong thần giới đều biết các thần vương này, sắc mặt đều biến đổi. Nếu việc này bị người của cả thần giới biết được, thì các thần vương này so với chết còn thê thảm hơn. Từ nay về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa." Phổ Thai Hồng lúc này nói. Đương lúc hầu phí chỉnh đốn các thần vương, thì bản thân Tần Vũ lại đang ở Lôi Phạt Thành. Thời khắc này, Tần Vũ toàn thân vận một lam sắc trường sam, khẽ cười đi trên một con đường sát vách núi của Lôi Phạt Thành. "Tần Vũ, cảm ơn." "Không cần, kỳ thật ta đã giết đến vị thần vương cuối cùng của Chu gia, nên thật ra ta phải xin lỗi nhị ca mới đúng, vì đã khiến huynh thêm phiền toái." Tần Vũ vừa đi vừa cùng Lâm Mông dùng thần thức truyền âm với nhau. Người giết thì cũng không có gì là không được cả. Cho dù đem cả bác đại thánh hoàng mà giết hết cũng sẽ có người kế thừa. Trong tám khỏa linh châu đều ẩn chứa không gian pháp tắc. Người chỉ cần đem lôi nguyên linh châu cấp cho bất kỳ một kẻ nào có huyết mạch của Chu gia thì hắn đều có thể trong một thời gian rất ngắn mà lĩnh hội được hoàn toàn không gian pháp tắc, trở thành tân thánh hoàng của Lôi phạt thành. Vậy nhị ca, ngươi nói ta phải đem lôi nguyên linh châu cho ai đây? Tần Vũ thần thức truyền âm đáp lại. Hiện tại Tần Vũ đã tới trước mặt hoàn thành của Lôi phạt thành, hoàn thành không cho phép ngoại nhân đi vào. Cho ai hả? lúc này trong phạm vi cách ngươi khoảng trăm bước đang có một hài đồng ta thấy cho hắn là đúng đó lâm mông truyền âm nói hả tần vũ hướng bốn phương tám hướng mà cố nhìn lại chỉ thấy đúng là cách đó không xa trên mép đường có một một hài đồng đang run rẩy tần vũ liếc mắt quan sát hài đồng kia thực lực vô cùng kém cỏi chỉ là trung cấp thần nhân mà thôi chắc cũng là đệ tử của chu gia nếu không thì không có khả năng tiến vào lôi phạt thành tần vũ trong lòng thầm nghĩ tần vũ liền mỉm cười hướng về hài đồng này đi đến đang run rẩy ở ngoài mép đường hài đồng kia thấy có người đến liền nghi hoặc mở to hai mắt nhìn về phía tần vũ người sao lại đứng ở mép đường chẳng lẽ không sợ phụ thân mẫu thân ngươi trách phạt hả tần vũ cười nói ngươi là ai hai đồng này có vẻ cẩn thận hỏi do ngươi không biết trước khi hỏi tin người khác phải nói tên mình trước sau tần vũ có thêm hứng thú nói hai đồng này trầm mặt một lát rồi mới đáp ta tên là chu thanh ha chu thanh sao ngươi lại ở đây đứng run rẩy như vậy tần vũ cười dò hỏi bởi vì ta muốn rời khỏi lôi phạt thành sở dĩ trước khi đi cũng phải tập làm quen với thổ địa xung quanh lôi phạt thành đã chu thanh hài đồng trả lời thật ra đã làm cho tần vũ có chút kinh dị vì sao ngươi muốn rời khỏi lôi phạt thành Tần Vũ cười do hỏi, ta trong hàng đệ tử nhất bối của Chu gia tu luyện chậm nhất, tự nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài. Chu Thanh rất tự nhiên nói, trong lòng Tần Vũ giật mình, bác đại thần tộc phần lớn là có quy củ này, bất quá thì cũng là để xúc tiến sự tu luyện của các đệ tử bên trong tộc được phát triển nhanh hơn và gia tăng cả sự cạnh tranh lẫn nhau nữa. Chu Thanh, ta và ngươi có duyên, ta tặng ngươi một món đồ. Tần Vũ mỉm cười nói, tặng ta cái gì? Chu Thanh nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ xòe tay ra, lôi nguyên linh châu liền lơ lửng trong lòng bàn tay Tần Vũ. Tần Vũ tâm ý nhất động, ngón tay chu thanh liền rách ra một chút một giọt máu tươi bay ra dung nhập vào lôi nguyên linh châu lôi nguyên linh châu liền trực tiếp dung nhập trong cơ thể chu thanh tiểu chu thanh cáo từ tần vũ xoa đầu chu thanh sau đó liền xoay người rời đi chu thanh giờ phút này nhận thấy lôi nguyên linh châu đang không ngừng truyền đến thông tin cho hắn hắn cố gắng mở to mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng nhưng tần vũ đã biến mất không thấy đâu chu thanh lớn tiếng gọi người còn không có nói cho ta biết người là ai ta gọi là tần vũ thanh âm của tần vũ vang lên trong đầu chu thanh trong tử huyền phủ của mê vũ thành khương lan dịch phong hai người đang thưởng trà đàm luận hầu phí kia quả thực là bạo ngược a à, hơn 10 vị thần vương xem ra đã bị hắn dọa đi vào quy củ nhiều rồi hiện tại mỗi người đều đã rất khiêm tốn kìa dịch phong cười ha ha cười nói chuyện vừa nãy hầu phí giáo huấn răng đe chúng thần vương dịch phong khương lan tả thu lâm các vị thần vương của tử huyền phủ đều đã biết hết nhưng chính những người này lại không một chút ngăn trở hành động của hầu phí khương lập hơi gật gật đầu một chút giáo huấn trăng đe của hầu phí chắc gì đã là không tốt đúng dịch phong gật đầu đáp tần vũ với bọn thần vương kia thì lại không sao đo bình thường không có, có yêu cầu gì với bọn họ nên hơn 10 vị thần vương lại coi Tử Huyền phủ thành nơi để an nhàn, đám người này ở Lưu Thủy Viên mà đánh cờ bàn luận, cứ coi như là các đấng tiền bối cao nhân vậy. Hừ, nếu không phải là hậu phí đã răng dạy họ, thì qua mấy ngày nữa, ta cũng phải đem chuyện này ra thương thảo với Tần Vũ mới được. Dịch Phong cũng đã sớm thấy chuyện này không vừa mắt rồi. Chiến bại. Tần Vũ đã tha cho đám thần vương này một mạng, để cho đám thần vương này làm người hầu trong Tử Huyền phủ. Thế mà họ lại dám ra vẻ, lên mặt như thế. Dịch Phong thúc, Lan thúc, các người ở đây à? Thanh âm Tần Vũ vang lên. Lúc này Tần Vũ cũng vừa mới từ lôi phạt thành trở về. Khương Lan, Dịch Phong hai người đã thấy Tần Vũ, lúc này vừa rót thêm một chén trà, gọi Tần Vũ tới, "Tần Vũ, ngươi cũng ngồi xuống cùng chúng ta uống trà đi." Tần Vũ đích xác cũng đang có chuyện muốn bàn bạc cùng Lan Thúc, nên cũng tự đến rồi ngồi xuống. "Lan Thúc, ngươi còn nhớ vật này chứ?" Tần Vũ sau khi uống một ngụm trà, liền lật bàn tay ra, kim sắc vạn dân ấn, cái vật mà Tần Vũ đã không coi lôi phạt thiên tôn vào đâu đoạt lại. Nhìn kim sắc tiểu ấn trong tay Tần Vũ, ánh mắt hai người Khương Lan, Dịch Phong đều sáng lên. "Vạn dân ấn?" Trong mắt Khương Lan khó nén nổi sự tò mò hỏi, tần vũ liền đưa vạn dân ấn cho khương lan lan thúc người đã có hậu thổ ấn vạn dân ấn này cũng tặng cho ngươi kể từ nay cơ hội cho ngươi trở thành thiên tôn đích xác rất lớn trở thành thiên tôn ư khương lan cười lạnh rồi lắc đầu nói đúng là trong quá khứ ta đã muốn thành thiên tôn còn bây giờ là cuộc sống yên bình tại tử huyền phủ này nhàn rỗi thì hướng dẫn tần sương tần tư hai tên tiểu hài tử kia hoặc là cùng với dịch phong huynh phụ thân ngươi mà nói chuyện trên trời dưới đất lúc này ta đối với vị trí thiên tôn thật ra không còn ham muốn nữa rồi tần vũ ngẩn người ra lan thúc đã không muốn vậy vạn dân ấn này đem đưa cho ai đây khương lan huynh tần vũ cũng là có ý tốt ngươi nên nhận lấy đi dịch phong ở bên cạnh khuyên tần vũ cũng nhìn khương lan chờ mong vì tần vũ mà khương lan đã chịu không ít thiệt thòi có thể định ơn một chút cho khương lan thì tần vũ cũng có chút yên lòng hơn khương lan nhìn tần vũ một lát rồi lập tức nhận lấy vạn dân ấn cười đáp ai đối với ta những thuật giảng về thời gian đảo thối nằm trong vạn dân ấn này đích xác cũng có chút tò mò có một phen để hiểu trước về nó cũng tốt bất quá thì khoảng cách tới thời điểm thiên tôn đảng sanh cũng sẽ đến nhanh thật không biết tần thiên tôn sẽ là ai đây tần thiên tôn đảng sanh cũng sẽ đến nhanh lời này thực là có ý gì Tần Vũ nhướng mày. Với lời nói này, Tần Vũ đã nghĩ sang một tình huống. Lan Thúc, muốn trở thành Thiên Tôn có phải chỉ có hai biện pháp hả? Một là có được cả ba phần của Thiên Tôn Linh Bảo, hay là hoàn toàn lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc. Nếu Lan Thúc người cùng với Tu La Thần Vương La Phàm đều không thể lĩnh ngộ hoàn toàn được, hơn nữa lại không tập trung được ba bộ phận của Thiên Tôn Linh Bảo làm một, vậy Tân Thiên Tôn kia làm sao mà có thể đản sanh được chứ? Tần Vũ nghi hoặc nói. Dựa theo lý giải của Tần Vũ, nếu Khương Lập và La Phạm đều không thể lĩnh ngộ hoàn toàn được thời gian pháp tắc, lại không thể tập trung được cùng lúc ba ấn trên cùng một người thì vị tân thiên tông kia không nên đảng sanh mới phải ha ha tần vũ chẳng lẽ ngươi vẫn tưởng rằng ta và la phàm vĩnh viễn không có cách nào mà lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc nên tân thiên tôn kia sẽ vĩnh viễn mà không xuất hiện hương lan cười nhìn về tần vũ tần vũ có một chút ngạc nhiên hương lan cười tiếp tục nói tình huống đó là không có khả năng đã có một lần trong khi các thần vương còn đang không thể xác định được ai giành thắng lợi hoàn toàn thì các thiên tôn đã âm thầm ra tay khiến cho thiên tôn linh bảo liền trực tiếp bay tới tiêu diêu thần vương khiến cho hắn trở thành thiên tôn mới Ta nghĩ, nếu lần này cả ta và La Phạm đều không có cách nào lĩnh ngộ hoàn toàn được thời gian pháp tắc, hoặc không có cách nào mà tập trung được ba kiện thiên tôn linh bảo, sợ là các thiên tôn lại muốn ra tay lần nữa. Hương Lan cười lạnh nói. Tần Vũ nghe thấy thế, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thiên tôn ra tay. Có khả năng quyết định được địa vị tân thiên tôn, e là không phải bất kỳ thiên tôn nào cũng có. Phóng chừng, rốt cục là kẻ đã âm thầm ra tay, chính là nhị ca lâm mông. Lúc này thì ba bộ phận của phù thế ấn, thương thiên ấn, hậu thổ ấn, vạn dân ấn đều đã xuất thế rồi. Thời điểm tân thiên tôn đản sanh, cũng sẽ nhanh chóng tới. Hương Lan có vạn dân ấn liền mang vào trong tân vũ trụ, bởi vì ngay giữa thần giới thì cho dù là tận vũ, cũng khó mà duy trì một khu vực có gia tốc lên tới 10 vạn lần được. Còn trong tân vũ trụ, tùy ý có thể duy trì một khu vực có thời gian gia tốc lên tới trăm vạn lần. Màn đêm u ám đã biến mất, ánh sáng ban ngày rọi xuống. Bắt đầu một ngày mới. Tần Vũ, Khương Lập, hai vợ chồng từ trong phòng đi ra. Bọn họ liền cùng Tần Tư, Tần Sương hai người con trai dùng bữa. Đừng nói đến cấp bậc của Tần Vũ, chỉ cần là một tu luyện giả thông thường, đã không cần đến ăn uống rồi. Chỉ là trong mắt bọn Tần Vũ, chuyện dùng bữa cũng không phải là để lấp đầy cái bụng mà là một sự thư giãn hưởng thụ phụ mẫu nhi tử nghĩ có chuyện cần trao đổi với hai người tần sương vừa mới ăn xong liền nói với tần vũ khương lập tần vũ khương lập hai người nhìn nhau không khỏi tò mò tiểu sương này rốt cục muốn làm gì tần vũ cười nói tiểu sương có chuyện gì nói đi tần sương hít sâu một hơi sau đó mới nói phụ mẫu hai nhi biết tử huyền phủ này có thông đạo đi thông sang tân vũ trụ mà tân vũ trụ lại có thể đi thông được sang tiên ma yêu giới từ đó có thông đạo đi sang được nhân gian giới hai nhi nghĩ muốn đi tới tiên ma yêu giới rồi tới nhân gian giới chơi chơi chút tới tiên ma yêu giới nhân gian giới chơi hả khương lập nhíu mày lại Tiểu Sương, vào lúc này ngươi ngay cả thực lực thần nhân còn chưa đạt, đã vội vàng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Đợi khi đạt được cảnh giới thần nhân, ta sẽ đáp ứng cho ngươi ra ngoài chơi. Khương Lập nói. Tần Sương nhất thời có nét khổ sở trên mặt. Phải đợi đến khi đạt cảnh giới thần nhân a? À. Thanh âm của Tần Sương kéo dài thường thường. Nhị đệ, đừng có gấp. Đạt đến cảnh giới thần nhân rất dễ dàng mà. Tần Tư bên cạnh khuyên bảo. Hừ, đại ca, Huynh xuất sinh không lâu đã đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần, hơn nữa với thực lực của Huynh bây giờ, sợ rằng cũng có thể đấu được một trận với thần vương, đệ và Huynh thực không có cách nào để so sánh được đâu. Tần Sương có chút ảo não nói, sau đó liền đứng dậy mà bỏ ra ngoài. Đứa hài tử này. Khương Lập lắc đầu thở dài mà nói. Tần Vũ cũng nhướng mày. Tần Vũ biết, đáy lòng Tần Sương vẫn có một sự bất bình, mặc dù Tần Tư đối với hắn cũng tốt phi thường, nhưng vì tốc độ tu luyện của Tần Sương thực sự là quá chậm chạp. Tiểu Tư, ngươi hãy đi ra ngoài trước, ta và mẫu thân ngươi có chút chuyện. Tần Vũ cười nói. Vâng. Phụ thân, Tần Tư lúc này đứng dậy rời đi. Sau đó trong phòng chỉ còn Tần Vũ, Khương Lập hai người. Khương Lập nghi hoặc nhìn Tần Vũ, Vũ ca, có sự tình gì vậy? Chuyện về Tiểu Sương, nàng không có cảm giác được gì hả tần vũ nhíu mày tiểu sương là hài tử của ta và nàng chúng ta đều là thần vương vậy theo đạo lý tư chất của tiểu sương tối thiểu cũng phải bắt kịp với đệ tử của bác đại thần tộc đệ tử trong bác đại thần tộc coi như trong khoảng năm sáu tuổi là đã vượt qua thần kiếp trở thành hạ cấp thần nhân rồi vừa không lâu trước trong khi ta tới lôi phạt thành có gặp một hài đồng tên là chu thanh hai đồng này cũng khoảng trên dưới 11, 12 tuổi thôi đã đạt tới cảnh giới trung cấp thần nhân mà trong số đồng lứa với nó nó là một đứa có thực lực yếu nhất còn tiểu sương lúc này đã tới 20 tuổi rồi mà ngay cả hạ cấp thần nhân chưa đạt nổi tần vũ cũng không khỏi lắc đầu than thở hai nhi tử của bản thân mình đại nhi tử tần tư tư chất lại tốt tới mức thần kỳ còn nhị nhi tử tần sương tư chất lại thực thấp tới mức kỳ lạ vũ ca vậy huynh nói ta phải làm gì bây giờ khương lập cũng không có biện pháp tần vũ trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói thay đổi tư chất của con người can thiệp vào bản chất của linh hồn chính ngay cả thiên tôn cũng không làm được phải đợi cho tân vũ trụ của ta hoàn toàn đại thành đến lúc đó phỏng chừng ta có phương pháp tân vũ trụ hoàn toàn đại thành con mắt của khương lập sáng lên vũ ca vậy tân vũ trụ của huynh còn bao lâu nữa thì đại thành vậy vốn ta vẫn vững là tân vũ trụ, hình thành tầng thần giới, là tầng trên cùng cũng chỉ mất năm, 6 năm là ổn. Nhưng bây giờ ta mới thấy là, trong tầng thần giới này, lại chưởng quản năng lượng của vô số không gian ở phía dưới, nên tốc độ hình thành sẽ chậm hơn chút, phỏng chừng mất khoảng trên dưới 10 năm. Trong lòng tầng vũ cũng có sự ước tính. Trên dưới 10 năm là đại thành. Khương Lập gật gật đầu, lập tức nhìn về phía phòng ngoài, "Ai, tiểu sương này, chỉ có thể đợi tới 10 năm nữa. Sau 10 năm, phụ thân sẽ trợ giúp cho con." Hai tử là quan tâm của phụ mẫu. Trong lòng tầng xương vì tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp mà khó chịu tần vũ và khương lập trong lòng cũng không vui chỉ là lúc này cả hai cũng không có biện pháp gì 10 năm lúc vũ trụ đại thành thần thông của tần vũ liền tăng lên nhiều lần thời gian trôi qua trong quãng thời gian này chu thanh từ lúc có lôi nguyên linh châu đã được hai năm thần giới đã lại một lần nữa xuất hiện dấu hiệu thần vương đản sanh thần giới lại có thêm một vị thần vương một vị mà chỉ có thể xem là thiếu niên thần vương thiếu niên chu thanh tân nhiệm thánh hoàng của lôi phạt thành cũng một trong số những nhân vật hiếm hoi ở trên đỉnh điểm trở thành thánh hoàng của lôi phạt thành chu thanh đối với toàn bộ sự kiện đại chiến sau khi thiên tôn sơn hạ xuống càng thấu hiểu được rõ ràng hơn chu thanh cũng hiểu được tần vũ vì sao lại tặng lôi nguyên linh châu mười phần thì đến tám chín phần do tay bắc thánh hoàng chu hiển đã bị tần vũ giết trước đó mấy vị thần vương của lôi phạt thành như chu nhiên chu vô luyến chu thông chu hoắc đều đã bị tần vũ giết dù chu thanh sợ hãi về thực lực của tần vũ nhưng bất quá thì chu thanh một điểm cũng không có hận tần vũ Hừ, chu hiển chu hoắc chu thanh đối với mấy thần vương đã chết này một chút cảm tình cũng không có vì chu thanh chỉ là tầng lớp dưới cùng của chu gia thậm chí còn thiếu chút nữa đã bị trục xuất của lôi phạt thành rồi ở sâu trong đáy lòng của chu thanh ngược lại còn có sự cực kỳ cảm kích, người đã làm cho hắn thoát thai hoán cốt, cho địa vị của hắn phát sinh sự kịch liệt chuyển biến chính là Tần Vũ. Sau khi Chu Thanh trở thành thần vương, cả thần giới lại khôi phục sự bình ổn. Đại khái sau khi Chu Thanh thành thần vương khoảng 3 đến 4 năm. Tại một con đường của Quý Trì Thành, phía đông của thần giới. Quý Trì Thành. Thành trì mà Tần Vũ xuất phát từ đây. Một vị thanh tu lão giả, vận thanh sắc trường bào, mỉm cười đi giữa đường. Thanh tu lão giả này, sắc mặt hồng nhuận, da dẻ trắng trẻo như là trẻ con, nét mặt có một vẻ mà người khác khi nhìn vào, cảm thấy có sự vui vẻ tha thiết. Ngay cả nụ cười cũng làm cho người xung quanh thấy ấm áp hẳn lên không nghĩ tới là mấy ngàn năm ngắn ngủi công phu tần vũ đã có thể sáng tạo ra một đại cục diện như thế không sai thực không sai lão giả râu dài mỉm cười gật gật đầu cước bộ khẽ nhíp chỉ hai ba bước lão giả kia đã ra khỏi quý trì thành vung tay lên dưới chân lão giả đã xuất hiện một khối thất sắc tường vân chân đạp lên thất sắc tường vân thanh tu lão giả với tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng về mê vụ đầm bay đi xuyên qua mê vụ đầm không lâu đã phi tới ngoài mê vụ thành hả ngoài cửa vào mê vụ thành còn có thủ vệ thanh tu lão giả ngắm nhìn mê vụ thành không khỏi lắc đầu than một tiếng lúc này mê vụ thành xem ra không phải là nơi muốn đến là có thể đến được chỉ thấy thân ảnh của lão giả này bỗng dưng mơ hồ dần cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa khi xuất hiện trở lại đã ở bên trong mê vụ thành bên trong mê vụ thành ngày hôm nay rất phồn vinh hả hạ bộ thiên thần vũ tuyền kinh dị trước chuyện vừa xảy ra trong nháy mắt hắn chỉ kịp cảm thấy trước mắt có một sự mơ hồ rồi một thanh tu lão giả đã xuất hiện phía trước mặt con mắt ta bị hoa hay sao vũ tuyền cảm thấy một sự nghi hoặc xin hỏi có phải thành chủ của mê vụ thành này có phải đang ở tòa thành trì lơ lửng phía trên kia không lão giả này quay đầu về phía vũ tuyền cười dò hỏi vũ tuyền căn bản nhìn không thấu đối phương lúc này đành cười đáp tiền bối thành chủ mê vụ thành tần vũ đại nhân coi như đang ở trong tử huyền phủ chỉ là lúc này người có ở đó hay không ta là một tiểu nhân vật thật ra không thể nào mà biết được ừ cảm ơn ngươi lão giả mỉm cười gật đầu đáp lại rồi lập tức lão giả ngẩng đầu nhìn lên tử huyền phủ đang lơ lửng trên cao kia cả một cái phủ đệ cũng là hạ phẩm thiên thần khí không thể được không thể được lão giả liền trực tiếp bay lên không nhằm hướng tử huyền phủ hướng tới một lát lão giả đã tới trước cửa của tử huyền phủ đây là tử huyền phủ ngoại nhân không được vào thủ vệ của tử huyền phủ lập tức quát lên lão giả mỉm cười lắc lắc đầu cho gọi chủ nhân tần vũ của ngươi đến đi lúc này quản gia phúc bá cũng nghe được tiếng quát của thủ vệ trong lòng kinh ngạc muốn gặp chủ nhân tần vũ người vừa đến này là ai phúc bá trực tiếp đi tới cửa chính vừa nhìn thấy người lão lão chủ nhân phúc bá hoàn toàn ngay người ra a à phúc thanh tu lão giả đã thấy phúc bá con mắt không khỏi sáng lên trên mặt tràn đầy sự vui vẻ trong lúc vị lục sắc lão giả đi tới trước cửa tử huyền phủ thì bản thân tần vũ tại tử huyền phủ đang an tĩnh cùng khương lập hóng mát ở giữa hồ cùng thưởng trà chơi cờ nói chuyện phiếm mà tần sương ở cách đó không xa trong một góc khuất đang chú ý nghe từng câu từng chữ một tiểu sương hài nhi đó khương lập liếc mắt nhìn tần sương ở xa xa bất đắc dĩ lắc lắc đầu quay lại nhìn về phía tần vũ hỏi vũ ca chúng ta khi nào đi thăm nghiên nhi muội Mùi? ngân hoa mổ mổ hai người bọn họ đã lâu rồi ta không có gặp bọn họ mùi rất nhớ nghiên nhi muội muội từ khi quan hệ giữa tần vũ cùng phiêu tuyết thành xấu đi khương lập cũng rất ít khi liên lạc cùng thân nhân tại phiêu tuyết thành nếu chúng ta trực tiếp đến phiêu tuyết thành không phải là một cách tốt sau này sẽ có cơ hội tỉ mùi các nàng đoàn tụ ở một thành trì tần vũ suy nghĩ một chút rồi trả lời nói đến việc này sâu trong lòng tần vũ cũng dấy lên một tia ấy nấy lúc trước chính mình đã công khai chiêu thân để rồi cuối cùng bị thất bại bất đắc dĩ phải cùng lập nhi bỏ trốn căn bản đã làm mối quan hệ với thân nhân ở phiêu tuyết thành trở nên xa cách à sau này sẽ có cơ hội khương lập cũng gật đầu cười chỉ là tần vũ phát hiện ra trong đáy mắt khương lập có một tia thất vọng tần vũ trong lòng càng thêm ấy nấy khương phạm khương phạm tần vũ trong lòng tự hỏi ta cùng phiêu tuyết thành đối lập thực chất nguyên do là vì quan hệ không tốt giữa khương phạm và ta mặc dù qua một đoạn thời gian quan hệ giữa Tần Vũ và Khương Phạm có tốt lên một chút không hề đối đầu nhưng Khương Phạm khi thấy Tần Vũ thì vẫn lạnh nhạt phi thường đúng lúc này có thanh âm của Phúc Bá truyền đến tai Tần Vũ chủ nhân ở ngoài cửa viện có một vị thần vương khí tức rất giống với chủ nhân cũ của ta Sa Hầu Viên a à, Tần Vũ ngạc nhiên chủ nhân cũ của Phúc Bá đang ở bên ngoài Tần Vũ nói với Lập Nhi Vũ Ca có phải Sa Hầu Tiền Bối Khương lập lúc này cũng kinh ngạc đứng lên nếu Sa Hầu Viên Tiền Bối tới ta và Vũ Ca cùng đi đón Tần Vũ gật đầu đúng rồi đó là xa Hầu Tiền Bối vừa rồi Phúc Bá nói ở ngoài cửa viện ở ngoài cửa viện chính là một vị thần vương chẳng lẽ xa hầu viên tiền bối đã trở thành cao thủ cấp bậc thần vương khương lập cũng sửng sốt trở thành thần vương vì sao không có dấu hiệu đáng sinh tần vũ ngẩn ra đúng trở thành thần vương vì sao thần giới không có dấu hiệu thần vương sinh ra tại thần giới mỗi lần xuất hiện tân thần vương đều có dấu hiệu điều đó chứng tỏ một thần vương mới đã sinh ra căn bản không có dấu hiệu đại biểu xa hầu viên là thần vương lập nhi không lẽ nàng đã quên chúng ta đã nói qua xa hầu viên tiện bối ở một không gian vũ trụ khác luyện chế linh bảo phỏng chừng người trở thành thần vương khi ở hạ giới dấu hiệu thần vương có lẽ xuất hiện ở hạ giới Tần Vũ chỉ có thể suy đoán vậy. Sự thật cũng như Tần Vũ nghĩ. Sa Hầu Viên ở không gian giữa phạm nhân giới, bất ngờ ngộ ra, đạt tới thần vương cảnh giới. Lúc đó tại không gian vũ trụ thuộc phạm nhân giới, sấm nổ oanh trời, tường vân vô tận. Bất quá, tại thần giới những người biết được việc này cực kỳ ít. Tần Vũ sống vai cùng Lập Nhi dọc theo tiểu lộ bằng đá, hướng bờ hồ đi tới. Trở thành thần vương tại hạ giới, dấu hiệu thần vương cũng chỉ xuất hiện tại hạ giới. Khương Lập nhíu mày, nếu là như vậy, khi mà sắp trở thành thần vương, một khi tiến nhập hạ giới trở thành thần vương, vậy không phải tại thần giới sẽ có rất ít người biết được việc này sao? tần vũ nở nụ cười lập nhi mùi thật không suy xét kỹ lưỡng từ thần giới tới hạ giới đâu dễ dàng như vậy ngay cả thượng bộ thiên thần cũng không thể dễ dàng đi xuống được huống chi trước khi trở thành thần vương ai biết lúc nào mình có thể trở thành thần vương khương lập cười cười gật đầu quả thật để trở thành thần vương quá khó khăn đứa con cả của tần vũ và khương lập tần tư tư chất hơn người dung hợp với hỏa nguyên linh châu cùng với hồng mông linh bảo kim thương lúc hài đồng là thượng cấp thiên thần mà cho tới bây giờ tần tư vẫn chưa đạt tới cảnh giới thần vương đang bước trên bờ hồ tần vũ thấy cách đó không xa ở cửa viện có một thanh tu lão giả đang thưởng hoa Tần Vũ gia tăng cước bộ, sau hai, ba bước đã tới bên cạnh, trong mắt ánh lên thần sắc vui mừng. Tần Vũ vừa muốn nói chuyện, nhưng vị thanh tu lão giả đã chặn lại, sau đó nói, ngươi là Tần Vũ. Đúng là vãn bối. Tần Vũ lúc này đã thu liễm lại khí chất. Sa Hầu Viên vừa nghe, trên mặt không khỏi hiện lên nét tươi cười, Tần Vũ, ngươi ở trước mặt ta không cần phải xưng hô cái gì vãn bối, lần này ta trở về, mặc dù chưa lâu, nhưng sự tích của ngươi, ta cùng Tu La Thần Vương La Phạm huynh đã nói chuyện, cũng biết được nhiều việc. Với thực lực và địa vị của ngươi hôm nay, có thể gọi ta một tiếng Sa Hầu là được. Tiền bối đại nhân, vãn bối thật không dám. Tần Vũ cũng phi thường cố chấp. Mê thần điện đã trợ giúp cho Tần Vũ rất nhiều, tỉ như tàn tuyết thần thương, cách thức luyện khí, hết thảy đều giúp cho thực lực của Tần Vũ tăng rất nhiều. Vì vậy Tần Vũ tại thần giới mới nhanh chóng có được địa vị vững chắc. Vũ ca, Sa Hầu Tiền Bối giá lâm, huynh không thể cứ mãi ở cửa viện nói chuyện được. Chúng ta hãy vào trong đi. Phúc bá, ngươi nhanh đi chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Khương Lập cười phân phó cho Phúc bá. Vâng. Phúc bá giờ phút này trên mặt hoan hỷ vô cùng, hôm nay lão chủ nhân đến, trong lòng Phúc bá cũng rất cao hứng. Tiền Bối, mời. Tần Vũ nhường cho Sa Hầu viên đi trước chúng ta cùng đi, nếu không cái mặt già này dù có dày hơn cũng không dám nhận thịnh tình này của ngươi. Sa hậu viên cười nói, Tần Vũ cũng cười ha ha. Khương lập, Tần Vũ, Sa hậu viên cùng đi đến chỗ ở của Tần Vũ. Tần Vũ ba người đi trên đường, đàm luận nói chuyện với nhau. Ha ha. Tần Vũ, ta cảm thấy trong Tử Huyền phủ có một vị thần vương tới. Khí tức của thần vương, ta phần lớn đều quen biết. Vị này là? Sa Sa Dịch Phong thần vương đã cười đi tới. Tần Vũ lúc này cười nói, Dịch Phong thúc, vị này chính là tượng thần Sa hậu viên năm đó. Sa hậu viên. Dịch Phong thần vương kinh dị nhìn thanh tu lão giả dịch phong huynh chẳng lẽ huynh không nhận ra ta sao sa hầu viên mỉm cười nói dịch phong thần vương nhận ra sa hầu ngươi thế nào ngay cả khí chất đều thay đổi so với trước kia ngươi hoàn toàn bất đồng tần vũ nghe thế liền kinh ngạc thì ra dịch phong thần vương hình như có quen biết sa hầu viên hơn nữa sa hầu viên so với trước kia có biến hóa rất lớn khí chất đại biến ha ha đúng vô luận là ngươi hay là phạm huynh lần đầu thấy ta đều không nhận ra duy có a phúc có nhận ra ta một chút sa hầu viên cười nói A à Phúc trước kia cùng Sa Hậu Viên hành tẩu ở thần giới, không biết nhiều ít bao nhiêu ức năm, tự nhiên rất dễ dàng nhận ra Sa Hậu Viên. Ha ha. Sa Hậu so với năm đó, bộ dáng ngươi thật lạnh khốc. Hôm nay ngươi lại làm cho người ta dễ thân cận. Dịch Phong Thần Vương cười nói. Bọn Tần Vũ, Dịch Phong, Sa Hậu Viên vừa đi vừa cười nói. Đang đi bỗng nhiên. Cái gì? Nơi này tại sao có nhiều thần vương như vậy? Sa Hậu Viên kinh ngạc nhìn về phía Lưu Thủy Viên. Hiện giờ Sa Hậu Viên cũng đã trở thành thần vương, nên có thể cảm ứng được trong Lưu Thủy Viên có không ít thần vương. Sa Hậu Viên, người không biết. La Phạm Huynh không có nói cho người tần vũ kinh ngạc nói tân vũ vừa rồi nghe sa hậu viên nói qua hắn đã cùng tu la thần vương nói chuyện la phạm cũng nói cho sa hậu viên về sự tích của tần vũ tần vũ còn tưởng rằng sa hậu viên này biết chính mình làm cho một đám thần vương trở thành người hầu tại tử huyền phủ la phạm huynh hắn chưa nói hắn chỉ nói người vài lần đại chiến mà thôi làm sao vậy nơi này có nhiều thần vương như vậy có quan hệ với ngươi sao sa hậu viên vẻ mặt đầy nghi hoặc tần vũ dịch phong Khương lập mấy người nhìn nhau nhưng thật ra là đang cười rất hiển nhiên trong lòng tu la thần vương la phạm việc rất nhiều thần vương nằm trong lòng bàn tay tần vũ cuối cùng tần vũ để cho tu la thần vương chạy thoát mười vị thần vương trở thành người hầu tại tử huyền phủ có lẽ la phạm cho rằng đây là một việc nhục nhã nên không nói cho người ngoài biết tu la thần vương dĩ nhiên chưa nói tần vũ cũng không muốn vạch trần ra không có gì chỉ là để mười vị thần vương làm khách ở tử huyền phủ giúp ta dạy hậu bối đệ tử mà thôi tần vũ thản nhiên cười nói để mười vị thần vương dạy hậu bối đệ tử sa hậu viên không khỏi tức cười tu la thần vương trong khi nói với hắn đã nói có vài cuộc chém giết kinh thiên động địa thần giới đã mất đi mười vị thần vương tất cả các thần vương cộng lại hôm nay ở tử huyền phủ này đã tập trung quá nữa thật sự quá kinh khủng sa hầu đừng nghĩ nhiều những người đó đều là tự nguyện dịch phong cũng cười nói dịch phong cũng hiểu được tần vũ không muốn vạch trần chuyện này giữ thể diện cho các thần vương kia trong khi đó xa xa truyền đến tiếng nói chuyện hắc tần phong đại ca huynh thấy không mấy thần vương này bây giờ đối với huynh thế nào thái độ đích xác phi thường tốt với những điều kiện này trong một thời gian ngắn linh hồn cảnh giới của ta đã tăng lên rất nhiều khi nhị để nói ta vốn có chút không tin hôm nay thử xem quả thật như thế đúng vậy phải làm cho những thần vương nhớ bọn họ là người hầu của tử huyền phủ còn phải thường xuyên nhắc nhở bọn họ như vậy bọn họ mới làm việc thường xuyên chăm chú cẩn thận nếu không bọn họ lại lười nhắc thanh âm của hầu phí cùng tần phong xa xa truyền tới ủa đại ca hầu phí thấy tần vũ liền cười chạy tới bên cạnh tần phong thấy tần vũ mắt cũng sáng lên tam đệ lập tức cũng chạy tới chỉ là trong khi tới tần phong liền đến bên cạnh hầu phí dò hỏi hầu phí ngươi vừa rồi nói người hầu của tử huyền phủ tại sao lại thế này tại sao ta không biết phí phi để vừa là tự ý truyền bá sao tần vũ nhướng mày hầu phí hi hi cười to đại ca không có việc gì ta cũng không nói cho quá nhiều người dù sao tần chính nhị ca cũng biết giờ nói cho tần phong đại ca cũng không có gì thần vương làm người hầu cho tử huyền phủ sao lại thế này sa hầu viên bên cạnh bộ dáng kinh ngạc trận mắt há hốc mồm. hầu phí vừa nhìn thấy sa hầu viên hắn tuy không nhận ra sa hầu viên nhưng thấy dịch phong khương lập tần vũ đi cùng biết là khách quý lúc này cười nói đúng vậy mười thần vương đó chính là người hầu của tử huyền phủ sa hầu viên kinh hoàng quay đầu nhìn về phía tần vũ sa hầu tiền bối không có gì mấy vị thần vương chiến bại ta không giết họ chỉ để họ ở tử huyền phủ dạy hậu bối đệ tử coi như trừng phạt thôi tần vũ thản nhiên cười nói sa hầu viên sửng sốt trong chốc lát sau đó liền cố khôi phục lại tâm cảnh hỗn loạn trong lòng sa hầu viên nghĩ tần vũ từ một kẻ chạy trốn đã nhanh chóng làm cho hơn một nửa thần vương tại đây làm người hầu hiện tại thế lực của tần vũ lớn kinh người như thế nào đây tần vũ khương lập yên tĩnh ở giữa đình viện sa hầu viên dịch phong bốn người lần lượt ngồi xuống còn phúc bá đứng hầu ở một bên còn lại hầu phí tần phong bọn họ cũng không ngồi cùng dù sao hầu phí bọn họ cùng sa hầu viên cũng không có quan hệ gì ở đây ngược lại còn không tốt năm đó tại tiên ma yêu giới có được mê thần điện sau đó liền trực tiếp phi thăng thần giới rồi một mạch đi lên cho đến lúc trở thành đông cực khuyển kim sơn Lam huyền điện điện chủ cuối cùng công khai chiêu thân tại phiêu tuyết thành bây giờ hồi tưởng lại mọi việc hình như mới phát sinh ngày hôm qua tần vũ nâng chén cười nói hương lập cũng cười lên nàng cũng nhớ lại lúc bắt đầu sống cùng tần vũ ngắn mũi hai vạn năm thời gian đạt được thành tựu ở đỉnh cao của thần giới tại thần giới từ trước đến giờ chưa có ai làm được vậy dịch phong thần vương cười nói sa hầu ngươi để lại mê thần điện cũng đã giúp ích nhiều cho tần vũ a à? sự trợ giúp của xa hậu viên đối với tần vũ thật sự rất lớn trận pháp nhất đạo cuối cùng làm tần vũ linh quan chật lóe sáng chế ra càng không trận pháp dùng để luyện khí cuối cùng trở thành tân tượng thần còn có bảo bối do xa hậu viên lưu lại cho tần vũ như tàn tuyết thần thương đương nhiên tàn tuyết thần thương giờ đây sở dĩ lợi hại lý do quan trọng nhất là đã hấp thu huyền hoàng khí nếu không ban đầu tàn tuyết thần thương uy lực cũng chỉ là nhị lưu hồng mông linh bảo mà thôi đến bây giờ độ cứng làm sao vượt qua nhất lưu hồng mông linh bảo được con đường luyện khí phải có thiên phú tương tự cần thời gian kinh nghiệm tích lũy ngắn ngủi hai vạn năm cho dù thời gian có nhiều hơn nhiều lần đi nữa cũng làm cho người ta khó có thể tin sa hầu viên ở một bên than thở nói tần vũ khiêm tốn về luyện khí vạn bối cùng sa hầu tiền bối khoảng cách chênh lệch thật không nhỏ không nhất định vậy bên cạnh dịch phong cười nói ngươi cũng có thể luyện chế nhất lưu hồng mông linh bảo nhưng không chỉ là một kiện mà sa hầu viên chỉ luyện chế có một kiện nói về kỹ thuật luyện khí nói không chừng ngươi so với sa hầu có khi còn cao hơn dịch phong thần vương trước kia cùng sa hầu viên cũng có một chút giao tình nói chuyện với nhau không cần e ngại nhiều lắm dịch phong ngươi đúng là Sa Hầu Viên cười lắc đầu. Nếu như so sánh với năm đó ta từ thần giới đến tiên ma yêu giới, thì có lẽ ta còn thật sự không dám nói, kỹ thuật luyện khí có thể kém hơn Tần Vũ, nhưng bây giờ thì. Sa Hầu Viên tự đắc nói. Sao, bây giờ làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi có tiến bộ vượt bậc, luyện chế thành Thiên Tôn Linh Bảo phải không? Dịch Phong Thần Vương cười nói. Tần Vũ trong lòng chấn động. Năm đó tại Mê Thần Điện, Tần Vũ phát hiện Sa Hầu Viên để lại tin tức thông qua ảo ảnh thuật, biết Sa Hầu Viên muốn theo đuổi luyện khí đến cùng. Không luyện chế ra Thiên Tôn Linh Bảo, thì không bỏ cuộc tần vũ thấy sa hầu viên mỉm cười tự đắc trong lòng không khỏi trấn kinh hiện nay thực lực của sa hầu viên đột nhiên tăng mạnh đạt tới thần vương cảnh giới nghe dịch phong thúc nói thì khí chất của sa hầu viên đã thay đổi lớn chẳng lẽ sa hầu viên thật sự luyện thành thiên tôn linh bảo thiên tôn linh bảo tần vũ đã thấy qua uy lực của nó một kiếm nguyên tội kiếm đã khiến cho tần vũ phải nhận đau khổ sa hầu nhìn biểu tình của ngươi thật không có khả năng ngươi thật sự đã luyện chế ra thiên tôn linh bảo rồi sao dịch phong thần vương giờ phút này kinh dị nhìn sa hầu viên sa hầu viên cười sáng lạn bộ dáng tự đắc Tần Vũ nhìn xa hầu viên, nói ra tiếng, ta nhớ rõ xa hầu tiền bối từng nói qua, người cần tìm các loại nguyên liệu, hướng tới đỉnh cao của luyện khí, nếu không luyện chế ra thiên tông linh bảo, tuyệt đối không bỏ cuộc. Như giờ xa hầu tiền bối trở lại thần giới, chẳng lẽ đã đại công cáo thành? Dịch Phong, Tần Vũ hai người thay nhau nói, bên cạnh Khương Lập ánh mắt kinh dị nhìn về phía xa hầu viên. Xa Hầu Viên lúc này nở nụ cười, ánh mắt quét về phía Tần Vũ, Khương Lập, Dịch Phong ba người, ra vẻ thần bí thấp giọng nói, lão già ta cuối cùng linh hồn đạt cảnh giới viên mãn, cuối cùng, ông trời thật không phụ ta, ha ha, ha 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 ha. Nói đến đây, xa Hầu Viên lại cười lên. Thật sự luyện thành dịch phong thần vương không khỏi hô lên bên cạnh tần vũ khương lập nhìn nhau thở lạnh trong mắt cũng có vẻ khó tin nhất lưu hồng mông linh bảo đã luyện chế cực kỳ khó ví như tần vũ cũng cần có các điều kiện tốt nhất mới có thể luyện chế ra nhất lưu hồng mông linh bảo cho nên thiên tôn linh bảo tần vũ tuy có ý nghĩ trong đầu nhưng hắn không làm được nếu không có huyền hoàng khí có lẽ phải cần huyền hoàng khí mới có thể luyện chế ra thiên tôn linh bảo tần vũ nghĩ vậy tần vũ biết chính mình sở hữu huyền hoàng khí mới có thể luyện chế phẩm chất linh bảo tăng lên vậy còn xa hầu viên sa hầu viên ước chừng không có huyền hoàng khí như thế nào luyện chế ra thiên tôn linh bảo tần vũ việc ta luyện chế ra thiên tôn linh bảo so với kỳ tích của ngươi cũng có thể so sánh sa hầu viên hướng tần vũ cười chế nhạo nghĩ đến trong tử huyền phủ có 10 vị thần vương làm người hầu hiện giờ trong đáy lòng ta còn chút kinh hãi được sa hầu viên chính miệng thừa nhận việc thiên tôn linh bảo xem ra sa hầu viện quả thật đã luyện chế được thiên tôn linh bảo một vị thần vương luyện chế ra thiên tôn linh bảo sa hầu ngươi thật đã luyện chế ra thiên tôn linh bảo hồ ngươi thật đã khiến chúng ta đại khai nhãn giới nói thật nha ta còn không có rõ ràng xem qua vậy hậu thổ ấn, vạn dân ấn cái gì không tính? mấy năm trước, lôi phạt thiên tôn ra tay đối phó tần vũ, chỉ là nguyên tội kiếm động tác quá nhanh, ta chỉ nhìn thấy một đạo kiếm khí, ngay cả bóng nguyên tội kiếm cũng không thấy rõ. đáng tiếc, đáng tiếc a. À. dịch phong ở một bên cảm thán nói. tần vũ, khương lập hai người cũng nhìn xa hậu viên. xa hậu viên tiền bối, thiên tôn linh bảo, có thể cho chúng ta xem không? tần vũ trong lòng cũng rất chờ mong. hắn đặc biệt muốn biết, các loại tài liệu luyện chế ra thiên tôn linh bảo, rốt cuộc có hình dáng thế nào? Sa Hầu Viên nhìn về phía Tần Vũ, Dịch Phong, Khương Lập ba người, cuối cùng cười, "Được, nếu các người muốn xem, ta để các người xem, cái này ta đã hao phí vô số tâm huyết và bảo bối." Chỉ thấy Sa Hầu Viên vừa lật tay, đột nhiên một viên hắc sắc linh châu xuất hiện trên lòng bàn tay Sa Hầu Viên. Viên linh châu này tình không lớn, đại khái kích thước bằng một quả trứng chim cút. Tần Vũ khi thấy hắc sắc linh châu xuất hiện, liền cảm thấy cả không gian xung quanh bị đè nén, đất đai nhẹ rung động. Tần Vũ trong lòng cảm thấy một trận áp lực. Áp lực này đúng là do hắc sắc linh châu mang lại. Không hổ là thiên tôn linh bảo. Tần Vũ trong lòng kinh hãi bên cạnh khương lập dịch phong hiển nhiên cũng cảm ứng được viên hát sắc linh châu nhìn có vẻ bình thường này thật không bình thường sa hầu viên ánh mắt hướng về hát sắc linh châu trên lòng bàn tay ánh mắt hàm chữa vẻ tự hào thiên tôn linh bảo này ta đã ở mấy triệu nơi của vũ trụ không gian nhân loại giới thu thập vô số tài liệu quý hiếm rồi sau đó hao phí biết bao tâm huyết thậm chí cả hồn phi phách tán mới luyện chế ra món thiên tôn linh bảo định nguyên châu này định nguyên châu bọn tần vũ đều nhớ kỹ tên này đây là người thần giới đầu tiên dựa vào chính năng lực bản thân luyện chế ra thiên tôn linh bảo trước kia thiên tôn linh bảo đều là do trời đất ban cho không ai có thể tự luyện chế sa hầu tiền bối, người vừa rồi nói cả hồn phi phát tán, sự việc là thế nào? Tần Vũ không khỏi nghi ngờ dò hỏi. sa hầu viên nở nụ cười, Tần Vũ, người lúc trước tại mê thần điện đã thấy hình ảnh ta để lại, người có nhớ ta từng nói qua, ta có cảm ứng, khi ta luyện chế ra thiên tôn linh bảo, rất có thể là lúc ta hồn phi phát tán. Tần Vũ gật đầu. sa hầu viên thở dài một tiếng nói, câu nói kia không phải ta vô tình nói ra, mà là ta đã thề với trời đất, nếu không luyện chế ra thiên tôn linh bảo tuyệt sẽ không bỏ cuộc. rồi đột nhiên trong lòng có một trận cảm ứng, bất quá cảm ứng đó rất mơ hồ chỉ là đợi đến khi ta luyện chế ra thiên tông linh bảo ta mới hiểu được tất cả sa hầu viên trên mặt mỉm cười muốn luyện chế ra thiên tông linh bảo linh hồn phải dung hợp vào trong đó lúc đó trong khi luyện chế ta thầm nghĩ luyện chế ra thiên tông linh bảo cho dù có chết ta cũng không hối hận sa hầu viên thở dài nói bên cạnh tần vũ khương lập dịch phong trong lòng cũng phải khâm phục quyết tâm của sa hầu viên chỉ là định nguyên châu quả nhiên rất kỳ diệu ta lúc đầu vốn tưởng rằng không nghi ngờ gì nữa mình phải chết cho nên vượt qua ý nghĩ hòa linh hồn vào định nguyên châu thành một thể ta không chết, đồng thời định nguyên châu này ta không cần luyện hóa, trực tiếp trở thành vũ khí của ta. Sa hầu viên bất đắc dĩ cười nói, ta, căn bản không thể đem thiên tôn linh bảo đưa cho người khác, bởi vì linh hồn ta cùng thiên tôn linh bảo liền một thể. Nếu ta cố gắng làm cho định nguyên châu thành vật không chủ, ta liền hồn phi phách tán. Tần vũ cũng gật đâu. Phương pháp luyện chế của sa hầu viên cũng không thể nói là tốt hay xấu. Bất quá, ta rất tự tin. Sức mạnh của định nguyên châu rất lớn, đủ để ta đối với thiên tôn cũng không chút sợ hãi. Sa hầu viên trên mặt tràn đầy tự tin. Bọn người tần vũ kinh ngạc. Sa hầu, câu này của ngươi thật phóng đại a. À. Ngay cả thiên tôn cũng không e ngại. Phải biết rằng thiên tôn cũng có thiên tôn linh bảo, hơn nữa hắn có thể khống chế thời gian, sợ rằng chốc lát có thể chế trụ ngươi. Dịch phong cười nói. Sa hầu viên lắc đầu cười nhẹ. Không, định nguyên châu này các người không biết. Sa hầu viên nét mặt tuyệt đối tự tin. Bọn người tần vũ không khỏi cẩn thận lắng nghe. Khả năng công kích của định nguyên châu rất bình thường, chính là ném người. Sa hầu viên cười nói, định nguyên châu tốc độ cực nhanh, mặc kệ cái gì, một khi bị nó đập trúng, sợ rằng cũng trực tiếp vỡ vụn. Ném người ba người tần vũ nhìn nhau không nói lên lời dùng một viên hắc sắc châu ném người uy lực thật sự rất lớn sao dịch phong nhíu mày nói xa hầu ta vừa rồi nói thiên tôn một khi thi triển thời gian tỉnh chỉ sau đó dùng thiên tôn linh bảo công kích ngươi ngươi như thế nào ngăn cản ngươi không phải nói không e ngại thiên tôn xa hầu viên cười nói định nguyên châu có hai khả năng khả năng công kích là ném người mà khả năng khác chính là cho người ta hãm nhập trong đó hãm nhập trong đó không gian linh bảo khương lập kinh ngạc nói Sa hầu viên lắc đầu nói rất giống với không gian linh bảo cho nên không nói được có phải không gian linh bảo không hơn nữa bên trong định nguyên châu không gian pháp tắc hoàn toàn không thể vận hành tại không gian đó có đất đai các hành tinh trải khắp nơi cả những cái gì như hành tinh ám tinh nữa tần vũ hương lập mấy người đều kinh sợ định nguyên châu này bên trong như một không gian vũ trụ hơn nữa không thể vận hành không gian pháp tắc chẳng lẽ cái đó giống một tân vũ trụ tần vũ không khỏi hoài nghi xa hầu tiền bối không biết bên trong định nguyên châu có thể có không gian pháp tắc khác không tần vũ không khỏi hỏi dồn không gian pháp tắc khác xa hầu viên có chút nghi hoặc lắc đầu ngươi nói vậy là có ý gì bên trong định nguyên châu chỉ là một không gian vô hạn không gian pháp tắc tại đó vô dụng tự nhiên cũng không có cái gì không gian pháp tắc khác sa hầu tiền bối muốn tiến nhập vào bên trong định nguyên châu có những biện pháp nào tần vũ hỏi dồn sa hầu viên cười nói người khác căn bản không thể tự mình tiến vào định nguyên châu chỉ có ta có thể thúng di tiến vào trong đó cho nên người khác chỉ cần không phản kháng ta cũng có thể để bọn họ tiến vào trong đó cho nên ta nói ta không sợ thiên tôn bởi vì ta dựa vào thiên tôn linh bảo định nguyên châu với ta linh hồn hợp nhất đối với việc thời gian ngừng lại linh hồn ta sẽ không bị khống chế ta có cảm giác chỉ cần ta trong lòng vừa động liền có thể trở lại bên trong định nguyên châu định nguyên châu có thể tính là nhà của ta thế giới của ta sa hầu viên cười nói tần vũ đột nhiên có loại cảm giác sa hầu viên và định nguyên châu như thế nào giống như một vũ trụ của chính mình nếu nói khác nhau sợ rằng định nguyên châu này chỉ là một vũ trụ không gian mà thôi mà một tân vũ trụ thật ra có vô số không gian đồng thời còn có vũ trụ bổn nguyên và nhiều thứ khác nó cũng có không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc của chính mình hơn nữa một vũ trụ mới cũng có thể cùng vũ trụ của thần giới tạo ra thông đạo còn định nguyên châu thì không làm được định nguyên châu này có thể xem như một vũ trụ không gian vô cùng lớn so với thần giới đều lớn hơn nhất lưu hồng mông linh bảo hễ mà ném thì tất cả đều vỡ vụn sa hầu viên tự tin nói nếu ta thuấn di vào trong định nguyên châu sau đó điều khiển định nguyên châu ném đối phương các ngươi nói ta còn e ngại ai nhớ đăng ký kênh f 5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha đương nhiên điều này chỉ chứng minh là ta không sợ thiên tôn cao thủ tình không có nghĩa là ta địch nổi thiên tôn dù sao thiên tôn cũng không có đứng ở đó cho ta phá bất quá ta đoán lực phòng ngự của định nguyên châu hẳn là rất phi thường sa hầu viên cuối cùng cũng nói một câu khiêm tốn thiên tôn linh bảo thiên tôn linh bảo dịch phong thần vương cảm thán hai tiếng gật đầu cười nói Sa hầu huynh, bây giờ ta đối với huynh quả thật bội phục, điều đó không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt a. À. Đến đây, ta kính huynh một chén. Dịch Phong thần vương tươi cười nâng chén. Có được thiên tôn linh bảo, cũng không thể nói là có thể đấu với thiên tôn. Vũ khí dù tốt cũng cần xem thực lực của người sử dụng, tỉ như Tần Vũ, mặc dù có được tàn tuyết thần thương, nhưng nếu như quả đối diện đấu với thiên tôn, cũng không có bao nhiêu hy vọng. Tiệc rượu vừa tan, Sa hầu viên nghe lời khuyên bảo của Tần Vũ liền ở lại Tử Huyền phủ, dù sao trong Tử Huyền phủ cũng có A à Phúc quen thuộc, cũng có lão hữu của hắn là Dịch Phong thần vương. Hơn nữa trong Lưu Thủy Viên còn có không ít thánh hoàng, thần vương môn mà hắn quen biết, đại khái sau một năm xa hầu viên ở lại tử huyền phủ tử huyền phủ liền xảy ra đại sự không biết như thế nào hầu phí bỗng nhiên lại kết hôn lần đầu là hầu phí kết hôn với tử hà lúc này lại là cùng với hồng vân hầu phí quấn quyết với hồng vân tần vũ tuy biết nhưng không có nhúng tay một đôi oan gia đấu với nhau nhiều năm cuối cùng cũng đã hòa hợp cùng một chỗ nhắc đến tần vũ hát vũ và hầu phí trong ba huynh đệ này chỉ có hầu phí là có hai người thê tử ngày đại sự hôm ấy thật là huyên náo tạm thời không nói đến chỉ là có một vấn đề rất lạ thường ngay sau đó xảy ra Tử Hà cùng Hầu Phí đã là phu thê bao nhiêu năm rồi vậy mà vẫn chưa hoài thai, thật không thể nghĩ Hồng Vân vừa mới kết hôn với Hầu Phí đã mang thai. Không phải chỉ có Hồng Vân mang thai, mà là cả Tử Hà cũng có tin vui. Việc này thực sự đặc biệt khác thường. Hắc Vũ cười nói. Giờ phút này, Tần Vũ, Hắc Vũ, Hầu Phí ba huynh đệ đang uống rượu đàm luận. "Phí Phí, ngươi thật sự lợi hại đó." Tần Vũ miệng cười giơ ngón tay cái lên. Hầu Phí không một chút đỏ mặt, ngược lại còn lấy làm đắc ý cười bình thường thôi đại ca đã có hai hài tử ta có hai thê tử cũng không nên tính toán gì trong khi tập mau điểu ngay cả tôn tử tôn nữ đều có được rồi đại ca tập mau điểu hai hài nhi của ta phỏng chừng ra đời cũng được tám chín tháng rồi các người nói một chút xem ta nên đặt tên gì cho hai nhi tử đây tên để ta nghĩ đã hắc vũ bắt đầu suy nghĩ ngay lập tức tần vũ lúc này đột nhiên nhíu mày bởi vì tần vũ bất ngờ cảm giác được lan thúc từ trong tân vũ trụ đi ra sau khi ra ngoài lan thúc cũng không có ý hồi tử huyền phủ mà lại đi đến địa phương khác lan thúc mới thu được vạn dân ấn cũng không lâu đáng lẽ phải đang bế quan thật tốt để lĩnh hội mới đúng chứ như thế nào lại ly khai tân vũ trụ sớm như vậy tần vũ trong lòng có chút nghi hoặc tất cả mọi việc xảy ra trong tân vũ trụ mọi biến động phát sinh đều nằm trong tầm nhận thức của tần vũ lan thúc vừa ly khai tần vũ tự nhiên biết được ân ta nghĩ ra rồi nam thì gọi là hầu ngân nữ thì gọi là hầu âm thanh âm hắc vũ vang lên tần vũ cũng không nghĩ lâu coi đến chuyện của lan thúc lan thúc muốn làm gì tự nhiên có quyền tự do của người tần vũ sẽ không quá quan tâm hắc vũ nói thật đi cái tên đó ngươi đưa ra thật sự là rất thô tục tần vũ tươi cười bắt đầu gia nhập với hai đệ đệ mình thảo luận đặt tên hai nhi tử tương lai bắt cực phiêu tuyết thành giữa băng tuyết trắng xóa, một tòa hắc thành đang đắm chìm trong màn tuyết vô tận thật sự ấn chứa một vẻ đẹp lãng mạn, cả phiêu tuyết thành thiên thần môn vẫn yên nguyên như trong quá khứ. Liên tục trải qua vài lần thần vương đại chiến, đối với thiên thần tầm ảnh hưởng không được quan tâm lắm, phiêu tuyết thành hoàng cung ở giữa là thánh hoàng điện, lúc này thế tử của Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm, thuần vu nhu sau một hồi đứng bên ngoài thư phòng suy nghĩ đắn đo mới nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa. Ngay giữa thư phòng chính là phu quân của nàng, Khương Phạm. Ước chừng khoảng 4 năm về trước, sau khi Khương Phạm trở lại Phiêu Tuyết Thành thì chỉ một mình đứng giữa thư phòng, bình thường cơ hồ không thể nào nói chuyện, ngay cả nhi nữ của mình cũng không thể gặp, cả Phiêu Tuyết Thành cũng chỉ có Thuần Vu tan mới có thể đến gần Khương Phạm cùng nói mấy câu. Kích. Tiếng cửa gỗ mở ra. Ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa mở chiếu vào thư phòng, nhưng bên trong thư phòng phản phất như là dương quan cấm địa, cả thư phòng bao phủ một tầng áp lực âm hàn, thân ảnh Khương Phạm cũng ẩn hiện ở giữa, Thuần Vu nhung nhẹ nhàng thở vào trong lòng, trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, trực tiếp bước vào thư phòng. Nàng vừa mới tiến vào cánh cửa liền trực tiếp đóng lại. Phu quân, chàng không cần phải tự oán trách bản thân mỗi ngày như vậy, Kỳ thật, so với phiêu tuyết thành thì địa phương của nó cũng không thua kém, nghe nói thành trì của nó rất đông các thần vương qua lại, mà thành của chúng ta ngay cả một thần vương cũng không có. Phiêu tuyết thành của chúng ta thật sự cũng rất tốt. Thuần Vu Nhu mỉm cười nói. Trầm mặt một hồi, nghe thầy tử nói Khương Phạm không khỏi mỉm cười. Phu nhân, nàng chỉ cố làm cho ta cảm thấy thoải mái. Nàng nói đúng, phiêu tuyết thành có thể cùng thành trì hắn so sánh đã là rất may mắn. Ta như là thằng chục làm vua sứ mù. Khương Phạm tự dễu nói. Thuần Vu Nhu trong lòng mừng thầm. Trải qua mấy ngày này nàng không ngừng cùng Khương Phạm nói chuyện phiếm và đùa giỡn, khương phạm hôm nay đã không còn như lúc mới trở về khuôn mặt trầm tư tự nhốt mình phu nhân khương phạm ngẩng đầu nhìn về phía thuần vu nhu nàng nghĩ xem năm đó có phải ta đã sai lầm phu quân của lập nhi ta lựa chọn chu hiển có phải là sai rồi khương phạm tâm tư đã không đủ kiên định phu quân đều đã quyết định rồi có hối hận cũng là vô dụng vì sao còn cố sống trong sự thống khổ đó nữa dù sao giờ chàng cùng bắt cực thánh hoàng không có gì tổn hại thuần vu nhu an ủi nói khương phạm gật đầu ai chỉ là đấy lòng ta luôn có một chút không cam tâm Khương Phạm nghĩ đến lúc trước xem vạn dân ấn như đã là vật trong tay, cuối cùng bị Tần Vũ đoạt được, trong lòng không khỏi có một trận đau nhất. Địa vị thiên tôn, mộng suy nghĩ vậy nhiều, hơn năm. Vì để trở thành thiên tôn, Khương Phạm đã nguyện ý bỏ đi rất nhiều, thậm chí không tiếc cùng thân huynh để trở mặt, không tiếc phá vỡ tình phụ tử với nữ tử, chính là vì thiên tôn. Đúng là nỗ lực rất nhiều, chờ mong cũng rất nhiều, khi thất bại đích thực vô cùng đau đớn. Trước vốn tưởng nhờ lôi phạt thiên tôn ra tay tuyệt đối không có gì phát sinh, ta đã quá tự mãn a. À. Thật chẳng biết Tần Vũ cuối cùng lại ra tay. Ai, đúng là chờ mong càng nhiều, thất bại càng thê thảm. Luôn nghĩ về sự tình này, Khương Phạm cảm thấy tâm tư không khỏi đau đớn. Thật sự rất đau. Phu quân, Thiên Tôn không có thành, nhưng Tần Vũ đối với chàng vẫn nhớ tới một phần tình, từ nay về sau chỉ cần không có chọc hắn, hắn cũng không có đến gây chuyện với chúng ta. Thuần Vu Nhu an ủi nói. Khương Phạm bất đắc dĩ nở nụ cười. Đường Đường bắt cực thành hoàng, địa vị há không cao sao? Không có nghĩ tới cảnh tượng bây giờ, phải cùng Tần Vũ nhẫn nhịn mới có cơ hội còn sống. Phu nhân, năm đó ta xuất hiện tại thần giới, ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhanh hơn so với nhị đệ Khương Lan, vì vậy đạt được danh hiệu Bắc Cực Thánh Hoàng. Đúng vậy, Bắc Cực Thánh Hoàng ta đã làm chừng một ức hai ngàn vạn ức năm. Khương Phạm tự giễu cười. "Phu nhân, nàng có biết nhiều năm như vậy, đáy lòng ta ở chỗ sâu nhất nghĩ tới cái gì không?" "Là gì vậy?" Thuần Vung nhu nhíu mày. Căn cứ như nàng biết được, phu quân nàng điều muốn nhất chính là trở thành thiên tôn, điều này nàng hiểu rõ nhất. Chẳng hiểu vì sao Bác Cực Thánh Hoàng Khương Phạm lại hỏi như vậy. Nàng nên biết điều này, không phải ta muốn trở thành thiên tôn, mà trên thực tế, tại đáy lòng ta, ở chỗ sâu nhất, rất muốn biết chính xác thân phụ mẫu ta là ai. Rốt cuộc sao ta đến nơi này?" Khương Phạm lắc đầu thở dài một tiếng. Thuần Vuông nhu kinh ngạc nhìn Khương Phạm. Khương Phạm hít sâu một hơi một ức hai ngàn vạn ức năm trước thần giới hình thành ta cùng nhị đệ còn có tam đệ đều xuất hiện tại thần giới chỉ là khi đó chúng ta bị mất đi một đoạn trí nhớ chúng ta chỉ biết chúng ta là thân huynh đệ cả hắn đều không biết một ức hai ngàn ức năm ta luôn nghĩ thân phụ mẫu thân ta là ai ta rốt cuộc như thế nào xuất hiện không nhẽ là thiên địa sinh ra ta lúc đó luôn nghĩ làm thế nào mới có thể biết được thân thế đây sau này ta nghĩ phải trở thành thiên tôn thiên tôn so với thần vương cường đại a nên chắc cũng biết được nhiều hơn phỏng chừng trở thành thiên tôn là ta có thể biết biết bác đại thần tộc đời thứ nhất rốt cuộc đến từ nơi nào khương phạm tự giễu cười thuần vu nhu cũng nghi hoặc bác đại thần tộc đời thứ nhất Ngoài trừ lôi phạt thành có một trưởng bối thân phận cao là lôi phạt thiên tôn còn lại các thần tộc đời thứ nhất đều như nhau không biết vì sao xuất hiện khương phạm khương lan hoàng phủ ngự hoàng phủ lôi hoàng phủ lưu hương thân đồ diêm thân đồ âm một nhóm bác đại thần tộc đời thứ nhất những người này phụ thân mẫu thân rốt cuộc là ai không lẽ bọn họ vô thanh xuất hiện hoặc là do thiên địa sinh ra vấn đề này đích xác tại thần giới là một mê đề không ai biết bác đại thần tộc đời thứ nhất rốt cuộc như thế nào xuất hiện vấn đề này đích xác không thể tham cứu không thể truy tìm phu quân chàng không phải cùng lôi phạt thiên tôn trao đổi qua chẳng nhẽ chàng không thể trực tiếp hỏi y thuần vu nhu nghi hoặc dò hỏi khương phạm cười nhạt nói ừ lôi phạt thiên tôn hắn như thế nào có thể nói cho ta biết sự việc ta đã từng hỏi hắn chính vì vậy mà hắn giáo huấn ta một phen cũng ra lệnh cho ta từ nay về sau không được hỏi lại vấn đề này ta có cảm giác hắn đích xác biết về thân thế của chúng ta vì vậy hắn không có nói ra cho nên ta phi thường muốn trở thành thiên tôn thuần vu nhu nhẹ nhàng gật đầu đột nhiên người tới nơi này làm gì khương phạm nhíu mày trong thư phòng đột ngột xuất hiện một người người đến mặc quần áo màu lam trường bào đích xác là khương lan Khương Lan nhìn Khương Phạm, ánh mắt bình tĩnh. Đại ca. Khương Phạm ngẩn ra. Ngươi. Ngươi gọi ta là đại ca. Khương Phạm thật sự kinh ngạc. Từ sau khi hắn lựa chọn Chu Hiển làm vị hôn phu của Lập Nhi đến bây giờ, Khương Lan này xem như với hắn đoạn tuyệt. Sự tình trước mặt gọi hắn đại ca cơ hồ là không có khả năng xảy ra. Giờ phút này, Thuần Vu Nhu bên cạnh từ đáy lòng cũng tràn ngập kinh ngạc. Khương Lan cười nhạt nhìn Khương Phạm. Đại ca, dù sao chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hai chúng ta phải đến 10 vạn vạn năm mới làm được huynh đệ ở nơi này. Mặc dù ta đối ngươi có chút oán hận, chính là cho tới bây giờ Tiểu Vũ đi theo Lập Nhi cùng một chỗ, ta nghĩ chúng ta cũng không cần tiếp tục đối lập như vậy nữa tiểu vũ và lập nhi đi theo các ngươi bọn họ cũng không muốn tiếp tục dặn co như vậy hương phạm trên mặt không khỏi bao trùm một tầng ý nghĩ lạnh nhạt hứ mục đích ngươi tới là khuyên bảo ta phải không hương phạm lạnh lùng cười nhị đệ ta lúc đó đã nói rồi ta không cách nào thu hồi lại thân phận lúc đang làm điều đó có nhiều thần vương hiện diện ta công khai tuyên bố chu hiển là thân phận con rể của ta vô luận như thế nào ta bây giờ không cách nào đối diện với tận vũ nên ngươi không cần nói về điều này nữa tại sao ngươi trở nên ngang ngược như vậy hương lan có chút nổi giận hương phạm nhướng mày bản thân mình nhìn vào địa vị của nhị đệ khương lan khương lan nhìn chằm chằm khương phạm đại ca liên tục mấy năm nay lập nhi có gia đình không thể về không thể để nó đi theo với thân phận tỉ muội, mà là đi theo với thân phận ca ca đệ đệ với thân phận ấy nó đã gặp mặt thân thích bằng hữu ngươi có biết đáy lòng của lập nhi có rất nhiều khó chịu chăng chuyện con gái của ngươi cũng khó khăn ngay cả thể diện của ngươi cũng không cản được khương phạm ngẩn ra nói không ra lời khương lan nhăn nhăn mày phiên ngang trong tay vô thanh vô thức xuất hiện hai phụ ấn một cái ấn màu xám còn một cái ấn màu vàng đây là khương phạm con mắt liền sáng lên đây là hậu thổ ấn với vạn dân ấn ta biết ngươi đặc biệt muốn có được chúng, ta bây giờ có thể tặng cho ngươi. Ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể cùng với bọn lập nhi có chút hảo cảm, giữa chúng ta không cần phải thù địch nữa. Khương Lan vung tay, hậu thổ ấn, vạn dân ấn trong tay liền bay tới tay Khương Phạm. Khương Phạm sững sờ nhìn sự việc này. Thuần Vu Nhu bên cạnh cũng chấn kinh. Hậu thổ ấn, vạn dân ấn trân quý ra sao, Khương Phạm như thế nào không rõ ràng. Lúc trước vì lưỡng ấn này mà đã chết không ít thần vương. Thế nhưng bây giờ Khương Lan thật sự đem lưỡng ấn này đưa đến trước mặt bọn họ. Nhị đệ, ngươi, Khương Phạm nói không ra lời có được những thứ này rồi, ngươi tâm nguyện thỏa mãn chứ, hy vọng ngươi không còn thù địch với Lập Nhi, tiểu vũ bọn họ nữa. Khương Lan nhìn Khương Phạm. Khương Phạm hít sâu một hơi, nhìn Khương Lan. Nhị đệ, chẳng lẽ ngươi đã quên? Lúc trước là ta ngăn cản ngươi, không cho ngươi đi cứu Tả Thu Mi. Chẳng lẽ ngươi không oán hận ta sao? Từ bỏ cả hy vọng trở thành thiên tôn mà đưa cho ta sao? Khương Lan chuyển giao hậu thổ ấn, vạn dân ấn, đối với Khương Phạm thật là một chấn động lớn. Oán hận? Đương nhiên là có. Khương Lan lạnh nhạt cười chỉ là đại ca, ngươi phải hiểu được rằng, người chết cũng đã chết rồi, để cho những người còn sống được vui sướng mới là điều quan trọng nhất, ta chỉ là hy vọng lập nhi bọn họ sống thêm vui vẻ, sung sướng một chút thôi. Một trưởng bối như ta sẽ vì vậy mà cao hứng lắm. Khương Phạm sắc mặt biến ảo. Phu nhân, ngày mai nàng cùng Nhiên Nhi, Tuấn Nhi một đám người bọn họ đi mê vụ thành, thay ta trông coi bọn lập nhi. Khương Phạm đột ngột hướng Thuần Vu Nhu bên cạnh nói. Vâng, phu quân. Từ trong tận đáy lòng của Thuần Vu Nhu vào lúc này rất vui mừng. Thuần Vu Nhu rất quan tâm đến con gái của mình, trên thực tế nàng vẫn canh cánh trong lòng, hôm nay có thể giải quyết xong thì tất nhiên là nàng cao hứng vô cùng lại thêm chuyện khương phạm có được hậu thổ ấn và vạn dân ấn nên nàng cũng cao hứng thay cho khương phạm ngày mai sao nhanh vậy khương lan hơi ngạc nhiên hỏi khương phạm lúc này đối mặt với khương lan trong lòng có chút xấu hổ nói không nhanh không nhanh đâu tẩu tẩu của ngươi cũng vẫn thường nhớ đến lập nhi chỉ vì vẫn còn lo lắng cho ta nên mới chưa đi gặp lập nhi bản thân ta lại đã từng đã thương lập nhi ta trong lòng đối với phu phụ tần vũ hai người bọn họ có chút hổ thẹn tạm thời không có mặt mũi đi gặp bọn chúng vì vậy ta không nên đi là hơn có tẩu tẩu của ngươi và đám nhiên nhi đi là đủ rồi Khương Lan chỉ gật nhẹ. Nghĩ đến Khương Lập, trong lòng Khương Lan liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Cùng ngày hôm đó, Khương Lan quay trở lại Tử Huyền phủ, sau khi trở lại, y đến trò chuyện cả nửa ngày với Sa Hầu Viên rất cao hứng, đầu đề cũng không ra khỏi những kiến thức cũ. Ngày thứ hai, Tần Vũ cùng với đám người hầu phí, Hắc Vũ, Lập Nhi, Tử Hà, Hồng Vân, Bạch Linh ngồi nói chuyện phím với nhau, đang nói tới lúc cao hứng thì chợt thấy một thiên thần tỷ nữ chạy tới. "Chủ nhân, bên ngoài có một đám người, họ nói là đến từ Phiêu Tuyết Thành." Thiên thần tỷ nữ vừa thưa xong, liền khiến cho bọn người Tần Vũ đều im lặng hẳn đi. "Phiêu Tuyết Thành?" Tần Vũ nhướng mày hỏi, Âu phí, Hắc Vũ và chúng nhân cũng đều kinh nghi đứng cả lên. Lập Nhi chính là người đứng lên đầu tiên, trên mặt lộ vẻ hưng phấn và kích động vô cùng, kêu lên: "Là người của Phiêu Tuyết Thành. Vũ ca, thật là hay a." À? Khương Lập cũng hưng phấn đứng bật lên, rồi lôi Tần Vũ chạy thẳng ra cổng chính của Tử Huyền phủ. Khương Lập trong lòng tràn ngập sự hưng phấn, kéo Tần Vũ chạy mau ra trước tiền viện của Tử Huyền phủ. Khương Nhiên, còn có vị kia là Thuần Vu Nhu. Tần Vũ phát ra không gian lực, rồi dừng lại trước đám người của Phiêu Tuyết Thành quan sát một lúc. Hầu như những người này đều là người của Khương gia, đối với Khương Lập có tình cảm rất sâu đậm. Trong lòng Tần Vũ bắt đầu có sự nghi hoặc, trong mấy năm gần đây tiếp xúc với khương phạm tần vũ cũng biết được y vốn không phải là loại người dễ dàng khâm phục kẻ khác hơn nữa chính mình và y cũng có xích mích không nhỏ khương phạm kia thân là thánh hoàng tất nhiên là rất xem trọng thể diện theo lý mà nói y hẳn sẽ không để cho người của phiêu tuyết thành đến đây mới phải tại sao vậy nhỉ tần vũ đang nghĩ thầm trong đầu như vậy thì khương lập đang ở bên cạnh cũng lập tức hô lên vũ ca mau tới đây không cần phải đứng một bên mà lo lắng như vậy huynh có nhận ra mẫu thân của ta chăng tần vũ nghe hỏi liền thoát khỏi dòng suy nghĩ chỉ mỉm cười hành lễ xin ra mắt nhạc mẫu đại nhân rồi trong lòng lại nghĩ bất kể khương phạm đang suy tính điều gì dù sao thì hắn cũng đang làm chuyện tốt đây thì ra khương lập vốn vẫn nặng tình với thân nhân của nàng tần vũ trước đây cũng có chút ấy nấy nhưng hôm nay có thể xem là nhẹ nhõm thư thái đi rồi tần vũ ngươi vẫn tốt chứ thuần vu nhu vừa nhìn thấy tần vũ liền gật đầu chào lúc đầu nàng dùng trăm phương ngàn kế để giúp cho chu hiển trở thành con rể của mình nhưng cuối cùng thế nào tất cả tứ đại thần vương của lôi phạt thành kể cả người sau này trở thành thần vương là chu hiển rốt cuộc đều theo nhau chết dần ngày hôm nay quả là thiên hạ của đám thiếu niên hậu bối lại còn có thể trở thành thánh hoàng của lôi phạt thành nữa chứ ngày trước khi còn ở trong bắc cực thánh hoàng điện nàng có thể tùy tiện bình phẩm tần vũ lúc nào cũng được nhưng hôm nay luận về địa vị thì tần vũ đã vượt qua cả bác đại thánh hoàng mà trở thành thần giới đệ nhất nhân giờ đây có lẽ chỉ có tam đại thiên tôn cao cao tại thượng kia mới có đủ tài để áp chế tần vũ mà thôi tần vũ đại ca những người này đa số huynh đều biết cả người này là ca ca của ta và lập nhi tỷ tỷ khương tuấn vị này cũng là ca ca của ta và lập nhi tỷ tỷ tên là hương nhiên lúc này rất tích cực không ngừng giới thiệu chúng nhân với tần vũ Tần Vũ đối với những người này phần lớn đều biết cả, vì dù sao chàng cũng đã từng ở Phiêu Tuyết Thành một thời gian dài, mà cho dù có không biết ai thì cũng đã từng nghe Khương Lập nhắc tới. Hôm nay được Khương Nhiên lần lượt giới thiệu mọi người thì chàng cũng lập tức nhận ra. Sự có mặt của đám người Phiêu Tuyết Thành khiến cho toàn thể Tử Huyền phủ náo nhiệt hẳn lên, và người cao hứng nhất đương nhiên là Khương Lập, nhưng trong lòng Tần Vũ lại có điều nghi hoặc khó giải thích được. Tần Vũ một mình đi tới chỗ nghỉ ngơi của Khương Lan. Ngày hôm qua Khương Lan hàng huyên một lúc lâu với Sa Hầu Viên, nên hôm nay chỉ muốn chuyên tâm nghỉ ngơi. Lúc nãy vì cùng đến với đám người của Mê Vũ Thành, nên y phải ứng phó một lúc, sau đó thì chỉ nghĩ tới việc trở về phòng nghỉ ngơi lan thúc là con đây tần vũ vừa đến trước cửa định viện liền lên tiếng tiểu vũ vào đi giọng của khương lan từ trong vọng ra đồng thời cửa định viện cũng tự động mở ra tần vũ thấy vậy liền khoa chân bước vào lúc này khương lan đang ngồi độc ẩm nhìn thấy tần vũ tiến vào liền cười nói lại đây uống với ta vài chén tần vũ mỉm cười ngồi xuống bồi tiếp khương lan vài chén lan thúc con có một việc muốn hỏi người tần vũ buông chén rượu nhìn sang khương lan hỏi khương lan cười nói nhìn vẻ mặt của ngươi là ta đã biết có việc rồi nói đi chuyện gì vậy tần vũ gật đầu nói lan thúc vạn dân ấn kia có ẩn chứa thời gian pháp tắc rất thâm ảo người chỉ mới ở trong tân vũ trụ tu luyện có bốn năm cho dù thời gian có gia tốc thêm hàng trăm vạn lần thì với bốn trăm vạn năm dùng bốn trăm vạn năm để hiểu được thời gian pháp tắc thì e rằng cũng chưa đủ hôm nay thấy lan thúc trở ra chẳng lẽ là đã thành công rồi thế nào khương lan nở nụ cười tươi tiểu vũ theo lời ngươi nói nếu ta không thể lĩnh hội được thời gian pháp tắc thì tịnh không thể trở ra không không phải tần vũ vội nói tiếp lan thúc người biết là con phải có ý đó mà khương lan trông thấy bộ dạng ấy của tần vũ thì cả cười nói được lắm chỉ là ta đùa với ngươi một chút thôi ta rất hiểu ý của ngươi với thời gian tu luyện như vậy thì quả là rất ngắn để tham luyện thời gian pháp tắc sự tiến bộ của ta quả là không nhiều lan thúc con rất muốn biết việc người của phiêu tuyết thành đến đây có liên quan gì tới người không có phải người đã đến phiêu tuyết thành làm thuyết khách hương lan nhìn sang tần vũ nhưng không nói gì con đoán rằng sau khi lan thúc trở ra từ tân vũ trụ thì ngay ngày thứ hai đã đến phiêu tuyết thành rồi mới cùng với người của phiêu tuyết thành đến đây vì vậy cho nên con mới không nghĩ được thấu đáo về người tần vũ lại cười nói lan thúc người đã làm một chuyện tốt bất quá con vẫn còn thắc mắc người làm sao có thể thuyết phục được nhạc phụ đó chẳng qua là y bị chân tình đã động và hiểu rõ đạo lý đấy thôi khương lan tùy ý trả lời sau đó liền cạn luôn một chén bị đã động bởi chân tình và hiểu rõ đạo lý chỉ đơn giản thế thôi tần vũ cảm thấy thật là khó tin tính cách của khương phạm làm sao mà tần vũ còn chưa rõ từ sau khi gặp kỳ ngộ rồi trở thành thiên tôn y chẳng hề thương tiếc đến nữ nhi của mình cả thân huynh đệ cũng có thể đoạn tuyệt tình cảm mà không do dự chút nào con người như vậy thì làm sao có thể bị thuyết phục dễ dàng được lan thúc người đừng gạt con tần vũ nhìn chăm chăm vào khương lan nói khương lan bị chàng nhìn chằm chặp một lúc lâu không khỏi bật cười lắc đầu nói được rồi ngươi là một hài tử ta nói cho ngươi nghe cũng tốt kỳ thật cũng không có gì là đại sự cả chỉ là ta đã đem hậu thổ ấn và vạn dân ấn tặng cho khương phạm mà thôi vị đại ca này của ta đã mong mỏi hai cái ấn này từ lâu nay ta đột nhiên đem tặng cho hắn tất nhiên là hắn rất cảm kích mà nghe theo lời của ta điều đó cũng dễ hiểu thôi tần vũ sững sờ lan thúc ngươi nói ngươi đã tặng hậu thổ ấn và vạn dân ấn cho khương phạm rồi ư lúc này tần vũ cũng không còn gọi khương phạm là nhạc phụ nữa Tần Vũ vốn nghĩ là Lan Thúc hẳn đã nỗ lực không ít và phải trả ra một cái giá nào đó thì mới có thể thuyết phục được đối phương, nhưng chàng lại không ngờ được rằng cái giá phải trả lại là hai món vật, một ẩn chứa kỳ ngộ để trở thành thiên tôn và một kia là tàn khuyết thiên tôn linh bảo. Lan Thúc, nếu như người có được hậu thổ ấn và vạn dân ấn thì sẽ có cơ hội để trở thành thiên tôn. Có hai vật đó, người sẽ có thể so sánh với La Phạm kia, vậy tại sao người, người làm sao lại? Trong lòng Tần Vũ có chút không cam lòng. Khương Lan cười nhạt, nói: "Không có hậu thổ ấn và vạn dân ấn thì thôi, hai vật đó đối với ta cũng không có tác dụng nhiều." giờ đây ta đối với cái ngôi vị thiên tôn không còn khát vọng như trước nữa có làm được thiên tôn hay không cũng không sao lan thúc tần vũ nhíu mày tiểu vũ được rồi vạn dân ấn là vật ngươi đã cho ta còn ta thì lại tặng nó cho người khác ngươi sẽ không giận ta chứ khương lan cười hỏi tần vũ tần vũ lúc này chỉ biết dở khóc dở cười khương phạm này thật là tần vũ không khỏi có chút oán khí đối với lão trong lòng tức giận nói năm đó khương phạm vì muốn đạt được kỳ ngộ để trở thành thiên tôn y tịnh không nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ với lan thúc thậm chí trong lúc chiêu thân cũng không để cho ta có được một ưu thế nào lại còn muốn để cho chu hiển làm con rể trước kia lão thường hay chăm chích ta thậm chí còn hạ thủ ngoan độc đối với ta lúc đầu khi thần vương thánh hoàng rơi vào tân vũ trụ sự sinh tử của lão ta rơi vào tay của ta nhưng rốt cuộc vì lập nhi mà ta đã nhân nhượng để cho ông ta một con đường thoát thân vốn tưởng rằng lão ta sẽ ghi nhớ đoạn ân tình nọ mà sẽ nghĩ đến lời khuyên nhủ của lan thúc rốt cuộc lão ta cũng bỏ ngoài tay tất cả chỉ đợi sau khi lan thúc tặng cho hậu thổ ấn và vạn dân ấn thì mới chịu đáp ứng loại người như vậy trong lòng tần vũ bắt đầu cảm thấy xem thường khương phạm Trước kia, chàng vốn vẫn nhận lão là nhạc phụ, nhưng giờ đây lại không muốn nhận nữa. Khi y thu nhận vạn dân ấn và hậu thổ ấn có biểu lộ gì không? Lan Thúc, y có chối từ hay không? Tần Vũ nhìn sang Lan Thúc hỏi. Lan Thúc không nói năng gì cả. Lúc ấy, Khương Phạm quả thật là không hề từ chối khi nhận lấy vạn dân ấn và hậu thổ ấn. Được rồi, Tiểu Vũ. Khương Phạm vốn rất muốn trở thành thiên tôn, nay có dịp lấy được vạn dân ấn và hậu thổ ấn vào tay, tất nhiên là không thể bỏ qua. Chuyện đó cũng không can hệ gì, dù sao ta cũng không muốn làm thiên tôn này nọ, cứ nhường cho đại ca thực hiện nguyện vọng của y cũng không sao. Khương Lan điềm đạm nói. Khương lan quả là người có lòng tốt chuyện như thế cũng không để tâm chút nào trở thành thiên tôn ư tần vũ cười y có thể trở thành thiên tôn sao lan thúc dù cho y có lấy được vạn dân ấn và hậu thổ ấn thì cũng sẽ không trở thành thiên tôn được đó là số mệnh y vốn không có phúc đó hương lan bị lời nói của tần vũ làm cho kinh hãi giọng nói của chàng ấn chứa đầy sự tự tin tiểu vũ sao ngươi lại dám chắc như vậy hương lan nghi hoặc hỏi tần vũ mỉm cười chàng nhớ lại năm đó cùng với nhị ca lâm mông đối thoại lúc ấy mới vừa ra khỏi trăm ngày lâm mông đã từng nói những thần vương ở trong thiên tôn sơn lúc bấy giờ sẽ không có ai có thể trở thành thiên tôn được lúc đó bắc cực thánh hoàng khương phạm cũng đang ở trong thiên tôn sơn lan thúc việc tân thiên tôn sẽ đản sanh thì người cũng đã biết khương phạm quyết không thể trở thành thiên tôn được tần vũ lạnh nhạt nói chỉ là đến thời khắc này mà khương phạm vẫn nuôi hoài bảo muốn thông qua hậu thổ ấn và vạn dân ấn mà tìm hiểu thời gian pháp tắc để khổ tu đây mà thời gian trôi qua đảo mắt nhìn lại thì thấm thoát đã được gần tám tháng tại tử huyền phủ lúc này hầu phí đang tụ tập một nhóm người ở bên ngoài đình viện hơn một ngàn người của tử huyền phủ đang nhỏ giọng sầm xì với nhau còn ở bên trong định viện là đám người hầu phí tần vũ hôm nay chính là ngày sinh nở của hai người thê tử của hầu phí là tử hà và hồng vân lúc này hầu phí đang khẩn trương đi tới đi lui trước cửa phòng hai tay nắm chặt vào nhau hai mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh hồng quang toàn thân năng lượng cũng trung lên từng chập phí phí ngồi xuống đi đừng lo lắng quá như vậy tần vũ lên tiếng khuyên nhủ hầu phí nhìn tần vũ một cái rồi nói để ngồi được hay sao nghe vậy đám người trong đình viện nhất thời cùng thấy buồn cười chỉ là lúc này ai nấy đều ráng giữ im lặng nên không ai dám cười ra tiếng e sẽ làm kinh động đến hai nữ nhân đang trong lúc lâm bồn sao tần vũ nhướng mày hỏi soạt tần vũ bỗng biến mất ngay giữa đình viện những người ở xung quanh như hắc vũ khương lập dịch phong xa Hậu viên tất cả đều kinh ngạc đứng bật dậy tần vũ lúc này lại đột ngột xuất hiện trên một con đường nhỏ của tử huyền phủ trước mặt chàng là một trung niên nhân mặt tử bào đang tiến tới người này có dáng gầy ống lại có vẻ rất cao ngạo đôi mắt của người đó lấp loáng ánh hồng quang đảo nhanh qua tần vũ Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối vui mừng đến nỗi không tự kiềm chế được. Chẳng hay lần này tiền bối hạ cố đến thăm, không biết là có chuyện gì chăng? Tần Vũ chắp tay hỏi. Người đang tiến đến chính là Tiêu Diêu Thiên Tôn. Lúc này trong lòng Tần Vũ có cảm giác rằng chuyến đến thăm này của Tiêu Diêu Thiên Tôn là có liên quan đến hậu phí. Trên tầng không của thượng giới, tại nơi không gian cao nhất của thần giới là nơi hoàn toàn cách ly với những nơi khác của thần giới, nơi mà các thần vương khác không thể phát hiện ra được. Tại cái nơi không gian độc lập lẻ loi này của thần giới tầng không, lại có một đám tường vân đủ màu sắc đang trôi lơ lửng, mà bên trong đó lại ẩn ước có một tòa cung điện. Lúc này, có một người đang đứng ở tại bên ngoài cửa cung điện, đôi mắt ưng của y nhìn xuống dưới. Hắn chính là người có thù oán với Tần Vũ, Lôi Phạt Thiên Tôn. Hừ, sư đệ rốt cuộc cũng đã gặp được nhi tử bảo bối của mình. Lôi Phạt Thiên Tôn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Bất quá thời gian cũng không ngắn lắm, 5 năm, năm, rồi lại 5 năm. 5 năm. Năm, năm sau khi Tân Nhiệm Thiên Tôn lựa chọn người kế tục, lúc đó ta sẽ không còn gì phải cố kỵ mà có thể giết chết Tần Vũ. Tần Vũ, ta cứ để cho ngươi sống thêm 5 năm, năm nữa vậy. Trong mắt của Lôi Phạt Thiên Tôn lóe lên ánh hàn quang tử huyền phủ trong thời khắc này vô cùng náo nhiệt hầu phí ở bên ngoài đình viện tầng tầng người vây xung quanh nam nữ lão ấu đều cao hứng cùng nhau đàm luận mau tránh đường thái thượng tam trưởng lão đến mau tránh thấy tần vũ mang theo một người trung niên đi đến hơn ngàn người tụ tập bên ngoài đình viện này đều tự giác mở ra một con đường nhỏ đủ cho ba người đi vừa tần vũ cùng với tiêu diêu thiên tôn mỉm cười tiến vào bên trong khi tần vũ tiêu diêu thiên tôn vừa mới vào trong đình viện bên trong đình viện đó hắc vũ xa hậu viên khương lan mấy người nghi hoặc nhìn qua thì khi đó qua wow. liên tiếp hai tràng tiếng trẻ con khóc đột nhiên vang lên mọi người ở đây trên mặt đều xuất hiện nét vui mừng. Tần Vũ nhìn thoáng qua Tiêu Diêu Thiên Tôn đang ở bên cạnh, cho dù luôn trầm ổn, giờ phút này trong mắt Tiêu Diêu Thiên Tôn cũng hàm chứa kích động. Một quan hoàn toàn dừng ở hậu phí bên ngoài cửa phòng. Chi nha. Cửa mở ra, hậu phí liền trực tiếp nhảy vào bên trong. Tần Vũ, Hắc Vũ, Khương Lan cùng rất nhiều người ở bên ngoài nhìn nhau cười to. đúng là hiếm thấy, không tưởng được là hai đứa con của hậu phí một trước một sau, cơ hội đồng thời xuất thế. Hắc Vũ ở bên cạnh than thở, mà lúc này Khương Lan ánh mắt cũng dừng trên người Tiêu Diêu Thiên Tôn, sắc mặt hơi đổi. Tiểu Vũ, không biết vị này là. Hương Lan mặc dù miệng thì hỏi, nhưng xem vẻ mặt thì cũng đã đoán được. 6000 vạn ức năm, lần đầu tiên Thiên Tôn Sơn Hàng Lâm, Tiêu Diêu Thần Vương cũng tham gia trong đó, cuối cùng trở thành Thiên Tôn. Mà lần đó, Hương Lan cũng nhận biết được Tiêu Diêu Thần Vương này. Chỉ là so sánh với năm đó, Tiêu Diêu Thiên Tôn hiện nay, dung mạo cũng có một chút thay đổi. Quan trọng nhất là khí chất so với năm đó bất đồng. Hương Lan, 6000 vạn ức năm không gặp, ngươi quả nhiên không nhận ra ta. Tiêu Diêu Thiên Tôn cười nhẹ nói. Tần Vũ lúc này phi thường tự giác vung tay lên, cửa của đình viện liền đóng trở lại, thân phận của tiêu diêu thiên tôn tốt nhất là không cho đám hậu bối đệ tử bên ngoài biết được nếu không thì không biết sẽ huyên náo đến mức nào lan thúc vị này chính là tiêu diêu thiên tôn tiền bối tần vũ ở bên cạnh lên tiếng tiêu diêu thiên tôn bên cạnh là nhóm người hát vũ bạch linh tả thu lâm đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ phải biết rằng vị thiên tôn này là thần long thấy đầu không thấy đuôi lại là lôi phạt thiên tôn không ít người chỉ là xuyên qua thủy mặt trông thấy mà thôi cùng với thiên tôn chính diện nói chuyện cả thần giới cũng chẳng có bao nhiêu người có cái phúc khí này tiêu diêu thiên tôn đến đây làm gì trong lúc này đáy lòng khương lan không khỏi giấy lên nghi hoặc bất quá mặt ngoài khương lan vẫn cung kính hành lễ như cũ không tưởng được lại là tiêu diêu thiên tôn tiền bối tiền bối mời ngồi bên này nguyên là đám người đang ngồi đều sớm đã đứng lên thiên tôn đang đứng ai mặc dày mà ngồi được chứ tiêu diêu thiên tôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười cười nhẹ phất tay nói khương lan bất tất phải khách khí hôm nay ta đến là vì ha ha đại ca ta được một trai một gái mau đến đây xem a à. hầu phí thanh âm mãnh liệt vang lên khắp đình viện tất cả mọi người hướng về phía cửa phòng nhìn lại chỉ thấy hầu phí mỗi tay ôm một đứa trẻ con vọt đến cả người hưng phấn, nhãn tình lóe lên hồng quang. Một nam một nữ. Hắc Vũ là người đầu tiên vọt đến, lập tức hương Lập, Bạch Linh cùng một đám người đến vây xung quanh, mọi người nhìn hai đứa trẻ đều vô cùng cao hứng. Tất cả mọi người trong đình viện đều không khỏi lộ ra một nụ cười vui sướng. Tiêu Diêu Thiên Tôn lần này đến đây, phỏng chừng là bởi vì hai đứa con của hầu phí xuất thế. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, nhìn về phía Tiêu Diêu Thiên Tôn bên cạnh. Lúc này Tiêu Diêu Thiên Tôn đang kích động, dù là Tần Vũ, ngay cả con của Tần Vũ, Tần Sương đều nhìn ra được. Tiêu Diêu Thiên Tông ánh mắt di chuyển đến trên người hai đứa trẻ, một quan tràn ngập kích động và hưng phấn có thể thấy là Tiêu Diêu Thiên Tôn cũng tự kiềm chế bản thân, không có đứng lên. Đại ca." Hầu Phí ngẩng đầu nhìn, thấy Tần Vũ không đi qua đó, không khỏi nhíu mày nói, "Đại ca, người đứng xa như vậy làm gì? Tới đây, mau tới đây, nhìn hai tiểu oa nhi này xem, ha ha." Hầu Phí ánh mắt chỉ liếc qua người Tiêu Diêu Thiên Tôn một chút, mặc dù kinh ngạc người này trước nay chưa có gặp qua, nhưng Hầu Phí cũng không mấy để ý. Chỉ thấy Hồng Vân, Tử Hà hai người từ trong phòng đi ra, thân là thiên thần cao thủ, việc sinh hài tử đối với thân thể ảnh hưởng tình không lớn, Hồng Vân trực tiếp hô, "Hầu tử, đưa Hạnh Nhi cho ta." hầu hạnh cái danh tự này nghe không hay lắm a à, phu nhân của ta nữ nhi khả ái như vậy lại gọi là cái gì hầu hạnh hay là nghe ta đi gọi là hầu điềm điềm nhé điềm điềm rất tốt hầu phí lập tức nói phốc nhất thời đám người đều nở nụ cười tần vũ hắc vũ hai người cũng chẳng giúp gì được trước khi đứa nhỏ ra đời đã sớm thảo luận qua bao nhiêu tên đề cập qua hầu phí đều không muốn cuối cùng lại chọn cái tên xuống mỹ hầu điềm điềm không biết ta có thể đặt tên cho đứa trẻ này không tiêu diêu thiên tôn vẫn đang kích động bồi hồi cuối cùng cũng tìm được chút dũng khí nói ra được một câu như vậy hầu phí trong mắt tóe lửa nhìn tiêu diêu thiên tôn liếc nhìn tiêu diêu thiên tôn một cái ngươi là ai hai tử của ta như thế nào lại để ngươi đặt tên tiêu diêu thiên tôn ngẩn ra đám người trong định viện cả kinh mọi người đều biết vị này là tiêu diêu thiên tôn hầu phí lại nói với tiêu diêu thiên tôn như vậy phí phí vị này là tiêu diêu thiên tôn tiền bối không được vô lễ hương lan lập tức quát tiêu diêu thiên tôn hầu phí đảo mắt trong lòng máy động lão thiên đâm vào tổ ông rồi hầu phí lập tức ngoan ngoãn không người hành lễ vặn bối ra mắt tiêu diêu thiên tôn chỉ là đây là hài tử của phản bối danh tự tất nhiên là do phản bối đặt cũng không cần tiền bối phí tâm nhìn tốt hơn rồi tần vũ đảo mắt đứng trầm mặt một bên tần vũ đoán được từ đầu hầu phí không cha không mẹ là do khương lan phát hiện ra một cô nhi hôm nay tiêu diên thiên tôn này nói không chừng có quan hệ tới xuất thân của hầu phí tiêu diêu thiên tôn môi thì không động nhưng lại dùng thần thức truyền âm nói hầu phí ta là phụ thân của con oanh hầu phí chỉ cảm thấy trong đầu giống như đang nổ mạnh một khoảng trống rỗng qua một chốc mới thanh tĩnh trở lại hoàn toàn bị kinh hãi niềm nhưng phấn có nhi tử nữ nhi lúc này hoàn toàn tan biến có thì là sự chấn kinh hầu phí nhìn tiêu diêu thiên tôn một quan lăng lệ tiêu diêu thiên tôn cũng nhìn hầu phí mong chờ ánh mắt vô cùng hiền lành ông chờ mong hầu phí gọi một tiếng cha ha ha hầu phí đột nhiên bật cười to đưa hai đứa con trong tay phân biệt cho tử hà hồng vân sau đó mới chỉ vào tiêu diêu thiên tôn bộ dạng khóc cười không được nói tiêu diêu thiên tôn tiền bối ngươi nói ngươi là cha ta ha ha đừng có nói đùa chứ ta hầu phí không cha không mẹ mặc dù trong lòng cũng có lúc nhớ đến cha mẹ nhưng cũng không nghĩ tùy tiện một người đến nói với ta hắn là cha ta ta liền nhận hắn làm cha cả đình viện đột nhiên yên tĩnh cha cơ hồ tất cả mọi người bị những lời này của hầu phí làm cho kinh hãi vừa rồi phỏng chừng cũng là do tiêu diêu thiên tôn lo lắng ảnh hưởng dùng thần thức truyền âm bây giờ hầu phí lại nói ra miệng thật sự làm mọi người kinh hãi tiêu diêu thiên tôn này là cha của hầu phí tần vũ trong lòng thật ra không có kinh ngạc nhiều lắm hầu tử ngươi không thể nói năng lung tung ở đây chuyện đùa này không thể chấp nhận được hắc vũ ở bên cạnh lập tức đề tỉnh hầu phí khóe miệng nhếch lên tài nhãn nhìn tiêu diêu thiên tôn tạp mau điểu không phải là ta nói đùa mà theo ta vị tiêu diêu thiên tôn tiền bối này mới đang nói đùa lúc này hầu phí mặc dù đang cười nhưng ánh mắt lại rất quỷ dị tiêu diêu thiên tôn khẽ câu mày nói hầu phí không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau hay không tiêu diêu thiên tôn tịnh không muốn việc gia đình của mình bị một đám người xung quanh biết được dù sao ông cũng là thiên tôn địa vị tôn sùng cũng rất coi trọng mặt mũi một mình nói chuyện không thân không quen nói cái gì chứ muốn nói nói ở đây luôn đi mọi người ở đây đều là thân bằng hảo hữu của ta hảo huynh đệ muốn nói thì nói đi không nói thì thôi đi ta còn muốn chơi với hai đứa con của ta hầu phí ngữ khí không chút khách khí tần vũ có thể cảm nhận được tâm cảnh hầu phí lúc này dao động rất mạnh lúc này hầu phí so với lúc bình thường hoàn toàn bất đồng. hầu phí lúc bình thường nếu như nhìn thấy tiêu diêu thiên tôn lại dám nói như vậy sao? mọi người trước tiên đi ra ngoài đi, không nên ở đây quấy rầy. tần vũ lập tức quay về phía mọi người xung quanh nói. hương lan, dịch phong bọn họ cũng cảm thấy tiêu diêu thiên tôn, hầu phí hai người không khí có chút đặc biệt, mọi người cũng đều rất biết ý chào hỏi tiêu diêu thiên tôn, rồi từng người rời khỏi đình viện. cuối cùng ngay cả tử hà, hồng vân cũng mang hai đứa trẻ con rời đi. phí phí, cùng tiêu diêu thiên tôn tiền bối thẳng thắn nói chuyện nhé, làm rõ sự tình đi. tần vũ nhắc nhở hầu phí một tiếng. biết rồi, đại ca hầu phí gật đầu lại với tần vũ tần vũ hành lễ với tiêu diêu thiên tôn một chút rồi sau đó mới rời khỏi định viện này sau khi tần vũ rời đi cả định viện chỉ còn lại có hầu phí và tiêu diêu thiên tôn hai người cách định viện không xa có một cái ghế đá tần vũ ngồi xuống đại ca hầu tử cùng tiêu diêu thiên tôn có quan hệ hắc vũ cũng tới ngồi lên chiếc ghế đá bên cạnh lập tức dò hỏi tần vũ đừng có gấp đợi chút nữa là biết ngay bây giờ có đoán cũng vô dụng tần vũ cho mày đồng thời không gian chi lực của tần vũ tru của tần vũ hoàn toàn tản ra bao trùm cả định viện thần vương khác không dám dùng thần thức điều tra sợ bị tiêu diêu thiên tôn phát hiện chỉ là tần vũ lại không sợ tân vũ trụ không gian chi lực quan sát hết thảy bên trong đình viện rất rõ ràng tần vũ quan sát tất cả trong lòng thầm nghĩ tiêu diêu thiên tôn ngươi nói chuyện thì nói chuyện nhưng đừng đồng thủ bất quản là như thế nào tần vũ đều sẽ không chịu đựng được huynh đệ của mình bị khi dễ bên trong đình viện hầu phí tiêu diêu thiên tôn hai người đều đứng thẳng kỳ thật nếu chỉ nhìn diện mạo hầu phí và tiêu diêu thiên tôn tương đối giống nhau chỉ là hầu phí trên người có một cổ bạo ngược chi khí tiêu diêu thiên tôn thì lại vô cùng đạm bạc bạn đang đọc truyện được lấy tại truy com có gì thì nói mau đi hầu phí trực tiếp nói tiêu diêu thiên tôn không chút tức giận nói hầu phí ta là phụ thân của ngươi điểm này không chút nghi ngờ nào từ khi ngươi sinh ra đến giờ đã nhiều năm như vậy ngươi phát sinh chuyện gì phần lớn ta đều biết được ta cũng có thể dùng hình ảnh chiếu lại sự tình đó cho ngươi xem hầu phí ta nếu như không phải thường xuyên quan sát ngươi làm thế nào biết được ngươi đã từng phát sinh những sự tình gì thiên tôn cũng không có cái năng lực tính toán được quá khứ tương lai tiêu diêu thiên tôn cười nói nếu không phải ngươi với ta có quan hệ ta thân là thiên tôn tại sao lại thường xuyên chú ý đến ngươi hầu phí ngẩn ra hắn không thể không thừa nhận tiêu diêu thiên tôn nói rất có đạo lý đoàn sự việc hồi còn ấu niên cũng chỉ có khương lan khương lập rõ ràng nhất về sau cùng tần vũ tung hoành thiên hạ hắn đã làm những chuyện gì cũng chỉ có tần vũ hắc vũ biết rõ ràng tiêu diêu thiên tôn muốn tra ra những sự tình trong quá khứ trừ khi phải tiến hành sưu hồn tần vũ khương lan mấy người chuyện trong quá khứ ai biết thiên tôn có những thần thông gì ta lại không phải là thiên tôn bằng vào điểm này căn bản không thể nói ngươi là phụ thân của ta huống chi ngươi có phải là phụ thân của ta hay không cũng không có một điểm nào quan hệ tới ta Hậu phí trên mặt mang theo nụ cười ta gì? tiêu diêu thiên tôn tiền bối ta từ nhỏ cho tới giờ kinh lịch cũng rất nhiều cùng đại ca với tập mao điểu tại phạm nhân giới hải vực chém giết trong tiên phủ chém giết từng trường từng trường chém giết từ phạm nhân giới lên tới thần giới ta từng bước từng bước đi tới ta cả đời này trong ký ức căn bản không có từ phụ thân này có hay không có cha đối với ta không có ý nghĩa gì cả ta chính là tự tảng đá sinh ra nghe từng câu từng câu hậu phí nói tiêu diêu thiên tôn sắc mặt không khỏi trở nên tái nhật tốt tiêu diêu thiên tôn tiền bối ngươi là thiên tôn thiên tôn cao cao tại thượng ngươi không cần ở đây trêu đùa ta nói thật đi, ngươi đột nhiên tới đây nói ngươi là cha ta, ta thật sự có điểm không thoải mái, bởi vì ta không thích có người quản ta. Ta thích được tự do tự tại, không có cha quản, không nuôi dưỡng, những ngày như vậy đều rất tốt. Hầu phí quay về phía Tiêu Diêu Thiên Tôn cười hi hi, rồi hướng về phía cửa đình viện đi tới. Hầu phí, Tiêu Diêu Thiên Tôn quát lên. Tốt, ta nói vậy ngươi vẫn chưa minh bạch sao? Ta nói lại một lần nữa, không quản ngươi có phải là cha ta hay không, không liên quan gì đến ta cả. Nói xong hầu phí trực tiếp mở cửa đình viện đi ra bên ngoài. a, à, nhi tử, khuê nữ, cho cha ông một cái. Giọng nói âm ỉ của hầu phí lại vang lên. Thời gian trôi qua, chớp mắt là đã được 5 năm kể từ ngày hai hài tử của hầu phí ra đời, trong khoảng thời gian này Tiêu Diêu Thiên Tôn đến Tử Huyền phủ mấy chục lần. Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối, phí phí đang chơi đùa với hai hài tử tại hậu viên. Tần Vũ nhìn Tiêu Diêu Thiên Tôn cười nói: "Cảm ơn ngươi." Tiêu Diêu Thiên Tôn mỉm cười nói với Tần Vũ. Nhìn bóng lưng Tiêu Diêu Thiên Tôn bước vào cổng hậu viên, Tần Vũ trong lòng cảm thán, gần 5 năm qua Tiêu Diêu Thiên Tôn vẫn chưa được tha thứ, cho dù Tiêu Diêu Thiên Tôn làm mọi cách, hậu phí đều căn bản không thèm để ý đến Tiêu Diêu Thiên Tôn. Nhưng ngược lại, hai hài tử của hậu phí thật sự rất thích Tiêu Diêu Thiên Tôn vũ ca đừng nghĩ nhiều phí phí trong lòng hắn cũng có chỗ khó nói khương lập đứng bên cạnh cười nói tần vũ mỉm cười gật đầu đúng rồi vũ ca Tần vũ trụ của huynh sắp hoàn thành chưa khương lập đột nhiên nhớ đến sự kiện này tần vũ nghe xong không khỏi mỉm cười đối với diễn biến sự tình của tần vũ trụ tần vũ luôn để ý quan sát khoảng cách đại thành a phỏng chừng mất thời gian một năm nữa tần vũ mỉm cười nói khương lập trên mặt không khỏi nở nụ cười vui sướng nếu vũ ca đại thành thì có thể chúng ta sẽ có cách giúp hai tử tần sương hai tử này càng ngày càng nghịch không thể quản được Tần Sương tu luyện tiến triển rất chậm, mặc dù gia phụ, gia mẫu đều là thần vương, đại ca thì tốc độ tu luyện cực nhanh. Tự nhiên trong lòng Tần Sương cảm thấy không thoải mái, việc hắn trở nên ương bướng thì cũng là điều bình thường. Chỉ là Tần Vũ, Khương Lập đối với sự ương bướng của Tần Sương thì cũng không có biện pháp nào. Tốt lắm đợi thêm một năm nữa. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Qua khoảng nửa canh giờ, Tiêu Diêu Thiên Tôn từ hậu viện bước ra trên mặt vẫn giữ được nụ cười cao hứng, nhưng đối với Tần Vũ thì lại rất rõ ràng, Thiên Tôn cao hứng như thế là do đùa giỡn với hai đứa cháu của mình. Gần 5 năm qua, Thiên Tôn đối với việc làm cho hậu phí nhận người làm thân phụ, cơ hồ không có tiến triển tần vũ cáo từ tiêu diêu thiên tôn mỉm cười nói đối với bản lĩnh của tiêu diêu thiên tôn tiến vào tử huyền phủ rất là dễ dàng nhưng mỗi lần thiên tôn đến hoặc đi đều nói với tần vũ một tiếng dù gì tần vũ cũng là chủ nhân ở nơi này tần vũ khương lập hai người lập tức đứng lên chào này tần vũ có việc này ta muốn nói với ngươi tiêu diêu thiên tôn đột nhiên nhớ ra điều gì đó nhìn tần vũ cười nói đại khái là còn khoảng thời gian ba bốn tháng nữa tân thiên tôn có thể được đản sanh tần thiên tôn đản sanh ba bốn tháng nữa tần vũ khương lập cả kinh trong lòng Tần Vũ nổi lên một trận suy nghĩ về chuyện bất ngờ này thời gian đã xác định hiện giờ ba phần của phù thế ấn hai phần là trong tay Khương Phạm và một phần do La Phạm nắm giữ người nào muốn tập hợp đủ ba phần thì thật sự là rất khó khăn thiên tôn xuất thế phải chăng là do một vị thiên tôn đứng sau quyết định Tần Vũ thầm nghĩ ta chỉ có tin tức này thôi bây giờ thì tạm biệt Tiêu Diêu Thiên tôn tùy tiện trực tiếp thuấn di biến mất giữa không trung của Tử Huyền phủ trong lúc đó Tần Vũ Khương Lập vẫn còn kích động trong lòng Tần Vũ lúc này quyết định triệu tập bọn người Lan thúc Tạ Thu Lâm. Tin tức này nhất định phải nói cho họ biết, thời gian đảng sinh vị thiên tôn mới chỉ còn khoảng 3, 4 tháng nữa, tin tức này làm các vị thần vương ở tử huyền phủ chấn kinh Bất quá ngoài họ ra, bên ngoài không một thần vương nào biết được sự tình này, bất quản là tu la thần vương la phạm, hay là bắt cực phiêu tuyết thành khương phạm, đều chuyên tâm nghiên cứu tàn khuyết, các phần bị thiếu, thiên tôn linh bảo Khương phạm bố trí một không gian có thời gian gia tốc gấp 5.000 lần so với không gian bên ngoài, đối với khương phạm mà nói, việc đấy cũng có chút ít khó khăn Khương Phạm ngồi xếp bằng, trước mặt là hai cái ấn đang lơ lửng, một vàng, một sám, trải qua không biết bao nhiêu thời gian tu luyện, Khương Phạm về thời gian gia tốc chỉ tiến bộ một chút, còn thời gian tĩnh chỉ thì hoàn toàn không có cảm ngộ gì. Còn muốn lãnh hội được thời gian đảo thối để trở thành thiên tôn thì đối với Khương Phạm là không có khả năng. Từng tháng trôi qua, chớp mắt 3 tháng đã tới. Bên trong Tử Huyền phủ, đại ca, án chiếu theo lời nói của Tiêu diêu Thiên Tôn thì đã đến thời gian Tân Thiên Tôn đản sinh, thậm chí có thể không ngoại trừ là ngày hôm nay. Hắc Vũ đứng bên cạnh nói. Tần Vũ, Khương Lập cả hai đều mỉm cười. Tốt a, à, tiểu Hắc, không phải đệ đang mơ tưởng việc mình làm thiên tôn đấy chứ?" Tần Vũ nhìn Hắc Vũ cười. "Để không quản đến việc đấy, chỉ là thấy hiếu kỳ khi nghĩ đến việc sau bao nhiêu năm chém giết giữa các thần vương, cuối cùng ai sẽ làm thiên tôn?" Hắc Vũ mỉm cười giải thích. "Oanh." Đột nhiên vang lên một tiếng nổ chấn thiên địa, tiếng nổ quá lớn, quá đột ngột. Âm thanh tiêu thất. Cả thần giới không có phát ra âm thanh nào, những người chưa đạt đến cảnh giới thần vương, linh hồn ba động hoàn toàn bị đình chỉ. Duy chỉ có thần vương và thiên tôn mới có khả năng tự suy nghĩ. Đột nhiên, một trận âm thanh mỹ diệu vang lên khắp trong trí não các thần vương tất cả thần vương trên thần giới đều như bị thôi miên mọi người đều không tự kiềm hãm được cùng bay lên hướng về phía thiên tôn sơn không vẫn còn một thần vương giữ được linh hồn thanh tĩnh chính là tần vũ tần vũ đã dung hợp vũ trụ bổn nguyên chi lực cùng với tân vũ trụ linh hồn tỉnh táo phi thường âm thanh tuy rất mỹ diệu nhưng không thể làm cho tần vũ bị mê hoặc quái sự quái sự tần vũ dùng vũ trụ không gian chi lực phủ khắp thần giới cả thần giới hình như đang bị thời gian tỉnh chỉ chi phối chỉ có thần vương không bị chi phối tần vũ phát giác gió không thổi sóng biển yên ả mọi thiên thần thần nhân yêu vật nhất thời đều bất động ngay cả nhãn thần cũng đờ ra rõ ràng là lúc này linh hồn họ đang định chỉ dao động không còn chút năng lực nữa tần vũ nhìn thấy khương lập tả thu lâm hắc vũ dịch phong khương lan sa hậu viên khương hình thang lam phổ thai hồng tất cả thần vương đều đặn không bay ra khỏi tử huyền phủ thần vương cũng bị khống chế a à. trong lòng tần vũ chấn kinh tần vũ tức thời cũng giả như chịu sự khống chế cùng với các thần vương bay ra tần vũ dùng không gian chi lực của tân vũ trụ quan sát phía dưới chỉ thấy các thần vương khác của thần giới như bắc cực phiêu tuyết thành khương phạm huyết hải nữ vương hải vực tây hải tu la thần vương trong tu la hải một ngư của đông hải lần lượt từng người ở các phương đều bay lên hô cơ hồ đồng thời các thần vương đều thuấn di đến khu vực thiên tôn sơn tần vũ cũng thuấn di giống bọn thần vương nhãn tiền nhìn thấy thiên tôn sơn đỏ rực cao trăm vạn dặm tần vũ trong lòng chợt nghĩ cả thần giới phản phất như trúng phải thời gian tĩnh chỉ ngay cả thần vương cũng không có cảm giác chỉ thuấn di được như vậy là sao thứ âm nhạc đó thật sự kỳ diệu có thể khống chế được cả thần vương trong lòng tần vũ mê hoặc không giải thích được hiện tại hơn 30 thần vương của thần giới đều tụ tập tại thiên tôn sơn trừ tần vũ ra không thần vương nào hoàn toàn tỉnh táo Oanh tấm màn đỏ rực thần vương giam lao che kín cả đỉnh thiên tôn sơn thành đột ngột tiêu thất các thần vương trực tiếp bay lên đỉnh thiên tôn sơn hướng tới hạp cốc linh bảo mẫu đỉnh tần vũ cũng tự nhiên bay theo trong lúc các thần vương tiến nhập vào hạp cốc trên không trung tấm màn đỏ lại tái xuất hiện cùng lúc tấm màn đỏ xuất hiện âm thanh trong trí não các thần vương trỗi lên đột ngột tan biến lập tức ba mươi mấy vị thần vương hoàn toàn thanh tĩnh lại sao sao lại thế này không ít thần vương kinh ngạc hô to thật sự là hảo thủ đoạn tần vũ trong lòng thầm than một tiếng khiến tất cả những người chưa đạt tới cảnh giới thần vương của thần giới đều trúng thời gian tĩnh chỉ linh hồn dao động cũng ngừng lại toàn bộ thần giới đều thanh tĩnh chỉ trừ thần vương và thiên tôn đây chính là thiên tôn sơn xem ra lần này cũng giống như lần trước tất cả chúng ta đều bị đưa đến nơi này với lời giải thích là đây là ngày tân thiên tôn xuất thế quyết hải nữ vương tiết vân cười lạnh nói giữa hạp tốc hơn 30 vị thần vương đang đứng đứng rải rác khắp nơi sáu ngàn vạn ức năm trước đều đã có kinh nghiệm về chuyện này tất cả thần vương nhanh chóng im lặng lấy lại bình tĩnh thiên tôn đảng sanh đại ca huynh nói người nào sẽ là thiên tôn hắc vũ giờ phút này cũng cảm thấy rất là kích động đợi trong chốc lát rồi sẽ biết tần vũ cười nói nhưng trong hạp tốc không có thần vương nào cười bởi vì ai cũng có cơ hội làm thiên tôn tất cả đều thấy trong lòng rất khẩn trương bọn họ đều hy vọng chính mình sẽ trở thành thiên tôn thần giới có ức vạn thần nhân thập vạn thiên thần đều hoàn toàn yên lặng thiên tôn sơn cao hàng vạn dặm nằm giữa không trung ở vị trí trung ương tại thần giới được bao phủ bởi một lớp màn khí màu đỏ rực tất cả thần vương đều nín thở quan sát linh bảo mẫu đỉnh vẫn nguyên như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào thương thiên ấn đột nhiên la phàm la to một tiếng trong hạp cốc các thần vương không khỏi hướng ánh mắt về phía tu la thần vương chỉ thấy một chiếc ấn xanh từ nội thể tu la thần vương bay ra lao nhanh về hướng linh bảo mẫu đỉnh nhất thời một vị thần vương phản ứng cực nhanh trực tiếp nhảy lên dùng trảo chụp lấy bông vừa tiếp xúc thương thiên ấn vị thần vương đó liền bị chấn đến thổ huyết la phàm cũng lao tới chọc lấy thương thiên ấn lập tức bên tai mọi người vang lên một tiếng nổ toàn thân la phàm bị hất văng ra sắc mặt trắng bạch khóe miệng rỉ máu tại sao như vậy ta đã luyện hóa được thương thiên ấn rồi mà trong lòng la phàm hoang mang một trận nhất thời các thần vương đều tỏ ra nghi hoặc rõ ràng thương thiên ấn đã bị la phạm luyện hóa vì sao không chịu khống chế của họ là? sự tình này chưa ai từng gặp qua lần trước thiên tôn đảng sanh tiêu diêu thần vương được phiêu vũ thiên tôn ngầm giúp nên trực tiếp lấy được các phần của thiên tôn linh bảo nên trở thành thiên tôn nhưng sự việc lần này thì không giống như thế ba phần của thiên tôn linh bảo rơi vào tay hai người sự tình này thật thú vị tần vũ nhìn thương thiên ấn đang bay lơ lửng trên linh bảo mẫu đỉnh bất giác không khỏi mỉm cười thương thiên ấn ẩn ẩn phát ra thanh quan nhưng không cho bất cứ thần vương nào chạm vào hậu thổ ấn mọi người lại thấy một chiếc ấn màu xám từ trong mình khương phạm bay ra bảo bối của mình thoát đi đương nhiên khương phạm không muốn mặc dù tu la thần vương đang nhìn nhưng ông ta vẫn vung tay giữ lại bồng cũng không ngoại lệ khương phạm bị chấn đến trọng thương các thần vương khác không dám xuất thủ vương mắt nhìn hậu thổ ấn bay lên phía trên linh bảo mẫu đỉnh sau cùng nó cũng lơ lửng trên đó ngang hàng với thương thiên ấn khương phạm huynh không tưởng hậu thổ ấn lại rơi vào tay huynh thân đồ diêm nhất thời kinh thắng hiện tại chỉ còn thiếu vạn dân ấn không ít người nhìn tần vũ mọi người đều biết hắn đã đắc thủ lấy vạn dân ấn hô chỉ thấy vạn dân ấn phát xuất kim quang lại từ nội thể khương phạm bay ra lần này ông ta không chợt bởi biết rằng có làm thế cũng vô dụng tất cả thần vương đều kinh ngạc mọi người đều không ngờ cả hai chiếc ấn đều rơi vào tay khương phạm thương thiên ấn hậu thổ ấn vạn dân ấn ba chiếc ấn bay lơ lửng cạnh nhau trên không trung hào quang không ngừng xả ra bốn phương tám hướng thiên tôn sơn giáng lâm đến nay đã gần bốn mươi năm thiên tôn linh bảo phù thế ấn xuất thế thiên tôn mới sẽ đản sinh một giọng nói lạnh lùng vang lên khắp thiên tôn sơn các thần vương đều kinh hãi im lặng đại ca ai đang nói hắc vũ truyền âm hỏi tần vũ không chỉ hắc vũ nghi hoặc mà các thần vương khác cũng thế bất quá mọi người cũng minh bạch được người phát âm thanh có quan hệ với người đã hí lộng các thần vương đến đây tam ấn tụ tập phù thế ấn xuất thế giọng nói băng lãnh cực điểm ông chỉ thấy ba chiếc ấn trôi nổi trên không quan mang đại thịnh thanh sắc hồi sắc kim sắc tỏa ra rực rỡ liên tục xoay tròn từ từ dung hợp mọi thần vương đều nhìn vào ánh quang của ba chiếc ấn sau cùng hào quang nhạt dần một chiếc ấn lớn cỡ bàn tay xuất hiện trên linh bảo mẫu đỉnh nó lơ lửng trên không trung xung quanh tỏa ra một phần quan mang nhàn nhạt phù thế ấn thiên tôn linh bảo phù thế ấn đương trường tất cả ánh mắt của các thần vương đều không giấu vẻ thèm muốn phù thế ấn xuất thế thiên tôn mới sẽ đản sinh trong các thần vương của thần giới người có tư cách thành tân nhiệm thiên tôn là tất cả thần vương nhất thời đều ngừng hô hấp những thần vương như khương phạm la phạm toàn thân đều rung lên vì khẩn trương lòng bàn tay xuất mồ hôi lạnh bọn họ đang đợi được đọc tên thần vương xa hầu viên thanh âm lạnh lùng đưa ra đáp án nhưng đáp án này khiến la phạm khương phạm huyết hải nữ vương ngơ ngẩn xa hầu viên sao có thể là hắn la phạm khương phạm huyết hải nữ vương đều không thể tin nổi chúng ta chém giết nhau bao nhiêu năm sao cuối cùng lại là hắn chém giết bao năm, chết mất không biết bao thần vương, cuối cùng người thành thiên tôn lại là kẻ không tham gia tranh đoạt. Tranh đấu bao nhiêu năm qua, thật ra vì cái gì? Hết thảy công sức đều đổ xuống nước, cuối cùng trở về hư không. Hiện tại Sa Hầu Viên cũng hoàn toàn kinh ngạc, nhưng phù thế ấn trực tiếp bay đến trên đỉnh đầu Sa Hầu Viên, chỉ thấy hào quang tam sắc từ phù thế ấn phát xạ, che kín toàn thân Sa Hầu Viên, đồng thời các thần vương đều cảm giác chỗ Sa Hầu Viên đứng, không gian, thời gian đang gia tốc. Thời gian gia tốc kinh nhân thật, chắc phải gấp ức vạn lần. Nhìn thấy thời gian gia tốc đó, khiến Tần Vũ trong lòng khinh khiếp, các thần vương đều chăm chú quan sát xa hầu viên đang được bao phủ bởi tam sắc hạo quan bao phủ bỏ ra không biết bao nhiêu năm nhưng sau cùng người thành thiên tôn lại là sa hầu viên vốn đến thần giới muộn nhất lúc này tần vũ lại không biết rằng trên bầu trời thần giới lôi phạt thiên tôn đang quan sát đợi xa hầu viên thành thiên tôn xa hầu viên trở thành thiên tôn thì cũng là lúc lôi phạt thiên tôn xuất thủ tam sắc quan mang bao lấy xa hầu viên lúc này trong thiên tôn sơn ánh mắt của các thần vương đều tập trung vào xa hầu viên tâm tình của mọi người đều rất phức tạp có đố kỵ có hâm mộ cũng có chút bất cam sâu kín chấm giết lâu như vậy chết hơn mười vị thần vương càng có không ít thần vương thành người hầu của tử huyền phủ nhưng cuối cùng tân nhiệm thiên tôn lại là vị sa hậu viên này ông tam sát quan mang vốn bao lấy xa hậu viên đột nhiên bắn ra khắp chung quanh lập tức cả thiên tôn sơn hoàn toàn bị tam sát quan mang bao phủ khí tức khổng lồ của thiên tôn linh bảo đó cũng khiến hơn 30 vị thần vương kinh hãi trong lòng xa hậu viên thành thiên tôn rồi khương lan đứng bên cạnh tần vũ nhẹ giọng nói khương lan đã trải qua lần thiên tôn sơn hàng năm trước đây tự nhiên rất rõ ràng sự việc phát sinh bây giờ thuyết minh ngắn gọn một lúc xa hậu viên đã hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người khác cảm thấy chỉ mà một lúc nhưng không gian xa hậu viên đang đứng thời gian lại gia tốc nghìn tỷ lần sớm đã không biết qua bao nhiêu năm rồi Đôi mắt mở ra, trên mặt xa hậu viên cũng có một nụ cười nhạt. Ông. Lớp ngăn cách xích hồng sắc bên ngoài Thiên Tôn Sơn đột nhiên biến mất, sau đó Linh Bảo Mẫu Đỉnh và Huyền Phù Thạch Bản ở trên đỉnh Thiên Tôn Sơn, hai vật phẩm này không ngờ trực tiếp bay lên, hướng không trung bay đi. A. À. Tần Vũ không khỏi triển khai Tân Vũ Trụ Không Gian Chi Lực truy tung hai kiện vật phẩm này, xem Linh Bảo Mẫu Đỉnh và Huyền Phù Thạch Bản có thể bay đến nơi nào. Không chỉ Tần Vũ làm như vậy, không ít thần vương đều sử dụng thần thức truy tung quan sát. Nhưng chỉ một lúc ngắn ngủi, Tân Vũ Trụ Không Gian Chi Lực của Tần Vũ liền cảm thụ được điểm cao nhất của thần giới. Không gian chi lực tới đó, Tần Vũ không thể tiếp tục tiến lên nhưng linh bảo mẫu đỉnh và huyền phù thạch bản không ngờ bất chấp tầng ngăn ở nơi cao nhất của thần giới tiếp tục tiến tới hai kiện vật phẩm này bay đi đâu rồi phía trên thần giới là cái gì trong đầu tần vũ không khỏi có một trận nghi hoặc lúc này không ít thần vương đã hành lễ đối với sa hậu viên bái kiến sa hậu thiên tôn từng trận thanh âm cung kính vang lên kể cả năm đó sa hậu viên trở thành tượng thần cũng chỉ là một thượng bộ thiên thần nhưng bây giờ sa hậu viên đã là thiên tôn thân là thiên tôn những thần vương này còn xa mới bằng được thiên tôn tân nhiệm thiên tôn khương phạm nhìn sa hầu viên trong lòng tràn đầy bất cam đố kỵ Hắn có được hai trong ba bộ phận của phụ thế ấn vì sao sau cùng trở thành thiên tôn lại là sa hầu viên sa hầu viên mau chóng theo ta đi bái kiến sư tôn một đạo thanh âm lạnh lùng trực tiếp vang lên trong đầu sa hầu viên còn các thần vương khác lại không nghe thấy sa hầu viên sau khi thành thiên tôn trong đầu cũng đã biết thêm nhiều biết đệ nhất thiên tôn phiêu vũ thiên tôn đệ nhị thiên tôn lôi phạt thiên tôn đệ tam thiên tôn tiêu diêu thiên tôn còn có một nhân vật càng lợi hại hơn sư tôn của các thiên tôn lâm mông sư tôn vâng đại sư huynh sa hầu viên cũng thần thức truyền âm trả lời Sa Hậu viên ánh mắt nhìn lướt qua các thần vương chung quanh, sau đó nhìn mấy người tần vũ, mỉm cười nói, tần vũ, dịch phong, khương lan, cáo từ, sau này gặp lại. liền đó sa Hậu viên lập tức biến mất. oanh, đột nhiên một tiếng nổ chấn động linh hồn vang lên, chỉ thấy thiên tôn sơn rất đột ngột trực tiếp biến mất, cả thần giới lại một lần nữa khôi phục bình thường, không khí bắt đầu lưu động, sóng triều bắt đầu tiếp tục cuộn lên, cả thần giới vô số thần nhân, thiên thần lại không phục lại bình thường, bọn họ tiếp tục công việc, nói chuyện tiếp tục nói chuyện, tu luyện tiếp tục tu luyện, phản phất vừa rồi thiếu đi một khoảng thời gian căn bản không có phát sinh. thiên tôn sơn biến mất, bởi vậy tất cả các thần vương đều đứng ở trên không ha ha liều mạng chém giết mấy chục năm chết nhiều thần vương như vậy sau cùng tất cả cũng là vô dụng khương phạm dẫn đến phải bật cười sau đó trực tiếp một mình thuấn di về bắt được phiêu tuyết thành tu la thần vương quyết hải thần vương tất cả tâm tình đều phức tạp sau cùng tình người đều quay về lan thúc dịch phong thúc lập nhị chúng ta cũng về thôi tần vũ nhìn thấy từng vị thần vương rời khỏi liền nói với nhóm người khương lan không chỉ mấy người tần vũ kể cả hơn mười vị thần vương người hầu cũng từng người quay về thuấn di về đến tử huyền phủ tần vũ lập tức có quyết định khoảng cách tân vũ trụ đại thành ước chừng cũng chỉ còn thời gian bảy tám tháng ừm lập tức bắt đầu bế quan Tần Vũ vô cùng rõ ràng, khoảng thời gian tối hậu Tân Vũ trụ đại thành, Tân Vũ trụ sẽ phát sinh không ít biến hóa, lúc này mình chuyên tâm cảm thụ lĩnh ngộ, đối với bản thân cũng là có lợi. Trong Tử Huyền phủ, Tần Vũ cùng thân nhân, huynh đệ giao phó dặn dò một chút, liền trực tiếp tiến vào Tân Vũ trụ, bắt đầu lần bế quan tu luyện cảm ngộ trước khi Tân Vũ trụ đại thành. Trên không trung của thần giới, Tần Vũ cùng với các thần vương khác đều nghĩ rằng đó là nơi cao nhất của thần giới. Thực ra ở phía trên cái gọi là nơi cao nhất, vẫn còn một khối không gian. Nơi đó tường vân vô tận, ở tận cùng của tường vân chính là một tòa cung điện huyền ảo rực rỡ. Đại sư huynh, huynh vội cái gì chứ? tuy tân nhiệm thiên tôn đáng sinh sư tôn muốn triệu tập mấy người chúng ta nhưng ta xuất thủ giết tần vũ đó bất quá chỉ cần một khoảng thời gian cực ngắn ta giết tần vũ rồi tới bạch vân điện gặp sư tôn vẫn còn đủ thời gian đại sư huynh huynh vì sao ngăn cản ta lôi phạt thiên tôn đối với phiêu vũ thiên tôn tức giận nói lúc này hai người phiêu vũ thiên tôn lôi phạt thiên tôn đang một trước một sau phi hành còn tân nhiệm thiên tôn xa hậu viên và tiêu diêu thiên tôn ước chừng đã tới trung tâm quyền lợi của cả vũ trụ bạch vân điện rồi còn phiêu vũ thiên tôn chậm một nhịp chính là bởi vì đi ngăn cản lôi phạt thiên tôn nhị sư đệ là việc của sư tôn quan trọng hay là việc của ngươi quan trọng phiêu vũ thiên tôn thanh âm lạnh lùng trong lòng lôi phạt thiên tôn lập tức trung sợ vừa rồi là vì vừa muốn xuất thủ bị phiêu vũ thiên tôn ngăn cản hắn mới đầy bụng tức giận hiện tại hắn mới nhớ tới thực lực của phiêu vũ thiên tôn và sức ảnh hưởng ở trước mặt sư tôn cố nén tức giận trong lòng lôi phạt thiên tôn cung kính khiêm tốn nói đa tạ đại sư huynh chỉ điểm đích xác là việc của sư tôn quan trọng nếu như không phải đại sư huynh chỉ điểm ta thiếu chút nữa bị cừu oán che phủ tâm trí biết thì tốt đợi gặp xong sư tôn ngươi muốn làm gì cũng không liên quan tới ta phiêu vũ thiên tôn trên mặt vẫn có một tia lạnh lùng vâng đại sư huynh lôi phạt thiên tôn cố né nức giận trong lòng tần vũ vậy để cho ngươi sống thêm một lúc lôi phạt thiên tôn sớm đã muốn giết tần vũ nhưng vì quy tắc sư tôn đặt ra sợ hãi uy hiếp của đại sư huynh hắn không thể không nhẫn nhịn nhưng bây giờ xa hậu viên đã thành tân nhiệm thiên tôn lôi phạt thiên tôn hắn cuối cùng đã có thể báo cừu giết chết tần vũ rồi nhưng lúc hắn xuất thủ lại bị ngăn cản hắn làm sao không oán hận phẫn nộ đến bạch vân điện rồi phiêu vũ thiên tôn bình thản nói phía xa chính là nơi nằm sâu trong vô số tầng vân bạch vân điện nơi trung tâm trưởng quản thần giới vô số tầng không gian tiên ma yêu giới vô số không gian phạm nhân giới lôi phạt thiên tôn lập tức thu liễm khí tức vừa bước lên bậc thang bạch vân điện cả người đều khiêm tốn đi không ít phiêu vũ thiên tôn lôi phạt thiên tôn một trước một sau bước vào trong bạch vân điện cả bạch vân điện vô cùng kỳ dị thời gian lưu tốc trong bạch vân điện không ngừng biến hóa có lúc thời gian gia tốc mấy lần có lúc thời gian gia tốc trăm vạn lần có lúc thời gian gia tốc có thể tới nghìn tỷ lần tổng lại thời gian lưu tốc của cả bạch vân điện không ngừng dao động trong một gian đại sảnh của bạch vân điện chỉ thấy hai người tiêu diêu thiên tôn và sa hậu thiên tôn đang cung kính đứng ở một bên giữa đại sảnh có một người mặc trường bào hình dạng một thanh niên đang khoanh tay đứng lôi phạt thiên tôn lập tức cung kính nói bái kiến sư tôn bái kiến sư tôn phiêu vũ thiên tôn cũng cung kính nói lúc này trường bào thanh niên cũng cũng xoay người lại hắn có một mái tóc dài màu nâu đen đôi mắt thâm thúy nụ cười khiến người ta cảm thấy thân thiết chỉ là đôi khi trên người trường bào thanh niên lại có một luồng sức mạnh khủng bố khiến người ta cảm thấy sợ hãi người này chính là người đã bảo tần vũ gọi hắn là nhị ca lâm mông nhìn thấy sư tôn cừu hận của lôi phạt thiên tôn lập tức chôn sâu trong lòng trước mặt sư tôn hắn không dám có chút bất kính bởi vì hắn biết sư tôn có thể khiến hắn thành thiên tôn cũng có thể khiến hắn trong chớp mắt mất đi tất cả trong thần giới của tân vũ trụ đã gần hoàn thành tần vũ đang ngồi giữa không trung thần giới của tân vũ trụ bây giờ rất hoang lương không có một sinh mệnh nào khác linh hồn của tần vũ kết hợp với vũ trụ tình huống diễn biến ở mọi nơi trong vũ trụ tần vũ đều biết rõ ràng trong đầu tần vũ càng có mô hình diễn biến của tân vũ trụ thần giới là tầng cao nhất của cả vũ trụ trưởng quản kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực trưởng quản âm dương chi lực trưởng quản trừng phạt chi lôi điện chi lực vũ trụ bổ nguyên cũng cần kết hợp với chúng tần vũ cảm ứng được biến ảo của tân vũ trụ trong lòng đối với sự vận hành của cả vũ trụ cũng rất rõ ràng ông cả thần giới chấn động mãnh liệt sau đó cả thần giới phút chốc liền ổn định lại tần vũ trên mặt cũng không khỏi có một tia vui mừng vũ trụ đệ tam tầng thần giới cuối cùng đã hoàn thiện rồi thần giới kể cả hoàn thiện khoảng cách cả tân vũ trụ đại thành ước chừng còn cần thời gian một hai tháng tần vũ lúc này vô cùng hiểu rõ hiện tại điều cần làm chính là khiến thần giới tiên ma yêu giới vô số không gian phạm nhân giới vô số không gian ba tầng này hình thành một tổng thể kết hợp khiến vũ trụ càng hoàn thiện lúc này tốc độ tân vũ trụ hấp thu hồng mông linh khí rất chậm bởi vì cả vũ trụ đã đến bước hoàn thiện cuối cùng thời gian trôi đi tân vũ trụ cũng dần dần trở nên hoàn thiện hô một cổ hồng mông linh khí bị hút vào tân vũ trụ oanh cả tân vũ trụ đều một trận chấn động kịch liệt trên mặt tần vũ phúc chốc hiện lên vẻ cuồng hỉ tân vũ trụ của mình cuối cùng đã đại thành rồi nhưng liền đó sắc mặt tần vũ liền nghiêm túc lại trong đầu tần vũ linh hồn nguyên anh màu ngọc lưu ly của tần vũ nhân vì tân vũ trụ đại thành từng luồng sức mạnh kỳ lạ huyền diệu không ngừng dung nhập vào linh hồn của tần vũ linh hồn nguyên anh của tần vũ lập tức phát ra xích hồng sau đó chuyển thành hoàng kim sắc cuối cùng biến thành tự sắc mông lung liền đó cả linh hồn đều bắt đầu biến thành mông lung các luồng sáng các màu không ngừng bắn ra bốn phía bao phủ cả bộ não linh hồn mông lung của tần vũ đột nhiên tan ra biến mất không thấy đâu nữa ha ha nguyên lai like như vậy không ngờ là như thế này tần vũ đột nhiên mở mắt trong mắt là tinh vân lưu chuyển vũ trụ diễn biến cả người tần vũ đứng thẳng dậy bây giờ linh hồn của ta không ngờ có một nửa trực tiếp dung hợp cùng với tân vũ trụ vậy chỉ cần tân vũ trụ bất diệt ta liền vĩnh sinh bất diệt rồi vũ trụ đại thành đẳng cấp linh hồn của tần vũ đột nhiên tăng mạnh sau đó cả linh hồn trực tiếp phân thành hai nửa một nửa linh hồn trực tiếp dung hợp với cả vũ trụ. một nửa linh hồn còn lại trực tiếp cùng với nhục thể bản thân của tần vũ dung hợp làm một tần vũ bây giờ linh hồn trở thành một tồn tại hư vô căn bản không thể bị thương tổn còn thân thể tần vũ mỉm cười vẫy tay một cái lập tức một cổ huyền hoàng chi khí bay tới trước mặt tần vũ cả vũ trụ đại thành tự nhiên không cần huyền hoàng chi khí này định ngũ hành nữa lúc vũ trụ đại thành trong đầu tần vũ tự nhiên cũng biết thêm nhiều thần thông kỳ lạ vũ trụ đản sinh huyền hoàng chi khí là kỳ diệu nhất chỉ cần sáu thành huyền hoàng chi khí trong đó liền có thể luyện thành huyền hoàng bất diệt chi thể tần vũ tâm ý nhất động huyền hoàng chi khí phần lớn liền dung nhập vào cơ thể tần vũ thân thể của tần vũ lập tức bắn ra vạn trượng huyền hoàng kim quang Tần Vũ giơ ra một ngón tay. Thiên tôn Linh Bảo, hiện tại xem ra cũng chỉ là vũ khí bình thường mà thôi. Một khi thành tựu Huyền Hoàng Bất Diệt chi thể, một ngón tay đều có thể dễ dàng phá hủy Thiên tôn Linh Bảo. Tần Vũ cười nhẹ. Vũ trụ đại thành, không chỉ có thần thông như vậy, còn có không ít thần thông vô cùng kỳ lạ khác, trong đó có thần thông quan trọng nhất, sáng tạo vận mệnh. Thần giới mới đản sinh này còn thật là hoang lương. Tần Vũ mỉm cười nhìn xuống thần giới mới đản sinh, lập tức thần giới hoang lương này xuất hiện hải thủy vô tận, cũng xuất hiện năm lục địa khổng lồ lơ lửng trên không ở năm phương vị đông, tây, nam, bắc, chính giữa so với thần giới của lâm mông thần giới của tần vũ diện tích lục địa thực ra lớn hơn không ít sinh mệnh quá ít tần vũ nhìn hải dương chỉ thấy trong hải dương đó bắt đầu cuộn lên một dao lông dài vàng dặm cuộn lên trong hải dương từng hải để yêu thú liền từ hư không xuất hiện liền đó vô số các loại yêu thú không ngừng đản sinh tần vũ chỉ sáng tạo một vài yêu vật sau đó liền từ bỏ muốn để cả tân vũ trụ sung mãn sinh mệnh và các loại văn minh việc đó vô cùng phức tạp hiện tại tần vũ tạm thời không có tinh lực làm là sáng tạo giả của tân vũ trụ thần thông sở hữu đích xác vừa nhiều vừa kỳ lạ tần vũ cũng không vội vàng quay về thần giới mà bắt đầu thí nghiệm các loại thần thông hô bước ra khỏi bạch vân điện lôi phạt thiên tôn thở dài một hơi mỗi lần đối diện sư tôn áp lực đều không nhỏ lôi phạt thiên tôn trong chớp mắt liền nhớ tới tần vũ tần vũ còn tốt trong bạch vân điện lần này thời gian lưu tốc trên tổng thể không tính là quá nhanh bên ngoài mới qua một năm mà thôi ánh mắt nhìn xuống phía dưới xuyên qua vô tận tường vân lôi phạt thiên tôn phản phất như nhìn thấy tử huyền phủ tần vũ giết ba nhi tử của ta hai tôn nhi hiện tại chính là tử kỳ của ngươi phẫn hận nộ khí trong đầu lôi phạt thiên tôn thoáng chốc tràn ngập lòng ngực cả người cực tốc lao tới tử huyền phủ tử huyền phủ vẫn yên tĩnh hiền hòa như trước một ngân phát lão giả thân mặt tử bào cứ như vậy xuất hiện phía trên bầu trời tử huyền phủ lúc này nốt ruồi son ở mi tâm của lão giả yêu diễm chưa từng có giống như một giọt máu không có mặt lôi phạt thiên tôn nhíu mày thần thức quét qua cả tử huyền phủ không ngờ không tìm thấy tần vũ điều này khiến lôi phạt thiên tôn trong lòng bùng lên một trận nộ khí không có mặt vậy cũng đơn giản người giết mấy nhi tử của ta hiện tại ta liền lấy lại một chút lợi tức lôi phạt thiên tôn trên mặt có một nụ cười tàn khốc tần vũ ra đây lôi phạt thiên tôn đột nhiên hét lớn tần vũ ra đây tần vũ ra đây tần vũ ra đây thanh âm của lôi phạt thiên tôn phản phất như nghìn vạn tiếng sét không ngừng vang vọng trong tử huyền phủ tất cả mọi người trong tử huyền phủ bao gồm cả các thần vương từng người đều bị áp lực khủng bố bao lấy sau đó toàn bộ bị đưa đến trên quảng trường rộng lớn phía trước tử huyền phủ hơn một nghìn người đều bị đưa đến nơi này lôi phạt thiên tôn mấy người khương lan Tạ thu lâm chớp mắt liền nhận ra sắc mặt lập tức khó coi vô cùng không ít tần thị tử đệ cũng nhận ra bọn họ đều là thông qua thủy mạc nhìn thấy hình ảnh của lôi phạt thiên tôn nói tần vũ đi đâu rồi lôi phạt thiên tôn đứng trên không trung vô tận giống như thần ma các thần vương ở phía dưới từng người đều sợ hãi trong lòng càng đừng nói đến thiên thần và thần nhân còn với tần thị tử đệ vẫn còn là tiên nhân trong lòng càng sợ hãi lôi phạt thiên tôn ngươi muốn làm gì hắc vũ là người đầu tiên lạnh lùng hét lớn Từng lôi phạt thiên tôn hừ lạnh một tiếng phốc ngực hắc vũ giống như bị đánh một quyền hung ác cả người trực tiếp học máu lập tức rơi xuống sắc mặt nhất thời trắng bệch thực lực của thiên tôn căn bản không phải thần vương có thể ngăn cản ta hỏi một lần nữa nếu như không có ai hồi đáp ta liền trực tiếp tiến hành siêu hồn Lôi phạt thiên tôn lạnh lùng nói Mẹ, cha lúc nào mới trở về Tần tư đối với Khương Lập truyền âm nói Khương Lập nhẹ lắc đầu, mẹ cũng không biết Bất quá nên trở về rồi, tiểu tư, bất kể thế nào Đều không thể để cha con rơi vào hiểm cảnh hơn một nghìn người trên quảng trường tử huyền phủ dù cho cộng thêm thần vương người hầu gần hai mươi vị thần vương nhưng đối diện với lôi phạt thiên tôn sát khí đằng đằng các thần vương đều là không có một chút lực kháng cự lần cuối cùng tần vũ ở đâu lôi phạt thiên tôn sắc mặt lạnh lùng ha ha lôi phạt thiên tôn thủ đoạn này của ngươi xứng với một thiên tôn sao Muốn giết thì giết, còn đại ca của ta, ngươi căn bản tìm không thấy. Đợi lúc ngươi tìm thấy, đại ca của ta đã có thực lực giết được ngươi." Hắc Vũ lạnh lùng nói. Hắc Vũ theo Tần Vũ từ nhỏ đến lớn, luận tình cảm, sợ rằng cả Tần Phong, Tần Chính cũng không thâm sâu bằng Hắc Vũ với Tần Vũ. Lôi phạt Thiên Tôn. Tiêu Diêu Thiên Tôn là cha của Hầu Phí, quan hệ của xa hậu Thiên Tôn với tử huyền phủ của ta ngươi cũng biết. Ngươi đối phó chúng ta, ngay cả hai vị thiên tôn này, sợ rằng cũng không để ngươi dễ dàng." Khược lập cũng lớn tiếng nói. "Được, được." Lôi phạt Thiên Tôn giận quá mà phải bật cười. "Tiêu Diêu Thiên Tôn, Sa hậu Thiên Tôn" người của tử huyền phủ căn bản không biết lôi phạt thiên tôn căn bản không sợ hai vị thiên tôn đó hắn sợ chỉ có phiêu vũ thiên tôn hô lôi phạt thiên tôn một tay giơ lên nhẹ nhàng ấn xuống hơn nghìn người trên sân đều cảm thấy một cổ áp lực khủng bố không nhìn được đều quỳ xuống miệng ngươi cứng nhất ta liền thi triển siêu hồn với ngươi lôi phạt thiên tôn cười lạnh nhìn hắc vũ một tay duỗi ra hắc vũ liền bay tới lôi phạt thiên tôn tạp mau điểu hầu phí lập tức cuốn lên còn thê tử của hắc vũ bạch linh cũng lo tới phát khóc nhưng vô dụng giết ta hừ giết ta ngươi sau này cũng phải chết Hắc Vũ nhìn Lôi Phạt Thiên Tôn, không chút sợ hãi. Lôi Phạt Thiên Tôn, dừng tay. Một đạo âm thanh ẩn chứa nộ khí vang lên, hơn nghìn người trên sân kể cả Lôi Phạt Thiên Tôn không khỏi quay nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Tần Vũ thân mặt hắc bào từng bước đi tới. Tần Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn Lôi Phạt Thiên Tôn. Tần Vũ, không biết vì sao, nhìn thấy Tần Vũ xuất hiện, Lôi Phạt Thiên Tôn cảm thấy tim mình thắt lại, trong lòng không ngờ nổi lên một chút sợ hãi, ta sợ hắn cái gì, hắn bất quá là một thần vương. Lôi Phạt Thiên Tôn trong lòng hung ác, ha ha, dừng tay. Buông cười, hôm nay ta muốn giết hắn, sau đó giết ngươi trong tay lôi phạt thiên tôn đột ngột xuất hiện thanh nguyên tội kiếm nguyên tội kiếm hóa thành một đạo tàng mang trực tiếp quét tới hắc vũ tốc độ rất nhanh các thần vương kia căn bản không kịp ngăn cản cũng không dám ngăn cản đại ca tái kiến hắc vũ căn bản không nhìn nguyên tội kiếm mà quay đầu nhìn tần vũ ánh mắt chăm chú nhìn tần vũ tiểu hắc đệ sẽ không chết thanh âm của tần vũ vang lên trong đầu hắc vũ bản thân tần vũ lại đột ngột xuất hiện ở phía trước hắc vũ nguyên tội kiếm trực tiếp chém lên người tần vũ giống như một thanh kiếm gỗ chém lên kim cương tần vũ không chút tổn thương cái này cái này lôi phạt thiên tôn trận mắt khá mồm các thần vương ở phía dưới cũng ngay người nguyên tội kiếm của lôi phạt thiên tôn là thiên tôn linh bảo lực công kích rất mạnh ai cũng biết nhưng không ngờ chém lên người tần vũ không làm tần vũ bị thương chút nào tần vũ hai ngón tay duỗi ra kẹp lấy nguyên tội kiếm không thể nào không thể nào lôi phạt thiên tôn tức giận đóng lên hãng căn bản không tin không ngừng thôi động nguyên tội kiếm nhưng bị hai ngón tay của tần vũ kẹp lấy nguyên tội kiếm lại không thể động đậy chỉ không ngừng kêu lên ông ông rất kinh ngạc ư tần vũ cười lạnh một tiếng hai ngón tay bẻ một cái phanh một tiếng thanh thúy nguyên tội kiếm liền gãy rời tần vũ hai ngón tay đưa ra một đoạn gãy liền trực tiếp rơi xuống cảnh này khiến cho lôi phạt thiên tôn ngay ngốc ra đây đây là thiên tôn linh bảo sư tôn ban cho ta a à. lôi phạt thiên tôn không dám tin thiên tôn linh bảo tần vũ ngón giữa nhẹ búng lên nguyên tôi kiếm tàn khuyết lập tức cả thân kiếm của nguyên tội kiếm tàn khuyết gãy ra từng đoạn gãy thành mấy chục phần trực tiếp rơi xuống lôi phạt thiên tôn đứng ở đó cả người không chút động đậy chỗ dựa mạnh nhất của hắn nguyên tội kiếm dễ dàng bị tần vũ phá hủy như vậy đã kích với hắn thật quá lớn chỉ một lúc hắn liền khôi phục lại sự tình không thể xảy ra tuyệt đối không thể không thể lôi phạt thiên tôn quá kích động đóng trầm một tiếng hai tay cử động một luồng sức mạnh khủng bố lập tức hình thành giữa hai tay hắn chính là nhất khí bát nguyên sư đệ không được vô lễ chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn ngân phát ngân đồng thanh niên từ không trung bay tới nhìn thấy người tới là đại sư huynh lôi phạt thiên tôn không khỏi nhíu mày nhưng nhất khí bát nguyên trong tay vẫn vung tới tần vũ hỗn sư phiêu vũ thiên tôn lạnh lùng hét một tiếng tay vung lên một đạo hắc sắc tàn mang lóe lên nhất khí bát nguyên đó liền trực tiếp tiêu tán đại sư huynh vì sao huynh ngăn cản ta lôi phạt thiên tôn cuối cùng không nhìn được tức giận chỉ về phía tần vũ đại sư huynh tần vũ này liên tục giết ba nhi tử của ta lại giết hai tôn nhi của ta thu này ta và hắn không đội chung trời còn nữa nguyên tội kiếm sư tôn ban cho ta cũng bị hắn hủy mất thu này hận này sư huynh huynh nói xem ta sao có thể không báo lôi phạt thiên tôn khóe mắt trách ra hai mắt đỏ bừng nốt ruồi son ở mi tâm không ngừng rung lên phiêu vũ thiên tôn căn bản lại không để ý tới lôi phạt thiên tôn mà cung kính bay tới trước mặt tần vũ sau đó cuối người hành lễ nói bái kiến sư thúc chúc mừng sư thúc đại công cáo thành sư tôn người bảo đệ tử mời sư thúc tới bạch vân điện gặp mặt sư sư thúc lôi phạt thiên tôn vừa rồi còn phẫn hận muốn giết người lúc này hoàn toàn ngay ra tần vũ mỉm cười nói ồ ta biết rồi khắc lôi duy cách ngươi đợi một chút ta liền cùng với ngươi đi gặp nhị ca nhị nhị ca lôi phạt thiên tôn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng sư thúc nhị sư đệ này của ta đại bất kính bất quá xin sư thúc đại nhân đại lượng để sư tôn lão nhân gia tự mình trừng phạt nhị sư đệ phiêu vũ thiên tôn cung kính nói tần vũ hơi gật đầu được hắn là đệ tử của nhị ca trừng phạt thế nào liền để nhị ca quyết định đi liền đó tần vũ quay đầu lại một tay vung lên một cổ sinh mệnh chi lực mênh mang liền dung nhập vào cơ thể mỗi người ở phía dưới thương thế của mọi người chớp mắt liền hoàn toàn khỏi hẳn so với sinh mệnh thần lực của sinh mệnh thần vương thần kỳ hơn không biết bao nhiêu lần đại ca huynh đại công cáo thành rồi hắc vũ trong mắt tràn đầy hưng phấn tần vũ nhìn hắc vũ trong lòng không khỏi bùng lên một cổ tình cảm huynh đệ nồng đậm tần vũ nhất thời cùng không nói nên lời chỉ vỗ vỗ vai hắc vũ vũ ca khương lập cùng bay tới mấy người khương lan tần tư đều bay tới vừa rồi mọi người nhìn thấy tần vũ hiển lộ thực lực khủng bố vượt xa thiên tôn từng người đều kinh hãi không có giải thích nào khác chỉ có một khả năng tân vũ trụ của tần vũ cuối cùng đã đại công cáo thành lập nhi lan thúc mọi người trước tiên cứ tạm nghỉ ở đây ta ra ngoài một chuyến tần vũ giao phó mọi người vừa rồi cũng đã nghe thấy tần vũ phải đi gặp sư tôn của mấy người phiêu vũ thiên tôn lôi phạt thiên tôn nghĩ đến đều cảm thấy sợ hãi thiên tôn không ngờ còn có sư tôn vũ ca huynh đi đi khương lập gật đầu nói tần vũ mỉm cười với mọi người liền đó quay đầu nhìn phiêu vũ thiên tôn khắc lôi duy cách chúng ta xuất phát thôi phiêu vũ thiên tôn gật đầu rồi hét lớn với lôi phạt thiên tôn nhị sư đệ mau theo ta tới bạch vân điện sư thúc nhị ca lúc này lôi phạt thiên tôn hoàn toàn cảm thấy tất cả đều quỷ dị tần vũ rõ ràng chỉ là một thần vương làm sao có thể đột nhiên cá chép hóa đồng thành huynh đệ của sư tôn mình mau đi phiêu vũ thiên tôn lạnh lùng hết một tiếng vâng đại sư huynh lôi phạt thiên tôn lập tức theo sau hai người phiêu vũ thiên tôn tần vũ ba người trực tiếp bay thẳng lên trên phút chốc liền biến mất khỏi tầm nhìn của hơn nghìn người ở tử huyền phủ khương lan huynh vừa rồi ta không nghe nhầm chứ vì phiêu vũ thiên tôn đó gọi tần vũ là sư thúc thiên tôn không ngờ còn có sư tôn vậy sư tôn của thiên tôn gọi là gì dích phong thần vương cũng bị chấn động rất lớn bạn đang đọc truyện được lấy tại trini com không chỉ hắn các thần vương người hầu thang lam phổ thai hồng thân đồ diêm hoàng phủ lôi đều cảm thấy mình giống như đang nằm mơ bọn họ đều đang nghĩ thiên tôn lợi hại như vậy sư tôn của thiên tôn lại lợi hại thế nào đây mấy người khương lan, tạ thu lâm nhìn xuống mặt đất nơi mấy chục mảnh vỡ của nguyên tội kiếm đang nằm đó mọi người cảm thấy trong lòng rung lên cảnh tần vũ nhẹ búng tay khiến thiên tôn linh bảo nguyên tội kiếm vỡ thành mấy chục mảnh không khỏi hiện lên trong đầu đó là thực lực gì chứ trong lòng các thần vương đều có một chút kinh sợ vô số tường vân bay lượn ở nơi sâu thẳm của tường vân trong tòa bạch vân điện đó lúc này lâm mông đang đứng ở cửa bạch vân điện sau lưng hắn là hai người tiêu diêu thiên tôn xa hậu thiên tôn lâm mông vừa nhìn thấy tần vũ lập tức cười ha hả hô lên tần vũ chúng ta cuối cùng lại gặp nhau rồi tần vũ cùng mỉm cười gật đầu nhị ca đi vào trong đại điện lâm mông lập tức đi trước dẫn đường vô luận là xa hậu viên hay là tiêu diêu thiên tôn trong lòng đều chấn kinh nguyên lai like vừa rồi như lời lâm mông nói sư thúc không ngờ chính là tần vũ thần vương trong đại điện bạch vân điện tần vũ ngồi Lâm Mông, Tần Vũ hai người cùng ngồi trên đại điện, trong đại điện cũng có mấy thị nữ lập tức dâng lên các loại thức ăn tuyệt hảo. Còn mấy người lôi phạt thiên tôn lại cung kính đứng giữa đại điện. Tần Vũ, trước lúc này, đem sự tình của Chu An giải quyết một lần. Lâm Mông nhìn thấy vẻ mặt của Tần Vũ, lập tức nói, Chu An chính là tên của lôi phạt thiên tôn. Tần Vũ giờ mới hiểu, đệ tử có tội, xin sư tôn trách phạt. Lôi phạt thiên tôn Chu An trực tiếp quỳ xuống. Tần Vũ cũng nhìn xuống lôi phạt thiên tôn ở dưới điện, lúc này trắng lôi phạt thiên tôn mồ hôi lạnh ướt đẫm, hiển nhiên sợ hãi vô cùng con cái của lôi phạt thiên tôn rất nhiều không chỉ có ở lôi phạt thành còn có lúc ở hạ giới lưu lại và nhi tử đối với hắn mà nói trên thực tế chết và nhi tử cũng không có gì chỉ là lôi phạt thiên tôn hắn thân ở địa vị cao đã lâu rồi tần vũ đắc tội hắn tự nhiên phải báo phục hiện tại hắn đã sợ hãi rồi ngươi cũng biết lâm mông điềm nhiên nói vậy tốt chu an ta cũng không trừng phạt quá nặng từ bây giờ ta liền lấy lại thiên tôn chi vị của ngươi phá đi tất cả tu vi của ngươi để ngươi trùng tân chuyển thế ngươi là người hay là động vật ngươi thành tựu thế nào xem vào vận khí của ngươi thôi một câu vừa dứt lôi phạt thiên tôn lập tức ngay người tần vũ trong lòng thầm than án chiếu theo ý tứ của nhị ca lôi phạt thiên tôn tu vi hoàn toàn không còn sau này sợ rằng phải kinh qua vô số kiếp nạn rồi không sư tôn sư tôn người năm đó không phải đã nói chu gia ta được định vĩnh cửu có thiên tôn chi mệnh sao người làm sao có thể lấy lại thiên tôn chi vị của ta vì sao lôi phạt thiên tôn không thể tiếp thụ lâm mông sắc mặt vụt lạnh chu gia ngươi đích xác được định vĩnh cửu có thiên tôn chi mệnh nhưng không đại biểu ngươi không bao giờ chết chu an ngươi bản thân chỉ có hai diễn kỹ thiên tôn chi mệnh bây giờ hai diễn kỹ đã qua thiên tôn chi mệnh của ngươi đã đến lúc kết thúc sau khi vũ trụ đại thành tần vũ cũng biết thêm nhiều tin tức diễn kỷ chính là phương pháp tính toán thời gian mỗi sáu triệu tỷ năm chính là một diễn kỷ lâm mông tiếp tục nói còn chu gia của ngươi sau khi ngươi chết qua không bao lâu vị thiếu niên chu thanh đó liền sẽ trở thành người đầu tiên trong lâm mông vũ trụ này của ta dựa vào chính mình lĩnh hội ra thời gian đảo thối trở thành thiên tôn dựa vào chính mình lĩnh hội ra thời gian đảo thối chẳng trách nhị ca người lúc trước bảo ta đem lôi nguyên linh châu đưa cho chu thanh đó tần vũ ở bên cạnh cũng bắt đầu kinh ngạc tần vũ rất rõ ràng thân là sáng tạo giả của một vũ trụ mọi thứ trong vũ trụ đều khống chế trong tay ngay cả vận mệnh của bất cứ người nào trong vũ trụ cũng có thể tính ra bất quá đây là vũ trụ của Lâm Mông, Tần Vũ không thể tính ra vận mệnh của Chu Thanh đó, nhưng Lâm Mông lại có thể tính được. Chu Thanh? Không, làm sao có thể là hắn, thiên tôn của Chu gia phải là ta. Lôi phạt thiên tôn căn bản không thể tiếp thụ. Hừ. Lâm Mông hừ lạnh một tiếng, một tay vung lên, không. Thanh âm kinh khủng của Lôi phạt thiên tôn vừa vang lên, cả người lập tức hóa thành bụi phấn, chỉ còn một điểm sáng biến mất giữa thiên địa. Ba vị thiên tôn phía dưới trong lòng đều có một chút trung sợ. Kỳ thật, ở đẳng cấp của Tần Vũ, Lâm Mông, thiên tôn căn bản không tính là gì. Bọn họ tùy lúc đều có thể khiến một người thành thiên tôn trong vũ trụ của mình giải quyết sự tình của lôi phạt thiên tôn ăn xong hai người tần vũ lâm mông liền sánh vai bước ra khỏi bạch vân điện tần vũ vũ trụ của đệ bây giờ đại thành cũng đến lúc nên đi gặp đại ca rồi lâm mông cười nói tần vũ trong lòng cũng thường xuyên suy nghĩ nhị ca là lâm mông đại ca là ai tần vũ đối với bên ngoài còn có rất nhiều điều không biết bất quá nghe lâm mông nói vì đại ca này chắc là ở trong hồng mông không gian quá khứ tần vũ căn bản không thể tiến vào hồng mông không gian bây giờ tân vũ trụ đại thành tần vũ rất dễ dàng liền có thể tiến vào hồng mông không gian trong hồng mông không gian Hồng Mông linh khí vô tận chậm chậm lưu động, còn hai người Tần Vũ, Lâm Mông sánh vai phi hành những nơi vượt qua, Hồng Mông chi khí tự động tách thành một con đường cho hai người. Hồng Mông không gian vô cùng vô tận, hai người Tần Vũ, Lâm Mông lại nói chuyện rất vui vẻ. Nhị ca a, à, ta nhớ lúc trước ở Tiên Ma yêu giới đạt tới hắc động chi cảnh, nghe thấy có người nói tiểu hữu, chúng ta đợi ngươi là huynh và đại ca a, à. còn nói ta không còn cô độc. Tần Vũ cười nói. Vấn đề này, Tần Vũ vẫn luôn suy nghĩ. Lâm Mông bật cười, để nói chuyện đó, đúng, đích xác là ta cùng đại ca làm. Lúc đó hai người chúng ta thực là quá cao hứng ta và đại ca quả thực không nghĩ tới không ngờ có người có thể liên kết đến hồng mông không gian lúc đệ liên kết tới hồng mông không gian kỳ thực để đi tới bước này kể cả về sau công pháp không hoàn thiện ta và đại ca đều có thể giúp đệ bất quá đệ rất lợi hại từng bước từng bước dựa vào chính mình đi tới mức hoàn mỹ nhất tần vũ cũng mỉm cười tần vũ đệ không thể tưởng được tâm lý của ta và đại ca a à, ta đợi còn tình là ngắn bất quá hơn hai diễn kỹ một chút đại ca lại đợi hơn một nghìn diễn kỹ rồi hai người chúng ta đều hy vọng người đồng đạo càng nhiều sau cùng chúng ta đã cô độc quá lâu rồi lâm mông cảm thán nói tần vũ trong lòng rung lên một trận hơn một nghìn diễn kỷ. Một diễn kỷ là sáu triệu tỷ năm. Hơn một nghìn diễn kỷ là bao lâu? Vì đại ca đó, cô đọc cũng quá lâu rồi. Lâm Mông đại ca, án chiếu lời nói của huynh, bây giờ trong cả Hồng Mông không gian chỉ có ba vũ trụ. Tần Vũ nói. Lâm Mông gật đầu nói, đúng, chỉ có ba vũ trụ, vũ trụ do đại ca sáng tạo lâu nhất, vũ trụ do ta sáng tạo cũng có hai diễn kỷ rồi, còn của đệ a, ước chừng cả sinh mệnh đều chưa sáng tạo. Tần Vũ gật đầu, đúng, còn chưa kịp. Cái này không cần vội, bất quá Tần Vũ nói đến, ta và đại ca đều vô cùng khâm phục đệ. Lâm Mông cảm thán nói bội phục ta tần vũ có chút kinh ngạc lâm mông cười nói để là không biết lúc trước ta trực tiếp luyện ra hồng mông chi thân sau đó dựa vào lực công kích phách khai lớp ngăn cách vốn có của vũ trụ tiến vào trong hồng mông không gian sau đó gặp được đại ca đại ca chỉ cho ta như thế nào sáng tạo vũ trụ ta mới sáng tạo ra được còn đại ca đại ca vốn là sinh mệnh đầu tiên trong cả hồng mông không gian sinh mệnh do hồng mông không gian sinh ra sau khi người sinh ra không biết qua bao lâu mới học được sáng tạo vũ trụ sáng tạo một vài sinh mệnh đại ca thiên phú dị thường sinh mệnh đầu tiên trong hồng mông không gian người sáng tạo ra vũ trụ cũng không có gì còn ta ta chỉ là vượt ra khỏi vũ trụ vốn có mà thôi còn để không có giúp đỡ của ta và đại ca tự mình hoàn thiện sáng tạo ra vũ trụ để nói có thể làm đến mức này ta và đại ca lại có thể không bội phục đề sao tần vũ mỉm cười bất quá tần vũ cũng biết hồng mông không gian là vô cùng nguy hiểm trừ phi luyện thành hồng mông chi thân thân thể và hồng mông linh khí hòa làm một thể không phân biệt tự nhiên không chịu thương tổn hoặc giả là huyền hoàng bất diệt chi thể có thể kháng lại được kể cả thiên tôn cũng không thể tiến vào hồng mông không gian bây giờ cả vũ trụ có thể tiến vào hồng mông không gian cũng chỉ có tần vũ lâm mông cùng với vị đại ca kia đúng rồi nhì ca lần này thiên tôn sơn Hàng lâm trong lâm mông vũ trụ cuối cùng huynh chọn xa hậu viên làm thiên tôn đó là vì sao hắn công đức rất cao tần vũ nghi hoặc hỏi tần vũ căn bản không hiểu lâm mông vì sao chọn xa hậu viên xa hậu viên ai nói xa hậu viên à nói thật hắn rất oan uổng lâm mông cảm thán oan uổng tần vũ kinh ngạc lâm mông gật đầu nói tần vũ để không biết xa hậu viên này thành tựu trên luyện khí chi đạo đã đạt tới mức chí cao tuyệt đỉnh hắn cuối cùng chế tạo ra định nguyên châu căn bản chính là một nguyên hình của vũ trụ tần vũ nhớ lại định nguyên châu bên trong định nguyên châu đó chỉ là một vũ trụ không gian mà thôi nguyên hình nhị ca câu này có ý gì định nguyên châu ta cũng biết tuy kỳ lạ nhưng bên trong tỉnh không có không gian pháp tắc thời gian pháp tắc a à. tần vũ nghi hoặc nói lâm mông cười nói ta và đại ca cẩn thận quan sát xa hậu viên rất lâu rồi trên thực tế quá trình xa hậu viên sáng tạo định nguyên châu với quá trình đại ca sử dụng hồng mông linh khí chế tạo vũ trụ cơ hội giống hệt nhau giống hệt nhau tần vũ nhìn lâm mông đúng chỉ là đáng tiếc xa hầu viên căn bản không thể tiến vào hồng mông không gian tài liệu hắn sử dụng chỉ là lấy từ các phạm nhân giới không gian cuối cùng phối hợp với nhau mà thành hiệu quả gần giống với hồng mông linh khí nhưng rốt cuộc các tài liệu đó không có hiệu quả của hồng mông linh khí cuối cùng chỉ là sáng tạo ra định nguyên châu lâm mông lắc đầu thở dài nói xa hầu viên này nếu như tài hoa dùng để tu luyện sợ rằng vượt ra khỏi vũ trụ sáng tạo một vũ trụ mới đều có khả năng chỉ là tinh lực của hắn đều hao phí ở luyện khí bởi vì hắn không thể sử dụng lượng lớn hồng mông linh khí kể cả tài hoa có cao nữa định nguyên châu đó cũng cách vũ trụ rất xa tần vũ cùng gật đầu hắn đã có chút minh bạch rất đáng tiếc a à, một kẻ căn bản có thể giống chúng ta chỉ là đi sai đường bởi vậy ta liền đền bù cho hắn một lần để hắn thành thiên tôn chỉ là ta vẫn vì hắn mà cảm thấy đáng tiếc lâm mông lắc đầu thở dài tần vũ cũng cảm thấy tiếc nuối lúc trước nhìn thấy định nguyên châu tần vũ liền cảm thấy rất giống vũ trụ trong định nguyên châu cả không gian pháp tắc đều không thể vận dụng điểm này đã là nguyên hình thô sơ của vũ trụ rồi đáng tiếc sáng tạo vũ trụ cần lượng lớn hồng mông linh khí sa hầu viên này kể cả chạy khắp trăm vạn phạm nhân giới vũ trụ không gian thu thập các loại tài liệu để điều phối hiệu quả có tốt cũng không bắt kịp hồng mông linh khí nguyên thủy Tần Vũ, Lâm Mông trong lúc đàm luận, khoảng cách mỗi bước đều bằng cả độ dài của thần giới. Nói không bao lâu, hai người Tần Vũ, Lâm Mông liền tới đích. Ở sâu trong vô tận hồng mông linh khí, có một gian nhà tranh bay lơ lửng. Một gian nhà tranh nhỏ, trước nhà có một cây quế thấp to, dưới cây quế có một cái bàn đá, quanh bàn đá có ba chiếc ghế đá. Đó chính là nơi ở của đại ca. Chung quanh là vô tận hồng mông linh khí lưu động, ở giữa chỉ có một lục địa rộng mấy chục mét vuông bay lơ lửng. Tần Vũ một bước tiến vào mảnh đất phía trước nhà tranh, ánh mắt liền dừng lại trên người trung niên nhân đang ngồi bên cạnh bàn đá. Trung niên nhân này mặc một bộ trường sam đơn giản bàn vải gai, mái tóc dài tùy ý tung bay, cả người lộ vẻ cẩu thả. Lúc này hắn đang uống rượu từng chén từng chén, mắt đang chăm chú nhìn vào một quyển sách kim sắc. Đại ca, Lâm Mông lập tức lên tiếng. Trung niên nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Mông, lại nhìn về phía Tần Vũ, lập tức đại hỉ, ha ha, vị này chính là Tam đệ Tần Vũ a, à, ha ha, quá tốt rồi, cuối cùng gặp được Tam đệ ngươi rồi. Trung niên nhân này rất nhiệt tình, lập tức đứng dậy chào hai người Tần Vũ. Hai người Tần Vũ, Lâm Mông lập tức ngồi xuống, mau ngồi mau ngồi nếm thử rượu do ta làm rượu này chính là mỹ tử ta thu thập không ít tài liệu trong vũ trụ của ta cuối cùng luyện chế ra vô cùng không tệ trung niên nhân phất tay áo một cái trước mặt tần vũ lâm mông liền xuất hiện hai chén rượu lâm mông mỉm cười nói với tần vũ tần vũ đại ca rất tốt để không cần câu nệ đúng rồi còn chưa nói cho đệ tên của đại ca người tên là hồng mông hồng mông tần vũ trung mình hồng mông cười nói có gì nghi hoặc ha ha nói thật bởi vì ta là sinh mệnh đầu tiên của không gian này ta mới vì không gian này đặt tên là hồng mông không gian tần vũ giật mình Tần Vũ, ta đợi hơn một nghìn diễn kỹ, mới đợi được Lâm Mông xuất hiện, nhưng không nghĩ tới, mới qua hai diễn kỹ, để lại xuất hiện, ta thật là quá cao hứng rồi. Ha ha. Hồng Mông cười lớn. Sinh mệnh đầu tiên của Hồng Mông không gian, lúc này cũng rất hưng phấn. Chỉ có sáng tạo ra vũ trụ, mới có thể tính là sinh mệnh cùng đẳng cấp với Hồng Mông, có hai đồng loại, Hồng Mông tự nhiên rất cao hứng. Tần Vũ, ta còn có một việc muốn nói với đệ, vũ trụ đó của đệ còn chưa đại thành a. Hồng Mông cười nói, liền đó hắn phất tay áo một cái, phía trước lập tức xuất hiện một tấm gương bằng nước, trên tấm gương xuất hiện ba vũ trụ khổng lồ. Tần Vũ quay đầu nhìn, sao sao lại thế này tần vũ kinh ngạc tần vũ thoáng chốc liền nhận ra vũ trụ xa nhất bên phải là vũ trụ mình sáng tạo hai vũ trụ khác là của hồng mông lâm mông sáng tạo biết sự khác nhau rồi chứ vũ trụ của ta và lâm mông trừ chủ vũ trụ ở trung ương chung quanh còn có bốn vũ trụ phụ thuộc thể tích vũ trụ phụ thuộc chỉ bằng một phần mười chủ vũ trụ bất quá cái này lại có thể khiến chủ vũ trụ càng thêm ổn định loại trạng thái này cũng là trạng thái hoàn mỹ nhất hồng mông phất tay một cái cây quế bên cạnh liền rơi xuống một chiếc lá hồng mông đưa chiếc lá đó cho tần vũ tần vũ làm thế nào sáng tạo ra bốn vũ trụ phụ thuộc biện pháp ở trên đó đệ cũng không cần vội đợi lúc quay về rỗi rãi sáng tạo một chút là được đa tạ hồng mông đại ca tần vũ lập tức nhận lấy tần vũ hiện tại đệ chỉ có năng lực tính ra sinh linh vận mệnh trong vũ trụ của đệ thôi hồng mông cười nói tần vũ gật đầu nghi hoặc nói hồng mông đại ca cái này chẳng lẽ có gì kỳ quái ta và lâm mông vận mệnh của bất cứ sinh linh nào trong vũ trụ đều có thể tính ra đợi vũ trụ của đệ có sinh linh hai người chúng ta đều có thể tính được hồng mông thần bí nói điều này là vì sao tần vũ không hiểu Lâm Mông cười nói, "Đại ca, đừng ở đó treo chọc Tần Vũ nữa, đem Hồng Mông Kim Bản triệu hoán ra đi." "Hồng Mông Kim Bản?" Tần Vũ lại nghe thấy một cái tên chưa từng nghe qua. "Để đợi một chút thì biết." Hồng Mông một tay phất nhẹ, Tần Vũ nhìn thấy rõ ràng ở phía xa, một tấm bản kim sắc từ phía ngoài ức vạn dặm xuyên qua vô tận hồng mông linh khí bay tới. Tấm bản kim sắc đó bay tới phía trước ba người Tần Vũ, Hồng Mông, Lâm Mông. "Hô." Tần Vũ cảm thấy tấm bản kim sắc này có một loại uy áp đặc thù, không ngờ khiến hắn cảm thấy trong lòng rung lên một trận. Tần Vũ cẩn thận nhìn lên trên tấm bản. Hồng Mông kim bản này, dài 6 mét, rộng nửa mét. Cả hồng Mông kim bản là kim sắt, còn phía sau hồng Mông kim bản, ẩn ước có một chữ đại tự to bằng hồng Mông kim bản. Chữ này vô cùng kỳ lạ, Tần Vũ vừa nhìn liền nhớ lại, là giống hệt với ba chữ vạn dân ấn trên vạn dân ấn. Mắt không nhận ra, nhưng trong đầu tự nhiên hiện lên nguyên ý của chữ này. Chữ khổng lồ đó chính là Mông. Bây giờ hàng đầu tiên của hồng Mông kim bản, cũng có hai chữ kề nhau, cũng là loại chữ phức tạp đó. Tần Vũ dễ dàng nhận ra, phân biệt là Hồng, Lâm. Tần Vũ, đây là hồng Mông kim bản, chỉ cần có tên trên hồng Mông kim bản, liền có thân phận hồng Mông trưởng khống giả thân là hồng mông trưởng khống giả tất cả trong hồng mông không gian bất kể là một vũ trụ nào cơ hội vận mệnh của tất cả các sinh mệnh đệ đều có thể tính đồng thời năng lượng của bất cứ một vũ trụ nào đệ đều có khả năng sử dụng hồng mông cười nói hồng mông trưởng khống giả tần vũ trong lòng chấn kinh hồng mông không gian vô cùng vô tận cùng với thời gian trôi đi tự nhiên có thể xuất hiện từng vũ trụ hồng mông kim bản này cũng là hồng mông không gian tự nhiên sinh ra cũng giống như ta hồng mông kim bản này chính là dùng quản lý cả hồng mông không gian hồng mông cười nói Lâm Mông cũng gật đầu, Tần Vũ, để chỉ cần đem một tia linh hồn ấn ký dung nhập vào trong, liền thành Hồng Mông trưởng không giả. Ô, hàng đầu tiên của Hồng Mông, nhìn kích cỡ hai chữ Hồng Lâm, mới chiếm một nửa. Hàng đầu tiên này còn có thể viết thêm hai chữ A. Tần Vũ cười nói. Tần Vũ tâm ý vừa động, một tia linh hồn chi lực của mình liền bay ra, dung nhập vào trong Hồng Mông kim bản. Chỉ thấy Hồng Mông kim bản đột nhiên sáng rực, kim sắc quang mang từ trong Hồng Mông kim bản bắn ra, chốc lát liền bao phủ cả không gian vô tận, cả ba vũ trụ cũng ở trong phạm vi bao phủ. Một lát, Hồng Mông kim bản khôi phục lại bình thường hàng đầu tiên của hồng mông kim bản phân biệt là hồng lâm tần trong đầu tần vũ phúc chốc dân lên tin tức vô tận bao quát tin tức của hồng mông không gian cũng bao quát tất cả tin tức trong hai vũ trụ hồng mông vũ trụ lâm mông vũ trụ của đại ca nhị ca quả nhiên thân là hồng mông trưởng khống giả tin tức của bất cứ một vũ trụ nào đều biết được vận mệnh của bất cứ một người nào đều có thể tính toán nguyên lai like như thế tần vũ lúc này minh bạch vì sao hồng mông kim bản này một hàng có thể viết bốn chữ không nghĩ tới hồng mông trưởng khống giả cũng là phân đẳng cấp lão tam tần vũ cười cảm thán nói điều đó tự nhiên đại ca hồng mông gật đầu nói ở hàng đầu tiên của hồng mông kim bản là nhất cấp hồng mông trưởng khống giả là hồng mông trưởng khống giả đẳng cấp tối cao trừ bốn người này những người khác đều là phổ thông trưởng khống giả tần vũ cũng minh bạch từ nay về sau thời gian lâu dài người sáng tạo ra vũ trụ lần lượt sinh ra tự nhiên có hệ thống đẳng cấp bốn người đầu tiên là nhất cấp trưởng khống giả còn những người về sau đều thuộc về phổ thông trưởng khống giả là phải chịu những quy định của nhất cấp trưởng khống giả hồng mông không gian tuy vô cùng vô tận nhưng hồng mông kim bản để cho hồng mông không gian ổn định còn là chế định ra quy tắc trong cả hồng mông không gian chỉ cho phép sinh ra bốn vũ trụ lớn nhất tần vũ vũ trụ của đệ và của ta còn có vũ trụ của đại ca đều to bằng nhau vũ trụ lớn như vậy chỉ có thể có bốn cái còn từ nay về sau kể cả có người lại sáng tạo ra vũ trụ thể tích cũng chỉ bằng một phần trăm vũ trụ của chúng ta mà thôi lâm mông cười nói tần vũ cùng gật đầu tần vũ cùng minh bạch thực lực của vũ trụ sáng tạo giả là theo vũ trụ lớn nhỏ mà phân chia vũ trụ càng lớn các loại thần thông càng thêm phi thường nhất cấp trưởng khống giả chỉ có bốn người bây giờ đã có ba người rồi không biết ai sẽ có may mắn có được danh vị nhất cấp trưởng khống giả cuối cùng Tần Vũ cười nói. Tần Vũ cũng biết, sau khi danh liệt Hồng Mông Kim bản, Tần Vũ liền có thêm một tên Tần Mông. Tần Mông, vũ trụ của Tần Vũ cũng gọi là Tần Mông vũ trụ. Người muốn sáng tạo vũ trụ đều phải là người vận mệnh không thể tính được. Hồng Mông cười nhẹ nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyni com Tần Vũ cũng gật đầu. Trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, Tần Vũ cũng có thể tính ra vận mệnh của gần như tất cả mọi người. Bất quá, chỉ là gần như. Trong một vũ trụ còn có vận mệnh của vài chục người, Tần Vũ cũng không thể nắm chắc. Ví như Tần Vũ đệ, ví như Lâm Mông, lúc trước ta đều không thể tính được các đệ đều thành công rồi đương nhiên người không tính được mình mỗi một diễn kỹ đều có hơn vạn người nhưng có thể thành công sáng tạo vũ trụ lại hiếm thấy hồng mông lắc đầu cười nói ồ hồng mông đột nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng lâm mông trong vũ trụ của đệ có một phạm nhân giới không gian trong vũ trụ không gian đó không ngờ có sáu người vận mệnh bất định cơ hồ không thể tin được một diễn kỹ một vũ trụ mới có hơn một vạn bình thường ở mỗi lúc vận mệnh không thể xác định trong cả vũ trụ cũng chỉ mấy chục người mà thôi nhưng một vũ trụ lại có nghìn vạn phạm nhân giới không gian nhìn vạn phạm nhân giới không gian không ngờ có sáu người vận mệnh bất định ở cùng một không gian ồ không gian đó ta cũng phát hiện rồi đúng rồi không gian đó là khoa kỷ vũ trụ không gian là gia hương của lôi vệ một trong các sư tôn của tần vũ lâm mông cười nói tần vũ cũng tính ra rồi gia hương của sư tôn lôi vệ của mình khoa kỷ vũ trụ không gian đó bây giờ khoa kỷ đã vô cùng phát triển trong phạm nhân giới không gian đó không ngờ có sáu người thiên mệnh bất định hơn nữa trong đó có ba người tại địa cầu ha ha ta liền điền thêm một nét xem trong không gian đó có thể đản sinh một vị hồng mông trưởng khống giả hay không Hồng Mông cười nói, liền đó cầm một chén rượu lên, sau đó tùy ý vẫy một cái. Rượu trong chén lập tức xuyên qua Hồng Mông không gian, trực tiếp bay vào trong phạm nhân giới khoa kỹ vũ trụ không gian, sau cùng bay tới địa cầu. Tuy chỉ là một chén rượu, nhưng đó lại là do Hồng Mông tỉ mỉ chế tạo. Đối với mấy người tần vũ, Lâm Mông có thể không có tác dụng, nhưng một chén rượu đó, kể cả đối với thần vương, thiên tôn tác dụng đều rất lớn. Đại ca, nhị ca, ta sau khi đại công cáo thành, còn chưa cùng thê tử, hài tử của ta đoàn tụ, tần mông vũ trụ đó, ta cũng chưa thực sự sáng tạo vạn vật. Vậy ta cáo từ trước, đợi sự tình toàn bộ yên ổn, lại tới gặp gỡ đại ca, nhị ca tần vũ cười nói hai người hồng mông lâm mông đều mỉm cười gật đầu từ nay tuế nguyệt vô cùng vô tận thứ không thiếu chính là thời gian hồng mông cười nói tần vũ lập tức rời đi một lần thuấn di liền biến mất trong hồng mông vũ trụ vô tận còn hồng mông và lâm mông vẫn ở trong hồng mông không gian trước gian nhà tranh bay lơ lửng đó cùng nhau uống rượu nói chuyện tử huyền phủ trong đình viện tụ tập một nhóm người cái gì vẫn chưa tìm thấy khương lập cả người bắt đầu lo lắng lúc này cả tử huyền phủ đều huyên nháo lên không ít người đều ra ngoài tìm nhi tử của tần vũ tần sương ai cũng không nghĩ đến tần sương không ngờ đã một mình bỏ đi mẹ đừng lo lắng nhị để có thể tới nơi nào đó dạo chơi không lâu nữa sẽ quay về tần tư ở bên cạnh an ủi lập nhị đừng lo lắng không ít thần vương đều đi tìm rồi sẽ tìm được thôi hương lan an ủi hắc vũ hầu phí lúc này cũng ở đó tần sương đột nhiên biến mất đích xác khiến cả tử huyền phủ gà bay chó chạy thực lực của tần sương quá yếu mọi người tự nhiên lo lắng cho hắn ai tiểu sương hài tử này ta chỉ là nói nó một chút không ngờ lại đi mất đều trách ta đều trách ta hương lập tức giận nói với bản thân lập nhi làm sao vậy từ cửa đình viện tần vũ thân mặt hắc bào mỉm cười đi tới nhìn thấy tần vũ mọi người trong đình viện thoáng chấp lòng đều bình tĩnh lại tần vũ tới rồi sự tình khẳng định sẽ rất nhanh được giải quyết vũ ca nhìn thấy tần vũ khương lập mau chóng bật khóc tiểu sương không thấy đâu nữa mùi chỉ là nói với nó vũ ca công pháp đại thành có thể giúp nó khiến nó tốc độ tu luyện cực nhanh nhưng hai tử này không ngờ nổi loạn nói dựa vào bản thân nó cũng có thể được mùi lúc đó cũng không để ý không nghĩ đến vừa mới quay đầu nó liền không thấy đâu rồi nhìn bộ dạng khóc lóc của khương lập được rồi đừng lo lắng tiểu sương nó hiện đang ở một phạm nhân giới không gian tần vũ tâm niệm vừa động liền biết nhi tử của mình ở đâu phạm nhân giới không gian khương lập trong lòng nhẹ đi ở phạm nhân giới tần sương đó coi như an toàn bản thân tần vũ cũng biết tiểu nhi tử này của mình khả năng bởi vì phụ thân mẫu thân ca ca thành tựu đều cao áp lực quá lớn dẫn tới tính cách nổi loạn lập nhi tiểu sương nó hiện đang ở gia hương của sư tôn lôi vệ của ta năm xưa là khoa kỹ vũ trụ không gian đó tần vũ cười nhìn tần tư ở bên cạnh tiểu tư con cũng phải chuyên tâm tu luyện nói không chừng thành tựu sau này của tiểu sương so với con còn cao hơn ồ tần tư có chút kinh ngạc bản thân tần vũ lại rõ ràng tiểu nhi tử tần sương của mình chính là người thiên mệnh vô pháp xác định bây giờ tần sương càng là đã tới phạm nhân giới khoa kỹ vũ trụ không gian có số lượng thiên mệnh vô pháp xác định nhiều nhất đó sau này nhi tử của mình sẽ đi con đường nào bản thân tần vũ cũng không thể xác định lập nhi tiểu hắc bạch linh phí phí tử hà hồng vân tần mông vũ trụ đó của ta bây giờ đã đại thành hiện tại chính là lúc sáng tạo vạn vật sinh mệnh sáng tạo các loại sinh mệnh mọi người cũng đi cùng ta đồng thời đề xuất chủ ý hầu phí hắc vũ hai mắt lập tức phát sáng qua wow, sáng tạo vạn vật sinh mệnh hầu phí kích động thân thể phát trung lên ngay cả hát vũ cũng cao hứng mỉm cười lan thúc tần vũ vừa muốn nói khương lan cười nói được rồi ta cùng phụ thân ngươi mấy người đánh cờ thưởng trà nói chuyện loại sinh hoạt động lòng người đó của các ngươi các ngươi tự mình đi làm thì hơn tần vũ mỉm cười gật đầu giác giác chúng ta đi hầu phí hưng phấn hét lớn tần vũ khương lập hát vũ bạch linh hầu phí tử hà hồng vân ba huynh đệ mang theo thê tử liền trực tiếp tiến vào tân vũ trụ bắt đầu sáng tạo sinh mệnh sáng tạo văn minh cho tân vũ trụ sau khi tiến vào tầng mông vũ trụ, đại ca vũ trụ này làm sao gọi là tầng mông vũ trụ a à? hầu phí hỏi ồ đó là vì tần vũ vừa muốn trả lời nhưng tần vũ đột nhiên nhớ tới một việc tần sương tiểu tử đó cũng là người thiên mệnh không thể xác định nếu như nó sau này thực sự trở thành hồng mông trưởng không giả danh liệt hồng mông kim bản vậy không phải có hai tầng mông cùng cha nó trùng tên rồi tần vũ nghĩ tới không khỏi bật cười trong lòng cũng có chút kỳ vọng tới con đường tương lai của tần sương liền đó ba huynh đệ tần vũ hầu phí hắc vũ mang theo thê tử bắt đầu hứng thú sáng tạo văn minh sinh mệnh còn nhi tử của tần vũ tần sương cũng ở địa cầu bắt đầu con đường chói lọi không kém phụ thân hắn hết chương sáu trăm bảy mươi hết truyện cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha